Ta đối xử tốt với ngươi, em làm thế với anh, vậy thì hãy giao nộp linh hồn của ngươi. Tiết đại lão mau ra tay. Nhà sư nghèo không chịu nổi nữa. Với một tiếng động lớn, cổng đá vỡ vụn. Chỉ thấy bên ngoài cửa đá có một cây ngọc lâm phong. Phong cách, người chơi xuất sắc. Hóa ra là phân thân. Thú vị, tuyết lập tức chuyển đổi thân hình vũ khí, biến thành một bóng ma, lao về phía vị thần linh hồn. Trận cận chiến này là bất khả chiến bại. Đánh nhau với tôi là muốn chết. Ta nhỏ một cái ngoan ngoãn tiết đại lão, cái này cũng quá mạnh phải không? Rốt cuộc ai là thần linh? Người chơi là ai? Học sinh, tôi thừa nhận bạn rất mạnh, nhưng Ben tự hỏi mình không có lỗi với bạn. Chỉ muốn so sánh với anh. Sao anh lại bắt cá với tôi? Không đánh được thì biết nói cái thứ vớ vẩn này. Cậu học sinh, đây là cậu ép tôi, hôm nay ta cho dù ngủ tiếp cũng muốn người chết. Ba đầu sáu tay. Tuyết xứng đáng là thần hoàng hôn đệ nhất người chơi. Một giây hơn 600 cái. Thần vong linh này cũng có chút không chịu nổi. Học sinh, dừng lại. Có việc để thương lượng. Cho anh một phút. Có gì thì nói đi. Đừng nói ta không cho ngươi cơ hội. Giết tôi đi, anh sẽ không được nhiều đâu. Sao chúng ta không nói về một thỏa thuận? Tôi sẽ cho bạn một phước lành của tôi. Hãy để bạn có sức mạnh vô cùng mạnh mẽ. Bạn rời đi, 3 năm nữa không thể trở lại. Làm thế nào một phước lành từ các vị thần? Chỉ muốn tiếp xúc lôi, đây đúng là mộng tưởng. Giết chết thần linh, anh ta có thể nhận được nhiều lợi ích hơn. Tôi vẫn nghĩ giết anh. Tôi có thể nhận được nhiều lợi ích hơn. Tiếc, đừng tham lam. Phúc lành của tôi cũng không phải bình thường thần linh có thể so sánh. Hơn nữa người thật sự nghĩ người có thể giết chết ta sao? Phật Anh Di Đà, trận chiến của các vị thần, bất kể kết quả ra sao, cũng không phải là nhà sư nghèo có thể xem. Nhà sư tội nghiệp từ biệt. Phổ Đà Thiên Long rời đi rồi, đôi khi biết quá nhiều không? Chuyện gì vậy? Học sinh không cần phải đánh vần với lưới chết. Có chuyện gì chúng ta có thể thương lượng? Lợi ích thì sao? Thần vong linh vừa mới hồi sinh, cho dù mạng sống rất cao, nhưng cũng không thể ngăn chặn được tuyết một giây hàng chục triệu vết thương. Theo ý kiến của tôi, giết người là lợi ích lớn nhất. Cậu đúng là một thằng điên. Lão tử không chọc nổi, trốn còn không được sao? Thần vong linh hóa thành một tia sáng trắng sáng, biến mất dưới hầm mộ. Thân linh hồn, người đúng là một con rùa. Trở lại trạng thái phong tỏa hoàn toàn. Nhưng ngươi vẫn chưa thoát khỏi khoảng cách chiến đấu của ta. Không ra khỏi trạng thái chiến đấu, máu của thần linh hồn là khoảng 2 triệu mỗi phút. Và bộ phận sinh tử có thể gây ra hơn 5 triệu vết thương mỗi phút. Hãy ở dưới này, đồ tạo tác tự mạnh do tôi nuôi dưỡng, có thể cải thiện đáng kể khả năng hồi máu của tôi. Cho dù không thoát khỏi chiến đấu, người vẫn không thể giết ta. Tiếp cũng lời nói chuyện, trực tiếp nằm xuống ngủ. Tiếp đủ là đủ rồi. Ta biết người đôi khi đánh bại thần linh có thể nhận được lợi ích to lớn, nhưng những gì tôi có thể cho bạn nhiều hơn anh giết tôi. Không thể ngồi yên được sao? Thần vong linh bây giờ rất muốn tát chết tuyết, nhưng ra ngoài lại đánh không được. Nhìn lượng máu của bạn tiếp tục giảm, hắn cuối cùng là đè xuống mục tiêu trong lòng mình. Tuyết, tôi không nói dối bạn. Cô muốn gì? Tiền, quyền lực hay đặc biệt, em bé ở chỗ tôi đều có. Vậy thì tùy tiện tặng 5 món đồ trang bị thần ban tặng. Khi 10 tài năng cấp thần thức tỉnh, 20 bông hoa tiến hóa tài năng, 50 thiết bị đặc biệt, 10.000 điểm thuộc tính miễn phí. Tôi chỉ muốn một thứ như vậy thôi. Đây có phải là coi tôi như một cái máy rút tiền không? Không quá đáng. Làm thế nào bạn có khuôn mặt để nói những điều như vậy? Mặc dù vị thần của người chết đặt tổ tiên tuyết trong trái tim mình, 18 đời đều trao hỏi, nhưng đồng ý vẫn rất dễ chịu. Không vấn đề gì, hiện tại chỉ có một thiết bị. Tài năng cấp thần không còn nữa khi thức tỉnh. Cho Phổ Đà Thiên Long 3 bông hoa tiến hóa tài năng. Thiết bị đặc biệt 2 mảnh 1.000 chữ có điểm thuộc tính. Những thứ khác đợi sau này tôi bồi thường cho bạn thì sao? Chỉ có vậy thôi. Làm thế nào bạn không xấu hổ khi tự lấy thần linh? Ta cảm thấy vua của vương quốc các vì sao đều có nhiều tiền hơn ngươi. Cậu ơi, tôi vừa mới hồi phục. Sức mạnh có thể sử dụng là rất nhỏ. Những thứ có thể lấy ra tự nhiên cũng rất ít. Nhưng bạn yên tâm, ta là thần linh. Tôi nói một lời chín lời. Chỉ cần ngươi lần này buông tha cho ta, sau này tôi nhất định sẽ đưa hết cho bạn. Sao nghe có vẻ quen nhỉ? Vậy đi, bạn đưa cho tôi những thứ vừa nói trước đi. Phần còn lại sau sẽ cho. Quả nhiên nhân loại thật là ngu xuẩn. Ai quy định thần linh không thể nói dối? Ngươi đã nhận được một món quà từ thần linh. Đồ tuyết cho bạn rồi. Có phải cậu nên dẹp bỏ đòn tấn công đi không? Đồ không phải bạn vẫn chưa cho đủ sao? Cái gì gọi là không cho đủ? Tôi đưa hết cho anh rồi. Ngươi phải ngừng tấn công ta. Sau này khôi phục lại mới có thể đưa phần thưởng khác cho bạn. Cậu hiểu lầm rồi. Ý tôi là bạn cho tôi dừng lại. Bạn cho một phần trước, đó chỉ có thể coi là trả trước. Phải thanh toán số dư mới có thể dừng lại. Học sinh, bạn chơi tôi, giết tôi sẽ có lợi gì cho anh? Những gì tôi cho không hề thấp. Thần chết, tôi không đùa đâu. Điều kiện cho bạn rồi, bạn cũng đồng ý rồi. Chính bạn không cho cờ vua đồ còn trách tôi sao?
Tiết Tiết, đây là ngươi ép ta. Ta coi như đánh vần ở ngủ xây vạn năm, cũng phải khiến bạn phải trả giá. Trái tim của xác sống ẩn sâu trong nguồn gốc. Nghe theo tiếng gọi của Ngô, mang theo ác ý lớn nhất của bạn, đi nguyền rủa Tuyết cái này đáng chết nhất đất ác, làm cho hắn chịu khổ sở lớn nhất thế gian này. Ngươi bị thần linh nguyền rủa. Trước vòng 9, thiệt hại bạn phải chịu sẽ tăng gấp 10 lần. Ngươi đã giết thần linh, thông báo dịch vụ đầy đủ sắp tới. Có dấu tên không? Trong khi đó, Tuyết là thần linh biến động theo mùa. Đánh bại các thuộc tính bổ sung của thần sắc sống. Chỉ cần là người và quái vật bị Tuyết giết chết, có thể nô dịch linh hồn của họ để giúp Tuyết chiến đấu. Cộng với số lượng hàng triệu, thật kinh khủng. Tuyệt vời, lúc trước còn đang nghĩ tấn công Thiên Tinh Thành sẽ có chút phiền phức. Bây giờ sao? Chuẩn bị Tinh Thành được Đại Quân Vương Lăng rửa tội đi. Ngay sau đó Tuyết mở ra phong thần bảng, triệu hồi thần của người chết. Tuyết đại nhân, không biết người hầu khiêm tốn của ngài, Sát Linh, hy vọng có gì có thể làm cho bạn không? Đưa cho tôi tất cả những thứ tốt đẹp trên người bạn. Thần Vong Linh trực tiếp giao ra bản mệnh thần khí của hắn. Lời nguyền mà người đã đặt cho ta, bây giờ có nên mở khóa cho tôi không? Nhà của Vương Minh, trái tim đập, hướng dẫn đến, sức mạnh của sự sang trọng. Cuối cùng là lời chúc phúc của các vị thần. Cuộn nhiệm vụ phía trước, khi nhìn thấy vị thần của người chết, các vị thần ban phước cho nhiệm vụ phía trước. Nhiệm vụ trên cuộn giấy đã hoàn thành, chỉ cần sự ban phước của các vị thần. Thái hậu Tây đang chúc phúc cho bạn. Bạn đã nhận được gương côn luân, thứ này hơi ngầu. No Dinner, kể từ khi bạn buộc đại nguyên soái phải chết, nghĩa trang lên và thủ tướng sức CC, tôi đã mất 2 phần của các vị thần. Chúc phúc cho cuộn nhiệm vụ phía trước, vậy ta chỉ có thể tiêu diệt ngươi một nước, kiếm lại cuộn nhiệm vụ phía trước của các vị thần. Hôm nay năm sau là ngày kỷ niệm ngày mất của bạn. Nếu anh giết tôi, sẽ có người báo thù cho tôi. Phải. Dự án đầy đủ. Bắn tên. Linner 4 quay rồi, làm sao có thể? Tôi đi Tuyết, bạn thực sự bị mắc kẹt. Chị ơi, cuối cùng chị cũng xuất hiện rồi. Tưởng mình miễn dịch, học cách tổn thương là có thể chiến đấu với tôi không? Hóa ra là băng hòa đại pháp sư Mèo. Na, bạn đang ở làng người mới, chỉ để hấp thụ sức mạnh của nguồn gốc của Hunter, phá vỡ giới hạn 3 lượt, vào hàng ngũ 4 lượt. Ác đế, người rất thông minh, ta không muốn là kẻ thù của ngươi. Nhưng sao, nghĩa trang lên và nhiệm vụ của Kê Sơn Lâu, trở thành vua của vương quốc các vì sao? Nào, tôi sẽ quay cung thủ, dẫn giáo ngươi cái này tự chuyển đại pháp sư thực lực. Ta đế, ngươi phải đem chuyện làm đến mức không chết không ngừng sao? Tôi có thể hỗ trợ bạn. Vị trí của vua vương quốc các vì sao? Tôi cũng vậy, có thể kéo bạn ra khỏi vị trí này. Tôi cũng muốn xem Tuyết, bạn có thực sự bất khả chiến bại. Phá không rút dao chém. Tuyết đã thả tôi có thể đáp ứng bất kỳ yêu cầu nào của bạn. Lina, tôi thừa nhận cô rất hấp dẫn, nhưng không giết người. Trong lòng tôi hoảng sợ. Nhớ, một số ân oán không phải là một chút lợi ích có thể hóa giải. Seti, cô muốn gì? Bởi vì tôi đã lợi dụng anh, người nhất định phải giết ta. Lợi ích tôi cũng sẵn sàng cho, không có mâu thuẫn nào không thể giải quyết được. Lina thực sự sợ hãi, không dễ để anh ấy đạt được thành tích ngày hôm nay. Rất không dễ dàng. Lina, hôm nay năm sau là ngày kỷ niệm ngày mất của cô. Seti, cô giết tôi, sẽ có người báo thù cho tôi. Người đã giết nhà vua. Linner sắp có thông báo dịch vụ đầy đủ. Có dấu tên không? Cái quái gì đây? Không có thuộc tính cộng thêm thì thôi. Lên đây thì tự nhủ mình bị theo dõi rồi. Mẹ kiếp. Tiết chửi thề lấy ra sổ sinh tử, sau đó viết tên của hầu tước ma cả dòng Min Zekedu. Em trai, lần này thật sự là nhờ có em. Đây là phần thưởng đã hứa với bạn. 2 cuộn nhiệm vụ phía trước của các vị thần. Ngoài ra còn có nghề nghiệp ẩn giấu cấp thần. Cuộn chuyển việc của cuộc chiến thoát hiểm 9 tầng. Sử dụng phước lành của các vị thần, người đã được thần biển Poseidon bàn phước, người đã có được năng lực. Đừng làm vậy được không? Tôi cần phước lành của Poseidon. Điều tôi muốn là phước lành của các vị thần phương Đông. Rồi, Tuyết đã lấy ra phần còn lại của các vị thần. Hoàng đế Ngọc, Vương mẫu nương nương phải lão quân phù hộ. Chỉ cần sự bàn phước của các vị thần, người đã được thần biển Poseidon bàn phước. Người có danh hiệu con trai của biển. Con trai của biển Nimer, cái quái gì thế này? Cả 2 vị thần đều bàn phước cho thần biển Poseidon. Một vị thần phương Đông cũng không có được. Chờ có cơ hội đưa thần biển Poseidon lên danh sách phong thần. Thông báo treo chúc mừng người chơi huyết chiến bồ đề. Người đầu tiên đến lục địa rộng lớn, thưởng điểm thuộc tính miễn phí cộng thêm 200, tiền vàng cộng 50.000, bộ đồ cấp vàng không giới hạn cộng với 1, sách kỹ năng nghề nghiệp cộng 3. Thông báo, mong phần lớn người chơi tiếp tục nỗ lực. Tuyết ngồi trên ngựa gió bay về phía nơi hỗn loạn.
Núi này là ta mở, cây này là tôi trồng. Nếu bạn muốn ở lại và mua tiền từ bây giờ, với tính chất rác rưởi của anh chắc chắn muốn cướp tôi. Phải, tôi sẽ cướp anh. Có bản lĩnh, ngươi một mũi tên bắn chết ta. Này, lớn thế này, lần đầu tiên gặp phải người có yêu cầu kỳ lạ như vậy. Nếu như vậy không giúp được bạn bao nhiêu thì có chút không nói được. Nghe nói một đám cướp theo tiếng cười, rõ ràng là không nghĩ một cung thủ nhỏ trong tuyết có thể một kiếm đánh chết bọn họ. Ông chủ, làm ơn bắn tôi đi. Sao như vậy có thể bắn chúng không? Ha ha ha. Hả? Chạy đi. Người đã giết tên cướp chống đá. Bởi vì bạn chưa bao giờ thay đổi công việc, không thể đạt được điểm kinh nghiệm. Công tử. Sao vậy? Công tử không biết cờ này của bạn có bán không? Tôi sẵn sàng trả giá 100.000 đồng vàng. 100.000 đồng tiền vàng được đặt ở đại lục. Bạn có thể mua 2 con ngựa. Tiếp tự mình còn cần. Đương nhiên không thể bán cho bên kia. Xin lỗi, cái này còn phải bán nữa không? Công tử, bao nhiêu tiền vàng anh mới đồng ý bán cho tôi 1.000 đồng? Được rồi, tôi không thể đưa ra mức giá cao như vậy. Cô gái, chờ đã, không biết có thể mạo muội hỏi một câu không? Người biết chỗ nào có tam chuyển cao thủ không? Các vị thần ban phước cho cuộn nhiệm vụ phía trước, tiếc cảm thấy ít nhất cũng cần 3 lượt cao thủ mới có thể có thứ này. Ông nội ta là một vị tam chuyển đại pháp sư, bạn tìm cao thủ 3 lượt, nhưng có chuyện gì thực sự có chuyện? Không biết có thể giới thiệu một hai không? Được rồi, không vấn đề gì. Tuyết công tử, tôi nghe cô gái Selina nói bạn tìm tôi có việc. Nhưng nói cũng được, tôi chỉ muốn hỏi ông già Anna thôi. Ở đây ngươi có thần phù hộ nhiệm vụ phía trước cuộn giấy không? Có, nhưng tiếc công tử, các vị thần chúc phúc cho một thứ có giá trị như cuộn nhiệm vụ phía trước, ai không muốn? Chắc chắn không thể vội. Lão gia tử có yêu cầu gì có thể đề cập, miễn là bạn có thể giúp tôi hoàn thành 4 lượt. Các vị thần ban phước cho cuộn giấy nhiệm vụ phía trước là của bạn. Không biết lão gia tử là thuộc tính gì đại pháp sư? Giống như Leo, bản thân hắn là băng thuộc tính tam chuyển đại pháp sư. Sau khi kết hợp với thuộc tính sống của thượng hắn ba, hoàn thành tích hợp các thuộc tính băng và lửa, trở thành đại pháp sư băng lửa 4 lượt. Ta là ba chuyển vong linh đại pháp sư, đại sư vương linh. Các vị thần mà bạn tin tưởng, nhưng vẫn còn nằm trong bảng phong thần của ta. Dừng ra, lần này ngươi không thể từ chối ta nữa. Đây là những gì tôi đã trải qua. Thật không dễ dàng để có được cái chết. Những mảnh vũ khí mà thần linh đã từng sử dụng có khả năng rất lớn có thể giúp lão tuyệt lâm. Bạn hoàn thành 4 lượt. Hơi thở này không trả được, chắc là mảnh vũ khí của thần vong linh. Tiết công tử có thể sẽ làm người thất vọng. Bạn cũng thấy rồi, bạn tôi đã tìm thấy cái chết. Mảnh vỡ vũ khí của thần linh, tôi dựa vào sức mạnh của nó hoàn thành 4 vòng quay với xác suất cao. Ông già không vội, yêu cầu của bạn không phải là hoàn thành 4 lượt sao? Nếu anh thành công với mảnh vũ khí này, vậy tôi quay người đi. Nhưng nếu bạn không thể chuyển giao thành công, xin hãy cho tôi một cơ hội. Tiết không vội, bởi vì hắn vừa mới cùng Vương Lam Chi thần linh thông đạt. Đừng nói chỉ là một mảnh vũ khí, ngay cả một vũ khí hoàn chỉnh mà anh ta đã sử dụng, hắn không muốn Energon chuyển chức thành công. Anegali nhất định sẽ chuyển chức thất bại. Chàng trai trẻ, bạn cũng hợp lý. Vậy thì theo như anh nói, nhưng tôi có thể nói với bạn chắc chắn, cậu không có cơ hội đâu. Mảnh vỡ vũ khí của thần vong linh, cho dù là giúp vương linh hệ nghề nghiệp tiến hành 5 lượt, thậm chí 6 vòng quay là quá đủ. 4 lượt này không có khả năng thất bại. Đừng nói quá đầy đủ. Nếu thất bại thì sao? Được rồi, kết quả thế nào? Sẽ có chia sẻ. Nhưng ngay lúc này, trên bầu trời có mấy quả cầu lửa bay về phía vườn trúc. Sắc mặt của Anna thay đổi, ngừng chuyển việc ngay lập tức, phòng vẫy tay. Phía trước cơ thể xuất hiện một tấm chắn khổng lồ, chặn của cầu lửa. Dừng ra, tôi còn chưa quay 4 vòng, bạn muốn quay 4 vòng? Hỏi tôi có đồng ý không? Ông già thì ông là sao? Hai lãnh thổ của chúng ta cách nhau không xa. Trước đây ngươi và ta đều là tam chuyển đại pháp sư, thiên nhiên bình yên. Nhưng bây giờ bạn muốn bí mật hoàn thành 4 vòng, phá vỡ sự cân bằng. Tôi không thể hứa một cái chuyển chức hỏng làm phiền phức như vậy. Bây giờ cút đi, ngươi vẫn có thể sống. Nếu không đi, vậy thì ở lại đây mãi mãi đi. Lão tuyệt lâm, thằng nhóc này là hậu duệ của tổ tiên ngươi. Đó là cách ông dạy dỗ đàn em. Tiếc không muốn nói nhảng, trực tiếp. Ôi, dừng ra. Cậu tìm đâu ra tên quái vật này? Lão tuyệt lâm, nếu không thì quên đi. Ta thấy tuyết công tử thật sự muốn các thần phù hộ. Cuộn nhiệm vụ phía trước tôi sẽ không dùng dao ngang để giành lấy tình yêu nữa. Tuyết tuyết sau khi giải quyết xong chuyện không rời khỏi gia tộc, lại một lần nữa trở lại sau liên trang. Giờ này, Peterson đang rút lui vào bàn thờ phục sinh, không dám đi ra. Chỉ có dựa vào huyết hồi cao của bàn thờ phục sinh, hắn mới có thể sống sót. Đây là loại tấn công gì vậy? Sao nó lâu thế? Mày đã làm gì tao? Không phải bạn rất thích tăng giá sao? Bây giờ nước suối tắm có vui không? Mày muốn chết hả? Đại ca ta chính là Bạch Kim cấp 4 chuyển cường giả. Ngươi không có trái cây tốt để ăn chống lại ta. Vậy anh bảo anh ta tới đi, tôi cũng muốn biết. Theo ý tưởng của Tuyết, cúp kim cấp 4 chuyển cường giả trong tay hẳn là có thần phù hộ nhiệm vụ phía trước cuộn giấy. Nếu anh ta sẵn sàng bán phước cho các vị thần nhiệm vụ phía trước cuộn để bảo vệ anh trai này, Tuyết đệ cũng không phải là không thể đồng ý cho ta đến. Anh trai của bạn nói xấu giá cả làm tôi rất không vui. Bạn nói chuyện này xử lý như thế nào đi? Một cung thủ là ai cho người dũng khí nói chuyện với ta như vậy? Nếu anh nghĩ anh có thể chống lại tôi, bạn có thể thử giết Baku. Anh ấy nhìn thấy em trai mình, Peterson tiếp tục máu, trong lòng cũng là lo lắng.
rằng thủ đoạn này căn bản không làm được. Mặc dù em trai tôi có chỗ không đúng, nhưng tôi sẽ kỷ luật. Đừng làm phiền ngài nữa. Nếu bạn có thể kỷ luật, tôi cũng sẽ không ra tay nữa. Bitburgu tức giận trong lòng, là một trong ba cường quốc của vùng đất hỗn loạn, còn không có mấy người dám như vậy không cho hắn mặt mũi, nhưng tiếc cho anh ta một cảm giác khó lường. Thêm vào đó, Enel vừa mới đến vòng 4 phía sau, điều này khiến anh ta cảnh giác hơn một chút. Vậy anh muốn gì? Đệ nhất hải thần muốn cho ta thứ hai. Đưa cho tôi cuộn giấy nhiệm vụ đầu tiên của các vị thần. Người trẻ, sư tử mở miệng cũng không phải là ngươi mở như vậy. Hải thần đồ mật dược có thể cho bạn, gửi cho bạn cũng được, nhưng các vị thần đã ban phước cho cuộn giấy nhiệm vụ phía trước. Đừng nghĩ nữa. Tôi cũng không phải loại người hung hăng. Thần biển chết, cần thêm một cuộn tiến hóa thiết bị. Tôi sẽ để quá khứ qua đi. Nếu anh ta thực sự giết Peterson, tiếp đó muốn có được Bitburgu, các vị thần trong tay ban phước cuộn nhiệm vụ phía trước, đó chính là khó như lên trời. Được rồi, như bạn muốn, nhưng tôi muốn biết cô là ai. Tôi là một nhà thám hiểm. Tiền tuyết, người chính là giúp nấm diệt vong. Tuyết của ngôi sao Mango, nếu vậy, các vị thần, chúc phúc cho cuộn nhiệm vụ phía trước có thể cung cấp cho bạn. Bitburgu đã gửi nhiệm vụ cho bạn. Yêu cầu nhiệm vụ, giúp gia đình Bit thống nhất vùng đất hỗn loạn, xây dựng một vương quốc hoàn toàn mới. Nhiệm vụ trừng phạt không rõ. Nhiệm vụ thưởng cho phước lành của các vị thần cộng với 1. Điểm thuộc tính miễn phí cộng với 1,0. Có chấp nhận hay không? Đây là tham vọng của Baku hơi lớn. Muốn thiết lập chính quyền ở đây, trở thành chủ nhân của một đất nước. Thực ra tôi không hiểu, cho dù trở thành chủ nhân của một quốc gia, xác suất bạn tiến thêm một bước nữa cũng rất nhỏ. Sao không ra khỏi đây, đến một lục địa rộng lớn hơn? Chúng tôi tin vào đại dương, thân biển ở nơi hỗn loạn. Chúng ta rời khỏi đây mới là tổn thất lớn nhất của chúng ta. Nếu Bitburgu biết tiết sẽ đến lần này, là để gửi thần biển Poseidon lên danh sách phong thần. Tôi không biết anh ta sẽ nghĩ gì về anh. Bạn thật tuyệt vời. Vậy tôi sẽ chờ xem. Nếu có chỗ nào cần giúp đỡ, bạn cũng có thể hỏi. Sau đó tiết lấy ra bộ phận sinh tử, xóa tên Peterson khỏi bộ sinh tử, viết lại Vamba Maki, tên của Min Zekedu. Theo tin tức, học sinh đang ở nơi hỗn loạn. Lần này đừng hút hắn thành người. Bị phong ấn trong trấn ma quan, làm cho hắn vĩnh viễn không thể thoát khỏi khó khăn. Hầu tước đại nhân ra tay, Tuyết khó thoát chết. Nếu như không phải trước kia kỳ quái chảy máu, bây giờ Tuyết đã là người chết rồi. Bây giờ tôi không còn bị ảnh hưởng bởi việc mất máu kỳ lạ đó nữa. Núi Tuyết nghĩa không? Ngược lại, lời của Mankanu vừa mới rơi xuống, trên đầu hắn bỗng nhiên hiện ra số lượng tổn thương. Chúng ta mới đến nơi hỗn loạn, Tuyết lại dùng loại này cách tấn công kỳ lạ. Chẳng lẽ hắn đã cảm giác được chúng ta đến rồi sao? Dù nguyên nhân là gì, Tuyết thì chết. Ông chủ Tuyết, ngươi cũng nhận nhiệm vụ của kho vũ khí liên minh rồi. Hai người quen nhau, thật tuyệt vời. Lát nữa mọi người sẽ đóng cửa, nhanh chóng giết chết vết máu hai đầu. Lãnh chúa Boku, tôi có chuyện muốn nói riêng với ông chủ Tuyết. Nói đi. Tôi đang làm một nhiệm vụ. Tôi biết. Những gì bạn muốn là các vị thần bán phước cho cuộn nhiệm vụ phía trước. Chủ đạo có nó trong tay và tôi có thể lấy nó. Chúng ta hợp tác thế nào? Chờ ngươi có được các vị thần, hãy nói về nó khi bán phước cho cuộn giấy nhiệm vụ phía trước. Bạch Tuyết Tuyết đệ, hai người thật là đẹp trai. Hơn nữa bên trong ngày mai đều có một chữ Tuyết. Đúng là có duyên. Xin liên bầu cù, đừng lộn xộn với đất vị quyết nữa. Sắp hết thời gian rồi, đi thôi. Nhanh chóng giải quyết vết máu hai đầu là tốt cho mọi người. Vậy đi thôi. Tuyết lớn, nếu không đi xe của tôi, ở mấy người hoàn toàn không thành vấn đề. Tốc độ cũng nhanh hơn một chút. Tôi không ngồi nữa, hay là cưỡi ngựa của mình ngồi thoải mái. Máu hai đầu này là một con hải thú cấp vàng 4 móng vuốt, đổ bộ, sức chiến đấu cực kỳ mạnh. Nếu bị nó cắn, thậm chí có thể xuất hiện thương tích chảy máu khủng bố và khó chữa. Lát nữa khi chiến đấu phải cẩn thận. Lại cẩn thận tiếp nghe Silan nổ kho giải thích, không tỏ ra thiếu kiên nhẫn. Đôi khi biết đối thủ của mình không phải là điều xấu, bởi vì không thể bảo vệ đối thủ của bạn là một lão lục. Dầu cái gì mà anh không biết, và bạn sẽ là bước đệm để người khác trở nên nổi tiếng. Nhiều thì không nói nữa, mọi người hợp tác chiến đấu. Tôi thu hút hỏa lực, các bạn xuất hết sức. Sau đó ngay cả quần nổ cũng lấy ra một đường may khổng lồ. Trong không khí lập tức bị mùi tanh bao phủ. Thứ này dùng để thu hút máu hai đầu, chuẩn bị chiến đấu. Mùi máu hai đầu ở gần đó, mùi thịt thối. Chắc là anh ta đang trên đường đến rồi. Đừng vội, chờ anh ta đến gần ngay bây giờ. Sau đó là Sirion, kho vũ khí và giấc mơ. Yến Tuyết hướng về phía hai đầu huyết vân ác toàn lực xuất khẩu, phá vỡ không gian với thanh kiếm. Một con số thiệt hại khá tốt xuất hiện, chỉ là so với máu hai đầu gần 100 triệu mạng sống, thiệt hại này quá thấp. Hơn 10.000 vết thương, cái này phải đánh đến tháng ngựa năm khỉ. Chỉ có sức mạnh này còn đến thách thức ông chủ, xem ra vẫn là muốn ta ra tay. Tiếp một giây là có thể đánh rơi. Vết máu hai đầu, gần 70 triệu máu. Số máu hai đầu trị giá 100 triệu mạng sống này, không thể cầm Tuyết trong 2 giây. Đầu ra của Tuyết thật đáng sợ. Mấy ngày rồi không gặp, Tuyết trở nên mạnh như vậy. Haha, Tuyết lần này cảm ơn bạn đã giúp đỡ. Đây là phần thưởng đã hứa với bạn. Vậy thì cảm ơn. Sau khi đoàn người của Selene Boku rời đi, Tuyết lấy ra gương côn lớn bước một bước. Tuyết tiền bồi lái xe lớn đến thăm có thất vọng xa hoan nghênh.
đừng nói những lời khách sáo nữa. Tôi muốn biết sự phân bổ quyền lực ở vùng đất hỗn loạn. Tuyết tiền bối, có 4 cường quốc mạnh nhất trong vùng đất hỗn loạn. Đó là gia đình Bít, gia đình Hôn, đền thờ biển và tòa nhà huyết áp. 3 thế lực phía trước đều có cấp bạch kim 4 chuyển. Mạnh mẽ làm chứng, huyết áp tầng không có 4 chuyển bạch kim cấp làm chứng, nhưng lại có 2 cái 4 chuyển vàng cấp và nhiều 3 chuyển sang cấp vàng. Sức mạnh tổng thể, ngay cả gia đình Bi Hân và gia đình Bít còn mạnh hơn nữa. Vậy thì hãy bắt đầu với gia đình Hôn. Gia đình Hứa công tử chờ lâu rồi. Cái này, gia tộc của gia tộc Yon lại biết mình sẽ đến. Có chút thú vị dẫn đường. Tuyết công tử gia chủ đang ở bên trong chờ ngươi. Học sinh thì nuôi đại minh. Nếu lão gia tử biết ta đến, vậy chắc là biết mục đích tôi đến rồi. Biết đồ đã chuẩn bị cho bạn rồi. Trong tay Hôn là cuộn thanh lọc thiết bị và các vị thần bán phước cho cuộn nhiệm vụ phía trước. Đối phương biết mình cũng biết mục đích của mình. Rõ ràng là biết điều gì đó về bản thân mình. Hạnh phúc quá, nói đi, anh muốn gì? Đưa tôi lên cấp 500, hai thứ cùng nhau đều cho bạn. Bạn mới 3 lượt, đến giữa cấp 500 còn thiếu một cái 4 lượt. Bạn yên tâm, miễn là bạn đồng ý, tôi có thể hoàn thành 4 lượt ngay bây giờ. Hôn Căn không đã gửi nhiệm vụ cho bạn. Đưa anh ta lên cấp 500, nhiệm vụ trừng phạt không rõ, nhiệm vụ thưởng cho phước lành của các vị thần cộng với 1, trang bị tiến hóa cuộn cộng 1, điểm thuộc tính tự do cộng thêm 200 là được. Tôi sẽ nhận nhiệm vụ này, không biết chúng ta làm thế nào. Em có cần theo anh không? Hôn Căn không mời bạn tham gia nhóm của anh ấy. Có đồng ý không? Miễn là anh không rời khỏi vùng đất hỗn loạn, tôi có thể tham gia chia sẻ kinh nghiệm. Thật tuyệt. Đã đồng ý cho Hôn lên cấp 500, cho dù chỉ là vàng, hắn là người đầu tiên trong vùng đất hỗn loạn. Tiếp theo tôi sẽ đóng cửa. Cũng hy vọng Tuyết bạn có thể nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ. Yên tâm, bạn không nói tôi cũng sẽ cố gắng. Nếu không có gì khác, tôi sẽ tạm biệt trước. Sau khi Tuyết rời khỏi nhà Hôn, đến chi nhánh đền thờ biển. Đền biển nằm trên một hòn đảo. Đi đến đền thờ biển, phải có được đền thờ biển, sự chấp thuận của trưởng lão phân điện mới được. Sao anh dám? Dám ờ, khi người lớn tuổi nói chuyện, có vẻ như anh ta đã thua. Chuyện gì vậy? Chia sẻ trách nhiệm người lớn tuổi, khi bạn nói, chắc chắn trông giống như anh ta thua. Thật sự là quá không để bạn vào mắt nữa. Các tín đồ khác của Văn Môn đều bắt đầu chỉ trích. Tuyết lên, chia sẻ người lớn tuổi, những người đã hiểu được tranh cãi của biển cách đây không lâu. Thật vinh dự biết bao khi có thể nghe những người lớn tuổi chia sẻ nói về lời nói. Thằng nhóc này còn đọc sách khác nữa. Người này giống như nước nhìn thì không phải người tốt gì. Chàng trai trẻ, bạn nghĩ những gì tôi nói về ngôi mộ cổ không tốt bằng cuốn sách của anh? Thật sự không tốt bằng trong sách của tôi. Tranh cãi về biển của người lớn tuổi cổ mộ mới có sức hút. Cuốn sách bí mật tranh chấp biển trong tay Tuyết, nhưng cái tối chứa nội dung cốt lõi của toàn bộ tranh chấp biển cả. Đây là ai mà lại kiêu ngạo như vậy? Trên cây có thể học được gì? Đó là đá lưới nắp cống. Đồ cổ giấu lão tướng không bằng đồ trên cây. Quả thực là ác độc đối với gió cổ. Loại người này nên bị chìm xuống đáy biển, cho thú biển ăn bột. Tôi tò mò xem cuốn sách trong tay anh là gì. Dám nói tốt hơn tôi. Khoảnh khắc Tuyết lấy ra bản dịch thật của biển, ánh mắt của trưởng lão cổ phần đã bị hấp dẫn. Hóa ra là bản dịch thật của biển. Nhưng tôi có thể thắng trận chiến này. Vị trí của cuốn sách bí mật trong đền thờ biển, phải báo cáo theo lòng bàn tay. Bắt lấy hắn, hắn đang trồng cây. Phải tự tôi phá hủy. Năm mộ trưởng lão mở miệng, chỉ là đặt một cái mũ lớn lên chán Tuyết. Trên tín đồ của mình nghe những gì trong tay của Tuyết, hóa ra là sách ẩn. Từng cái một khuôn mặt đều vặn lên, nhưng ta nhìn một cái liền thấy được thằng nhóc này không tốt. Không ai ngờ hắn lại là thần tinh đồ. Giết anh ta không thể để anh ta truyền bá nghệ thuật ẩn giấu. Loại người này đáng bị ngàn đao vạn chém. Mọi người cùng nhau lên một người nhỏ bé may mắn đi. Giết là giết, miễn là tôi có cuốn sách bí mật về tranh chấp biển. Sau khi nắm vững một tranh chấp đầy đủ, nhưng không ai ngủ trong đó cả. Đã từng làm gì? Tuyết không ra tay. Anh ta có giáp giữa và góc cạnh khát máu. Thêm vào đó, anh ta có hơn 11 triệu máu. Những người này đánh hắn sẽ chết nhanh hơn hắn. Quả nhiên là tín đồ thần lạc, đã được bảo vệ bởi sức mạnh của các vị thần. Lập tức thông báo cho đội bảo vệ biển, chúng ta phải xử tử hắn ngay tại chỗ. Chỉ cần đợi người của đội bảo vệ biển đến, hắn sẽ chết. Người tin Chúa mạnh dạn dám đến đền thờ biển của chúng tôi để hoang dã, dạy cách che mắt. Tôi còn có thể cho bạn một cơ hội đến trùng khánh. Tuyết không nói nhảm, đối diện với lỗ ngư cổ sơn là một cái. Mũ mộ trưởng lão trực tiếp bị Tuyết tấn công, gan mặt dưới rất dữ dội, không tự chủ được lùi lại một bước. Cổ phần trưởng lão bị sợ hãi đi tiểu, làm sao có thể? Cổ phần trưởng lão là mạnh mẽ, sự tồn tại toàn năng, sợ làm sao có thể bị sợ đi tiểu? Tôi nói cho anh biết, ta là trưởng lão Hải Thần Điện, ngươi không thể giết ta. Nếu anh giết tôi, thần điện sẽ không bỏ qua cho bạn. Tuyết không nói gì, hắn liền lạnh lùng nhìn chằm chằm cổ mộ trưởng lão. Cổ mộ trưởng lão sợ hãi dạy bảo vệ ta, các ngươi đều đứng đó làm gì? Chặn hắn lại. Các thành viên của đội bảo vệ biển sợ quá không dám động đậy. Tuyết vừa đem bọn họ đội trưởng đều dây, chưa kể đến họ, cổ mộ trưởng lão hoàn toàn không chịu nổi, cúi xuống Tuyết. Ông chủ Tuyết, tôi biết sai rồi, xin hãy để tôi đi. Cổ mộ trưởng lão lại quỳ xuống cho cái này ác thần tín đồ. Làm sao anh ta có thể? Không phải nói đối mặt với ác thần tín đồ thà chết không khuất phục sao? Cổ mộ trưởng lão sao có thể quỳ xuống? Ngài là trưởng lão của đền thờ biển, giống như tôi, một tín đồ của các vị thần xấu xa quỳ xuống, cúi xuống trước mặt nhiều tín đồ như vậy, mày thà chết còn hơn. Văn Ngôn võ hồn võ hồn võ mộ trưởng lão điên cuồng nói, Tuyết đại ca, ta sai rồi, tôi không biết xấu hổ khi vu khống bạn. Làm ơn, thưa ngài, đừng cãi nhau với người nhỏ bé này. Nếu lời xin lỗi hữu ích, vậy cần nắm tay để làm gì?
Võ mộ trưởng lão là cấp 3 chuyển đồng. Thêm vào đó, danh tính của người lớn tuổi ở Thượng Hải, trang bị trên người rất tốt, chống tuyết vài lần tấn công vẫn là quá đủ. Nhưng tuyết làm tổn thương khủng khiếp này, hắn không muốn chống cự. Ngay lúc này, một bóng người ở giữa tuyết và các trưởng lão của mộ. Trợ lý tuyết, sao anh muốn bảo vệ anh ta? Hắn dù sao cũng là chúng ta Hải Thần Vạn Sự trưởng lão, cho dù có sai lầm, điều đó cũng nên được xử lý bởi đền thờ biển của chúng tôi. Hoặc là tránh ra, hoặc là chết. Cái bình thanh vân kia thở dài bay sang một bên. Vừa rồi tuyết rơi tổn thương hắn nhìn thấy, hắn không phải là đối thủ của tuyết. Thanh vân đại nhân cứu ta, cứu tôi. Tôi biết tôi sai rồi. Chuyện gì đã xảy ra vậy? Nếu thật sự là mộ cổ sai rồi, tôi nhất định sẽ cho tiền bối một câu trả lời thỏa đáng. Thanh vân đại nhân, hắn âm thầm tín thảo rồi. Trong tay hắn có thật dấu mắt không? Bây giờ bạn vẫn muốn đảo ngược màu đen và trắng. Vậy Hồ Thanh Vân không trực tiếp tin lời nói của mộ cổ. Nhìn về phía tuyết, tuyết cổ mộ nói có thật không? Người phụ nữ ngực to không có nào. Sau đó tuyết rơi hắn giơ tay, chỉ thấy nước biển ở mọi hướng, tập trung về phía hắn. Tranh cãi về biển. Cuối cùng, bạn là một tín đồ của thần biển. Bây giờ bạn đoán xem, hạt mắt ẩn trong miệng mộ cổ là gì? Cái bình thanh vân kia hắn cũng không phải thật ngốc, chỉ cần suy nghĩ một chút là hiểu được nguyên nhân. Tiền bối xin lỗi bạn vì bọn xây dựng đền thờ biển của chúng tôi. Đền biển chúng tôi sẵn sàng bồi thường cho bạn. Bồi thường? Vậy thì tôi sẽ không mở miệng nữa. Cho tôi một bộ trang phục, chuẩn bị cuộn tiến hóa hoặc tài năng cấp thần. Khi thức tỉnh là được. Tiền bối, thiết bị này tiến hóa dần trục, thế hệ trẻ thực sự không thể lấy ra được. Nếu tiền bối đồng ý, bạn có thể cùng đàn em đến trụ sở đền hải. Thế hệ trẻ yêu cầu bồi thường quý giá hơn cho thế hệ trước. Tôi hy vọng khoản bồi thường bạn yêu cầu không làm tôi thất vọng. Chuyện của bạn tôi nghe Thanh Vân nói rồi. Đúng là người của chúng ta làm không đúng. Bạn muốn bồi thường gì? Tôi rất dễ nói chuyện. Bạn tùy tiện tặng một vài bộ trang bị, cuộn tiền hóa là được rồi. Mấy phần? Không thể nào. Một phần thì sao? Một phần thì một phần đi. Ai bảo tôi dễ nói chuyện? Khoan đã. Mọi thứ vẫn chưa rõ ràng. Tại sao bạn bắt đầu bồi thường rồi? Vạn Hồng đại nhân cảm thấy trong đó còn có vấn đề. Thằng nhóc muốn tống tiền, khóa đền thờ biển của chúng ta. Tôi thấy bạn nhầm đối tượng rồi. Ồ, vậy là bạn không muốn bồi thường. Chúng tôi không chỉ không bồi thường. Bây giờ tôi còn nghi ngờ anh là thần tín. Bạn đến đền thờ biển của chúng tôi có những bí mật ẩn giấu. Trưởng lão Va Hân, vị tiền bối này làm chủ tranh chấp biển lợi nhuận cuối cùng, còn có quyển sách bí mật tranh chấp biển. Mưu mô có biển tranh cái bí mật, không có nghĩa là hắn tin vào thần biển. Tôi biết chút ít về cổ phiếu. Tôi tin những gì anh ấy nhìn thấy trước đó là quyển sách giấu mắt. Sau đó, thân hình màu đỏ của Lưu biến thành tài năng, súng dài trong tay đâm về phía tuyết. Đỏ, anh đang làm gì vậy? Thôi đi, cô gái tóc xanh. Một luồng ánh sáng đen chiếu xuống người lỗ ngư ngói hồng. Lỗ ngư ngói đỏ lập tức bị khống chế tại chỗ. Ý anh là sao? Thả tôi ra. Đền biển của chúng tôi là một nơi hợp lý. Người lớn, có nên làm rõ mọi thứ trước không? Khác Như Ngọc, Neset, anh ấy không ngốc đâu, mà là cuộc nổi dậy vật liệu xây dựng giống như những người lớn tuổi chia sẻ. Hắn muốn hoàn thành sự biến đổi của cuộc đời, ít nhất cần phải nắm vững một tranh chấp đầy đủ, và tranh chấp biển là lựa chọn tốt nhất. Bây giờ anh ta chỉ cần giết tuyết. Vậy thì xong rồi, nói nhiều vô dụng như vậy làm gì? Đối mặt với những người tin vào các vị thần xấu xa, thà giết lầm cũng không tha cho tín đồ ác thần. Chết đi. Tiếp nằm mũi tên, một giây hơn 200 kẻ lười cả 4 lượt màu đỏ, không thể kéo dài 2 giây. Bạn đã giết lỗ ngư Neset, thông báo dịch vụ đầy đủ sắp tới có dấu tên không? Hồng đã chết. Bây giờ Jun giết đã chết, trang bị tiến hóa cuộn có thể cho tôi không? Khoan đã, có ai có thể cho tôi biết chuyện gì đã xảy ra không? Tại sao đại hội trưởng lão của đền biển chúng ta chết ở đây? Sau đó, cô gái tóc xanh giải thích chuyện xảy ra. Đồng thời, tuyết còn hiện ra danh hiệu con trai của biển. Đây là con trai của thần biển. Vùng đất của sự hỗn loạn, chủ cửa hàng chi nhánh đền biển, cô Simo Uyên gặp mặt con trai biển đại nhân. Đứng lên nào. Tuyết thuận lợi từ tay chủ cửa hàng hải thần, nhận được cuộn thanh lọc thiết bị và thanh lọc tài năng. Sử dụng thiết bị làm sạch cuộn. Chúc mừng bạn đã thanh lọc thành công. Miễn dịch tất cả kiểm soát 93%. Chuyện gì vậy? Kasi khi nguyên thần chiến. Nếu không phải vô thần bị lão lục kia, thần vong linh tấn công lén lút, làm sao có thể bị các thần như Pasadena cho trấn áp? Bây giờ vô thần sắp hồi phục, trời đất này sẽ là miền đất vô thần. Nhưng chơi chỉ có thể trở thành dưỡng chất của phương trời đất này. Kiếm của Nga Nanda, một tên cường giả bốn chuyển, tin vào bạch tục mắt và thần biển. Ngươi xì hơi một con dị thú thấp kém ác thần. Vô thần giết hắn cũng dễ như chặt dưa cắt sâu. Tất cả đều là cao thủ cấp bạch kim bốn vòng, làm sao còn có thể làm loại này mắng chiến? Kasi đã hẹn hò với chúng tôi trong 7 năm. Hôm nay cuối cùng cũng nên có một cái bị hỏng. Vậy thì để tôi xem, ngài có bao nhiêu cân? Lĩnh vực vô hạn. Tranh chấp biển.
dễ bị tổn thương. Xem ra vẫn phải tôi ra tay. Làm sao có thể như vậy? Cuộc tấn công của người kết thúc rồi. Vậy thì đến lượt người chết rồi. Nhân chứng. Người đã giết Ozan đâu? Vì bạn chưa thay đổi công việc nên không thể đạt được điểm kinh nghiệm. Thiết bị này có ổn không? Tốt hơn một chút so với cái tôi đang mặc. Nga Nanda lại chết rồi. Nhìn thấy Nga Nanda bị đánh chết, nữ cơ khí này lập tức bay về phía xa muốn chạy. Người không biết cung thủ giỏi nhất trong việc bắn đại bàng sao? Sức chiến đấu của hải tử đại nhân thật sự kinh khủng như vậy. Nga có thể đến đây làm thêm cái gì? Bạn biết không? Đại nhân, con trai của hồi binh hải, thần biển xưa nay không còn nữa. Thần biển cổ đại và hiện đại một loại tinh thạch chứa đựng thần lực, có thể duy trì vận chuyển động đất lớn. Tôi nghi ngờ cô thợ máy, đáng lẽ phải có một cái. Con rối cơ khí cực kỳ mạnh mẽ, thậm chí có thể vượt qua 4 vòng quay. Bởi vì nếu có vượt qua chúng ta cái này, con rối cấp độ xuất hiện, mà có thể nhiều hơn thì có thể dựa vào con rối đó. Cùng đến nơi hỗn loạn, đền biển bị phá hủy như thế này. Tiếp theo sẽ xây dựng lại tốt, tôi sẽ đi trước. Gửi con trai của biển. Tổ tiên vừa có tin tức. Bên kia đền thờ biển đang nổ ra chiến đấu ác liệt. Tiết chỉ là kẻ mạo hiểm, sức mạnh không thể nghi ngờ. Nhưng tiết giết chết đại trưởng lão của đền thờ biển, giữa bọn họ cũng coi như là kết thù chết người. Tôi cũng không ngờ tuyết đế lại giúp tôi nâng cấp. Người đầu tiên lấy điện thờ biển mở dao. Sau khi tuyết đế rời khỏi đền thờ biển, trực tiếp đến tầng huyết áp. Công tử có việc gì vậy? Tôi muốn gặp chủ nhà của bạn. Thật sự xin lỗi, chủ nhà của chúng tôi đang đóng cửa, gần đây từ chối gặp khách. Giải quyết kiếm khách kia không biết bao lâu bế quan kết thúc. Điều đó không rõ ràng, có thể 3 năm, có thể 5 năm không gặp, phải không? Đôi khi không phải bạn không nghĩ là có thể không nhìn thấy. Nơi hỗn loạn quá nhiều, người ta muốn làm mưa làm gió. Lực lượng như giải áp lâu muốn ở một mình, điều đó là không thể. Chủ nhân đúng như bạn mong đợi, hắn đến rồi. Không có gì ở vương quốc các vì sao, chỉ muốn chạy đến nơi hỗn loạn của chúng ta. Hắn đang tìm thứ gì đó. Không nên hỏi, đừng hỏi. Ngoài ra, hãy xuống tầng huyết áp, bất kể đó là ai, tuyệt đối không thể đắc tội với tuyết. Tuyết lớn, các vị thần ban phước cho cuộn nhiệm vụ phía trước mà bạn muốn. Tôi tìm thấy rồi, lần này tôi đến với sự chân thành. Cuộn này tôi sẽ tính cho bạn. Ông nợ tôi 3 người, nhiều nhất 1, và có gì để nói ngay bây giờ. Tôi còn phải suy nghĩ nữa. Giúp tôi tìm ai đó, vùng đất của Ebilu, vua của các vì sao. Tôi đã theo tôi đến nơi hỗn loạn này, tôi có thể hứa. Nhưng các vị thần đã ban phước cho cuộn giấy nhiệm vụ phía trước, ông phải đưa cho tôi trước. Chúc Mộng Yến Tuyết đã giao dịch với bạn rồi. Các vị thần ban phước cho cuộn nhiệm vụ phía trước có nhận được không? Nhận. Chúc Mộng Yến Tuyết, cô đã đưa ra một quyết định thông minh. Thuộc hạ Cosimo Win bài kiến con trai biển đại nhân. Không biết hải tử đại nhân có mệnh lệnh gì. Trước đây các bạn cứ nói về những tín đồ của các vị thần xấu xa. Tôi không biết các vị thần mà các người đang nói đến có phải là bạch tục mắt ẩn đó không? Là hắn. Tôi nghe nói anh ta có một cái xúc tu bị xé nát, rải rác khắp nơi trong sự hỗn loạn. Cô biết nó ở đâu không? Con trai của biển, đây là hai kiếp của thần biển chúng ta. Nếu người lớn cần thì lấy đi. Phần còn lại của gia tộc hôn có một thảm họa, có một phần ở tầng huyết áp. Phần cuối cùng ở đâu tôi cũng không biết. Ông có biết Ebilu ở đâu không? Ebilu đang ở trong vùng đất hỗn loạn, luôn bí mật thao tác. Tôi nghi ngờ, huyết áp tầng và mấy cái ba chuyển cấp vàng thế lực, hắn kiểm soát đằng sau. Được rồi, tôi hiểu rồi. Chúc mừng con trai của biển. Tuyết không sao đâu. Nói nhảm không nhiều. Tôi nghe nói rằng bạn có một cái xúc tu của một con bạch tuộc mắt bạc trong tay. Đúng vậy, nhưng Tuyết công tử, tìm xúc tu của bạch tuộc mắt bạc làm gì hữu ích? Các xúc tu của bạch tuộc mắt bạc này, mức độ quý giá của nó tin rằng công tử cũng biết. Giá trị 1 đồng vàng, xúc tu của bạch tuộc mắt bạc không giúp được gì cho bạn. Có đủ tiền vàng, nó sẽ cho phép các người xây dựng một đội quân. Bạn nói xem, ha, ha, ha. Tuyết công tử hào khí, chưa đầy nửa ngày, 5 mảnh xúc tu này, Tuyết đã đến tay cấp 3 rồi. Với tốc độ này, hôm nay có thể làm được. Vậy thì tôi sẽ nói lời tạm biệt. Thỉnh thoảng lại đến nhà hôn làm khách. Lại đến phòng huyết áp, Tuyết tiếp nhận được chương trình giống như trước, không có kiếm sĩ. Chơi bộ này với tôi phải không? Để xem cậu chơi được bao lâu. Trận chiến đầu tiên là ngươi. Mỏ sắt kết, thị phần quy ngơ ngờ sắt của vùng đất hỗn loạn chiếm hơn 25%. Bây giờ bị huyết áp làm rỗng. Đi đi, mọi người trong mỏ này. Tiết rơi một tiếng ra lệnh, Linh Nga bắt đầu tấn công khu mỏ kết. Chưa đầy nửa tiếng, mỏ kết bị Tiết chiếm đóng. Chủ nhân vừa nhận được tin, mỏ kết đã thất bại. Là ai? Tiết vốn tưởng đóng cửa không thấy là có thể ngăn cản hắn. Không ngờ Tiết này lại khó khăn như vậy. Vậy chúng ta nên làm gì? Đối xử với người như Tiết chỉ có thể không đắc tội, gửi đi là được rồi. Chờ một ngày nào đó hắn đi đại lục mênh mông rồi, tất cả rắc rối tự nhiên sẽ được giải quyết. Vậy bây giờ chúng ta đi gặp nhau không? Tôi sẽ đích thân đi gặp, vẫn không để bạn đi nữa. Nếu không bạn sẽ phạm tội với Tuyết. Tôi thực sự không thể tìm thấy một nơi để nói chuyện.
Tôi nghe nói anh đang tìm tôi. Bạn có chuyện gì cứ nói thẳng đi. Hai điều đầu tiên, tôi biết các bạn viết nhà vịt có một đôi mắt bạc, mảnh xúc tu của bạch tuộc. Bạn có thể cho tôi. Thứ hai, ta muốn các vị thần trong tay người bán phước cho nhiệm vụ phía trước. Nhiệm vụ cuộn, chúng ta có thể thương lượng. Huyết áp của chúng tôi có một mảnh xúc tu của một con bạch tuộc mắt bạc. Bạn muốn tặng cho bạn cũng không có. Chỉ là trong khối lượng nhiệm vụ phía trước của các vị thần này, tôi không có nhiệm vụ gì cả. Cần rắc rối Tuyết. Chỉ cầu Tuyết, bạn giơ tay lên, tôi sẵn sàng cung cấp cho bạn một tin tức rất hữu ích cho Tuyết. Tin gì? Có thể nói đến nghe. Ba cả dòng hầu tước Mindaka đều đến nơi hỗn loạn rồi. Hắn hút một giọt máu thần. Chỉ là thân hình nhỏ bé của hắn còn có thể chịu được khấn huyết sao? Không biết, nhưng tin tức tôi nhận được là như thế này. Hắn có mối quan hệ thân thiết với Linner. Lần này hắn đến đây để giết cô. Chỉ cần anh hứa với tôi gặp một người, tôi sẽ rút khỏi mỏ. Tiết công tử, ngươi thật sự đến đây rất thân. Kho lưu trữ, cuộn giấy bàn phước của các vị thần này có phải là phần trong tay thành chủ các ngươi không? Không ngờ máu vịt và Tiết công tử quan hệ tốt như vậy. Đặt một thứ có giá trị như vậy, tất cả đều tặng cho Tiết công tử. Người Đức không nói những lời bí mật. Những gì bạn cần, tôi đã tìm thấy 4 phần. Còn thiếu 1 phần, tôi nghĩ các anh biết nó ở đâu. Tiết đại ca, ta thật sự không biết. Phần cuối cùng, mảnh xúc tu hẳn là bị thần lực che lấp hơi thở, không thể kiểm tra vị trí. Ở nơi hỗn loạn, một trong những người có thể tiếp xúc với các vị thần là Sơ Liên Bầu Cú. Người còn lại là Cô Si Mâu Uyên. Cô Si Mâu Uyên thật sự có anh. Giấu đi. Đến lúc đó để tôi tìm được thiên hoàng địa xưa cũng không tìm được. Xong rồi, vậy thì chúng ta sẽ vui vẻ. Tiết dùng gương côn luân trực tiếp đến đảo Hải Thần. Thuộc hạ bài kiến con trai biển đại nhân Mạc Uyên. Tôi muốn anh thề bằng đức tin của mình về mảnh xúc tu của bạch tuộc mắt bạc. Cô không nói dối tôi. Cô Simo Uyên, anh ấy cũng không biết chuyện gì đã xảy ra. Hắn làm được mà, tự nhiên cũng không sợ thề. Chủ sở hữu của Si Tên Vân, vùng đất hỗn loạn của tôi. Cô Simo Uyên thề bằng đức tin của mình về đôi mắt bạc, về những mảnh xúc tu của bạch tuộc. Không có lừa dối con trai biển đại nhân. Nếu vì chuyện này mà đức tin sụp đổ, thần chết. Tiếp tiếp nghe lời thề của hắn, không chỉ không vui mà còn có chút tức giận. Chỉ thiếu một phước lành cuối cùng của các vị thần có thể làm cho Đông Phương cổ quốc hồi sinh, không thể bị mắc kẹt ở đây. Trong trường hợp đó, vậy thì còn một cách nữa. Cấp độ không đến 500. Đại sự của tổ tiên cũ không tốt rồi, tôi đã nâng cấp. Bối rối thành cái gì thể thống? Với sức mạnh của Tuyết, không khó để nâng bạn lên một vài cấp độ. Nhưng hắn muốn đưa cô lên cấp 500. Đó chính là mộng tưởng. Tổ tiên không phải như vậy. Hơn 5 tiếng đồng hồ, tôi đã được thăng cấp 5 rồi. Bây giờ giá trị kinh nghiệm của tôi tăng tốc độ không giảm mà tăng. Tiếp tục như vậy, chưa đầy nửa tháng nữa, tôi có thể sẽ lên cấp 500. Làm sao có thể? Hơn 5 tiếng nữa bạn sẽ được thăng cấp 5. Nâng cấp càng lên phía sau càng khó. Làm sao có thể càng lên càng nhanh? Vậy tiếp theo phải làm gì? Sợ cái gì? Hôm nay trận này vốn là chuẩn bị cho hắn. Bạn tự quan sát đi, tôi đi ra ngoài một chút. Lúc này Tuyết đang điên cùng thổ lộ trong đại dương. Mỗi phút dưới sức mạnh của Tuyết, hàng chục ngàn con thú biển đã chết. Trong tay hắn, nâng cấp chuyện này trong tay Tuyết là thứ đơn giản nhất. Lão tổ tiên, đây mới có 3 ngày, tôi đã có 450 tập rồi. Tuyết tốc độ giết chết hải thú ba si quá nhanh. Khi kế hoạch ban đầu được đưa ra, nhưng không thể để cho Tuyết được các thần phù hộ. Bây giờ tự nhiên không thể như vậy. Phải có người ngăn Tuyết lại. Các người nhìn tôi làm gì? Các người không muốn tôi đi sao? Mặc dù các chiến binh chống lại cung tên, tay có sức kiềm chế rất mạnh, nhưng tôi nghĩ Tuyết không thể đo bằng cung thủ bình thường. Dựa trên những gì tôi biết về Tuyết, đừng bao giờ là kẻ thù. Nếu đó không phải là những gì anh ấy đã làm, cắt đứt mọi con đường sống của chúng ta. Tôi thật sự không muốn làm kẻ thù mà chạy. Nói nhảm thì không cần phải nói. Chuyện đến bây giờ vẫn là nghĩ xem làm thế nào để phá vỡ trò chơi đi. Nếu có ai gửi đi các vị thần bán phước có vấn đề với cuộn nhiệm vụ phía trước, vậy chính là chết cũng không thể để cho học đệ thành công. Khốn nạn Quốc Linh, người tự cắt đi. Chuyện này không có đường lui sao? Không, đó là một điều buồn. Muốn trách thì trách Tuyết quá biến thái. Trong trường hợp không đến đảo Hải Sâm, có thể đưa người đến cấp 500. Chúng ta đi không được sao? Tại sao phải ngăn chặn Tuyết? Cây ăn của hôn, hắn cấp bậc này khoảng cách 5 chuyển cũng không quá xa. Nếu sau này lại có cơ hội theo đuổi cấp độ cao hơn, điều đó cũng không thành vấn đề. Những gì Tuyết làm lần này rất có khả năng lại gây ra tranh cãi giữa hai bên Đông và Tây. Chúng tôi đang làm việc vì hòa bình thế giới. Và anh, Quan Cốc Lâm cũng đang hy sinh vì hòa bình thế giới. Ngươi là vinh quang, khi tên của bạn được đặt tên. Đi tẩy nào. Tôi phải là chính mình, và các người muốn tôi chết. Vậy xem các người có bản lĩnh này không? Quả Lâm hy vọng ngươi hiểu được Đông Phương cổ quốc phục hồi. Vùng đất hỗn loạn, vương quốc đại hải sẽ không còn nữa. Cuộc chiến giữa Đông và Tây sẽ lại bị rời đi sớm. Quả Lâm hy vọng ngươi hiểu được Đông Phương cổ quốc phục hồi.
nơi hỗn loạn, đại hải diệt quốc đều sẽ không còn tồn tại. Tranh chấp Đông Tây sẽ lại bị đá khoa trương. Nếu nhất định phải có người gánh nặng tiến về phía trước, đó chỉ có thể là tổ tiên của chúng ta. Nhưng tôi thật sự không cam lòng. Hôn, anh ấy đã lên cấp từ 150 rồi. Để anh ta chết như thế này, anh ta thật sự không muốn. Trái tim trái cây rừng, nếu có lựa chọn, chúng tôi cũng không muốn chọc giận con quái vật trong tiết. Mankadu, làm đi. Đồng đội của anh, Hôn Gozen, đã chết. Sau đó tuyết bước một bước qua gương cồn luân, trong nháy mắt đã đến nhà Hôn. Nhìn vào cơ thể của Hôn Gozen, khí tuyết không đến một chỗ. Tuyết bây giờ chỉ thiếu một cuộn giấy được các vị thần ban phước. Hắn có thể hoàn thành nhiệm vụ khôi phục Đông Phương cổ quốc, nhưng mỗi lần đến mắt kết nối đều thất bại. Ngay lúc này, tổ tiên Hôn thở hổn hển chạy về. Khi nhìn thấy tuyết, hắn không khỏi sửng sốt một chút. Tuyết ánh mắt lạnh lùng nhìn Hôn lão tổ tông. Trần Sinh nói hốt an của Lâm chết như thế nào? Tuyết đại nhân là một con ma cà rồng. Tên là gì? Hầu tức ma cà rồng. Minh Hâu dường như có thù hận với anh, cũng không biết hắn ở đâu. Các vị thần đã ban phước cho anh nhiệm vụ phía trước, giết Hôn để không làm cho bạn cảm thấy tốt hơn. Tuyết đại nhân, ta cảm nhận được hơi thở của Ebilu. Không gian nhấp nháy. Đóng cửa không gian hải khôn. Ebilu, sao anh lại ở đây? Huỳnh An San, bạn có nên cho tôi một lời giải thích không? Anh chàng Tuyết, tôi đã có một mối quan hệ tốt với Ebilu. Lần này Ebilu đến đây là đến tìm tôi thương lượng. Hải thần đến chuyện sắp mở ra. Ông nghĩ tôi sẽ tin sao? Em trai thật sự là như vậy. Trước khi Kadu ra tay quá đột ngột, vừa lên đã dùng thần lực. Tôi và tôi lại đang nói chuyện. Khi phản ứng lại, Hôn, anh đang nói chuyện. Sao anh biết? Ngay khi Mandel Kadu lên đây, anh đã sử dụng sức mạnh của mình. Chúng tôi nghe thấy tiếng động và đến đây. Vừa vào là thấy Min. Đi Kadu đang đánh Hôn. Dùng là thần lực. Vậy tôi đến đây, anh trốn cái gì? Ta sợ ngươi lại tìm ta cầu các thần phù hộ. Cuộn nhiệm vụ phía trước. Tuyết lớn. Tôi biết anh rất buồn vì cái chết của Hôn Gozin. Dù sao hắn cũng là người nhà Hôn của chúng ta. Tôi cũng rất buồn vì anh ấy đã chết. Tuyết cũng không tin hắn thật sự sẽ đau lòng. Ebilu, nếu anh đã nói vậy, vậy thì rắc rối. Bạn ban phước cho các vị thần của bạn. Đưa tôi cuộn giấy. Tuyết đại ca, đừng làm khó tôi nữa. Không có nhiệm vụ phù hợp, tự tiện lấy ra. Các vị thần ban phước cho cuộn giấy nhiệm vụ phía trước là điều cấm kỵ lớn. Vậy thì bây giờ anh hãy nghĩ ra một nhiệm vụ cho tôi. Bạn ơi, bạn có quá hách dịch không? Tôi còn có thể độc đoán hơn một chút. Bạn có muốn thử không? Ebilu trong khoảnh khắc này, hắn thậm chí còn có ý nghĩ xé mặt với Tuyết, nhưng anh ấy chỉ nghĩ về nó thôi. Về sức mạnh, 10 tên Ebilu cũng không đánh nổi một tên Tuyết. Các vị thần ban phước cho cuộn nhiệm vụ phía trước cho bạn. Ebilu đã giao nhiệm vụ cho anh. Nhiệm vụ yêu cầu sau khi đào hải thần mở cửa tiếp theo, đến đào hải thần lấy vũ khí của Poseidon. Nhiệm vụ cấp Poseidon 3X trừng phạt phần thưởng nhiệm vụ không rõ. Phúc lành của các vị thần 1. Tôi đã nhận nhiệm vụ của anh, nhưng anh phải khóa nhiệm vụ lại. Vì vậy, ngay cả khi bạn chết, cuộc nhiệm vụ này cũng sẽ không biến mất. Được rồi, tôi có nhiệm vụ. Đừng cho tôi biết cái chết của Hoắc An của Lâm có liên quan đến các ngươi. Nếu không, tôi sẽ cho các bạn biết trêu chọc tôi là cần phải chịu bao nhiêu hậu quả. Tiết này thật kinh khủng. Tôi có thể cảm nhận được, nếu chúng ta vừa tiết lộ một nửa, có manh mối thông đồng với Mindaka, hắn sẽ không chút do dự tiêu diệt chúng ta ở đây. Cẩn thận nhé. Lần này Tuyết đã lên một cái mới. Nếu thật sự để anh ta phát hiện ra manh mối, chúng ta phải kết thúc nơi hỗn loạn. Bị chưa đã chết, ta không muốn các vị thần của ngươi ban phước cho nhiệm vụ lại xảy ra tai nạn, cho nên tôi muốn anh khóa nhiệm vụ này lại. Và thời gian tới, em phải ở bên cạnh anh. Sibozak, có vẻ như cậu đã đoán được rồi. Cung cấp cho bạn cuộn nhiệm vụ phía trước của các vị thần, chỉ để giữ cho bạn ổn định. Bạn không thể hoàn thành nhiệm vụ trên. Đây là gia đình Bít. Ở đây anh nói chuyện với tôi như vậy. Không sợ gia đình Bít? Không ai sống sót sao? Khi bạn tập hợp 10 vị thần phương Đông cổ đại sẽ hồi sinh. Lúc đó vùng đất hỗn loạn sẽ không còn nữa. Chúng ta chưa chết đâu. Ít nhất bây giờ các người có thể rời khỏi nơi hỗn loạn, vào lục địa rộng lớn, vẫn có thể sống. Nếu bạn khăng khăng muốn trở thành kẻ thù của tôi có thể giết tất cả mọi người trong thế giới hỗn loạn. Vương quốc ngôi sao là tiền lệ. Những việc cần làm với Tuyết, cho dù có giết bao nhiêu người, hắn cũng sẽ không thương xót. Chặn đường hắn sẽ chỉ là một con đường chết. Bitbaku, nếu anh thỏa hiệp, ngươi nghĩ ngươi có thể sống sót khi tới đại lục rộng lớn sao? Cậu bé, cuộc tấn công kỳ lạ của cậu thực sự rất khó chịu, thậm chí làm cho tôi một phải giết quái vật hoang dã để duy trì sức khỏe. Mặc dù sau khi nuốt trừng máu của nữ thần băng tuyết, vẫn không đủ để chống lại cuộc tấn công kỳ lạ đó. Tuyết không ngắt lời hắn. Dù sao năm nay trước trận chiến, đối thủ sẽ nói ra khung cầm của mình không còn nhiều nữa, nhưng bạn phải chống lại Hải Sâm. Hải Dư đại nhân đem máu của hắn Hải Châu cho ta. Đại nhân phải còn xử lý thần khí của hải thần, nhưng cổ vật không thể tặng cho người khác. Ít nhất là theo quy tắc hoàng hôn của các vị thần trong giai đoạn trực tuyến, không thể tặng người. Xác suất cao chỉ là phiên bản suy yếu của 6 năng lượng, thuộc về cấp độ gai thần. Nếu là thần biển tự hôn mình, có thể sẽ ban thêm một chút sức mạnh thần thánh.
Mà cả rồng Makizei Kanu, hôm nay là lần đầu tiên chúng ta gặp nhau. Chúng ta chưa từng gặp nhau. Anh khóa đầu tôi, cứ để tôi chảy máu ở đây. Trước đó anh đã giết vợ sắp cưới của tôi. Leo, ngươi nói xem thù này của chúng ta giải như thế nào. Thật sự không có cách nào như vậy đi. Tao đã giết mày, biến ngươi thành vong linh của ta. Như vậy thù hận giữa chúng ta tự nhiên sẽ được giải tỏa. Lời nói rơi xuống, tiếp tiếp giờ cung và kiếm lên. Giống như thủy triều. Chỉ một giây, Mân, Pikachu đã mất 20 triệu máu. Giọng đầu rất rơi xuống, hình dạng cơ thể của di chất Babu biến thành bóng ma, chạy về phía tuyết. Còn đứng đó làm gì nữa? Tiểu gia hôm nay sẽ cùng các bạn chơi đùa vui vẻ. Chú Lu, chúng sẽ tấn công vào tuyết. Cái này cũng quá thái quá. Bibaku, tôi không giết gia đình Peter. Đã cho bạn đủ đường lui rồi. Các vị thần bán phước cho tôi cuộn giấy. Tôi có thể đưa cô tới lục địa rộng lớn mà không hề hấn gì. Tuyết, tôi ngưỡng mộ anh như một nhà thám hiểm. Trên chúng ta trong thời gian ngắn như vậy. Có thể biết cựu phúc đức Kanu đã nói rồi. Nếu tôi cho bạn, bất kể đi đâu, cả gia tộc biết chúng ta sẽ không còn đường sống. Hạ địa đông phương cổ quốc phục hồi, số phận của chúng ta cũng vậy. Cho dù chỉ có một cơ hội, chúng tôi sẽ ngăn anh lại. Giờ chỉ còn lại mấy người chúng ta. Có cần phải che giấu không? Nào, để tôi xem mấy người làm gì. Làm quen lại đi. Nữ thần băng giá Sibezu, thần biển Bô Sơ, thần phương Đông, Simitakan. Có thực lực mạnh như vậy, còn chơi trò gì nữa? Trực tiếp mở không tốt sao? Dưới đất, người đã giết thần vong linh. Điều này buộc chúng tôi phải xử lý cẩn thận. Hắc bảo thủ lĩnh, bây giờ ngươi còn không ra sao? Sự việc phát triển đến bước này của ngày hôm nay, thật sự là điều tôi không muốn nhìn thấy. Tiếc, ngươi chỉ cần từ bỏ khôi phục Đông Phương Cổ Quốc. Tất cả các vị thần trên chúng ta đều bán phước. Các cuộn nhiệm vụ phía trước đều cho bạn như thế nào? Nếu tôi nói tôi từ chối thì sao? Tiếc tiếc, ta thật sự không có ý cùng ngươi làm địch. Tên tôi là Hiudelamoi, xuất thân từ vùng đất rộng lớn, một trong những thánh địa vô cực công. Nếu bạn đến đại lục rộng lớn, bạn có thể đến tìm tôi. Tôi đã nói người phụ nữ này không đáng tin. Dù sao hắn cũng là thánh địa sinh ra, vẫn là thánh địa Dixi, làm sao có thể thật sự giúp chúng ta gặm cái xương cứng này? Không có anh ta giúp, chúng ta cũng có thể đối phó với đàn em. Đám người các ngươi về đánh đền thờ biển của chúng ta. Một chàng trai chưa quay lại lần thứ hai. Lý do là gì? Cô Simo Uyên, ngươi còn tầm cái này một mũi tên hơn 2 triệu sát thương. Tốc độ tấn công nhanh đến thái quá quái vật. Gọi là chàng trai không có lượt hai. Thôi nào, đừng nghĩ các ngươi là người duy nhất có lĩnh vực. Tôi cũng có cánh đồng tử thần tuyết mở ra. Từng cái một, những con số thiệt hại lớn xuất hiện. Cuộc sống của những người như Ebilu chỉ được làm chồng với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Bibaku, bây giờ có thể nói chuyện vui vẻ không? Chuyện của chúng ta. May mắn thay, Bibaku vẫn đúng giờ. Sau khi anh ấy thay đổi nhiệm vụ, trả lại cuộn nhiệm vụ cho Cyberzat. Lời của biển đại nhân thấy vậy, cô Simoyen muốn giữ Silverzat. Ngay lúc này, một khẩu súng dài màu xanh lá cây đậm lao về phía anh ta. Hóa ra là người của vùng đất u ám. Nếu tổ quốc phương Đông phục hồi, không chỉ Hàn sẽ bị thay thế. Vương quốc biển và vùng đất hỗn loạn, bao gồm cả vùng đất của bóng tối. Người ở nơi hỗn loạn của Nhiên đều là túi cơm túi rượu. Cuối cùng vẫn cần chúng ta ra tay. Thần đêm không ngờ anh lại xấu xa như vậy. Chính mình đến đây, đừng nói nhảm nữa. Lùi đi, ngươi và ta còn chưa thật sự ra tay. Bây giờ trả lại hình phạt sẽ không quá lớn. Tôi không muốn, nhưng tôi phải làm. Chúng ta đều không cho phép phương Đông cổ đại khôi phục. Đại nhân, ngài không cần lo lắng. Theo quy tắc của các vị thần, thần linh không thể tùy tiện ra tay. Nếu không sẽ bị thiên đạo trừng phạt. Những gì bạn cần? Đây là sức mạnh của hai vị thần sao? Ngay lúc này, hai con rồng từ trên trời rơi xuống. Nữ hoàng Matsu và linh hồn của thần đêm tối trực tiếp bị hai miệng lôi long nuốt chửng hết. Cuối cùng cũng kết thúc. Nó còn đau đớn hơn cả 1000 lần. Bệnh thanh niên lập tức bóp nát. Một hạt đen như mực cả người lập tức bị bóng tối bao bọc. Ngay sau đó, anh ta biến mất. Mojiuchi, cậu có sao không? Cũng may là hơi yếu. Bạn vẫn đi làm việc của riêng bạn. Để không ngủ nhiều. Bibaku, nhanh lên và đi thôi. Lại vết mực nữa thì thật sự sẽ xuất hiện nguồn đêm. Cuối cùng cũng xong, bây giờ chỉ còn thiếu sự chúc phúc của vị thần phương Đông cuối cùng. Được rồi, đừng có vấn đề gì. Chỉ cần sự bàn phước của các vị thần. Các vị thần đang bàn phước cho bạn. Người đã nhận được phúc lành của lão tổ Hồng Quân. Bạn có được một đĩa may mắn. Đây chính là tạo hóa ngọc điệp sao? Thật là bệnh hoạn. Tiếp lần này thu hoạch sách kỹ năng hơn 11.000 quyển, trang bị hơn 21.000 chiếc, một số đạo cụ vật liệu khác nhau. Tiếp theo trước tiên khôi phục Đông Phương Cổ Quốc, lại tìm Liễu Như Yên chuyển chức. Sau khi tăng cường sức mạnh, lại đến đảo Hải Thần tìm Vasadan, thảo luận vũ kiếm và đánh thần roi làm sao hợp tác tốt hơn. Tiếp tiếp, tôi quả nhiên không nhìn nhầm bạn.
Chúc mừng người làm cho Đông Phương Cổ Quốc khôi phục sắp tiến hành. Thông báo dịch vụ đầy đủ có dấu tên không? Thông báo đầy đủ dịch vụ chúc mừng người chơi. Tiếp thành công làm cho Đông Phương Cổ Quốc phục hồi. Đông Phương Cổ Quốc sẽ thay thế Vương quốc Hán Hải, nơi hỗn loạn Ngô Tế Hải, vùng đất có bóng tối bốn khu vực và lan rộng đến lục địa rộng lớn và thung lũng thông u. Thông báo, xin vui lòng chuẩn bị. Hóa ra chúng tôi không vào máy chủ nước ngoài, chỉ là đất nước của máy chủ của chúng tôi đã ngủ, bây giờ mới bị Tiết đại lão phụ thuộc. Đại ca ghê đi, thật tuyệt vời. Thông báo đầy đủ do sự phục hồi của các nước phương Đông cổ đại. 10 thuộc tính cơ bản của tất cả người chơi Long Quốc. 10% điểm thuộc tính miễn phí cộng với 500 cuốn sách đen nghề nghiệp. Vũ khí cơ bản cộng với 1 cuốn sách kỹ năng nghề nghiệp cộng với 1. Thông báo, mong phần lớn người chơi tiếp tục nỗ lực. 10 thuộc tính cơ bản cộng 10% điểm thuộc tính miễn phí cộng với 500. Ngoài ra còn có vũ khí và sách kỹ năng của Black An. Lần này, sức mạnh tổng thể của quận Long Quốc lập tức tăng lên một bậc thang. Anh Hao thật tuyệt vời. Em trai nằm máng đại lão ngưu bức. Bạn đã nghe thấy thông báo treo chưa? Điều này đối với quận Long Quốc của chúng tôi, đó là một bước nhảy vọt. Đầu tiên cũ về các vị thần hoàng hôn, chúng ta có nên cân nhắc công bố một số thông tin không? Ít nhất hãy để người dân nhận ra tầm quan trọng của hoàng hôn của các vị thần. Còn 58 tháng nữa là đến thảm họa mà chúng tôi dự đoán. Bây giờ công bố dân chúng nhất định sẽ hoảng loạn. Trật tự xã hội bây giờ không thể lộn xộn. Đúng vậy. Bây giờ một số lượng lớn nhân viên đã vào hoàng hôn của các vị thần. Nếu có bạo loạn thì không tốt. Được rồi, hôm nay, để các bạn đến chủ yếu là thảo luận một chút. Người đàn ông tuyết. Loại nhân tài này rất cần thiết hấp thu vào bộ chiến của chúng ta. Lão Phu đừng luôn nghĩ đến việc hấp thụ nữa. Người như Tuyết Tuyết rất khó bị hấp thụ. Những gì chúng ta phải làm là đặt nó ngang hàng với chúng ta. Đối thoại công bằng và công bằng. Trưởng lão, hắn dù có giỏi đến đâu cũng chỉ là một tài năng xuất chúng. Người chơi có tay nghề cao, đặt anh ta ở cùng cấp độ với chúng tôi. Hoàng hôn của các vị thần có thực sự là một trò chơi? Người khác không biết, bạn còn không biết sao? Quốc gia rồng của chúng tôi, số phận của hành tinh chúng ta, tất cả đều bị ràng buộc với anh ta. Tìm một cơ hội để tôi tự mình liên lạc với Tuyết, đối xử với hắn. Chúng ta phải dành đủ sự quan tâm và tôn trọng và chăm sóc con trai của bạn. Đừng gây rối với Tuyết. Đúng là một đống túi cơm, làm cho Đông Phương Cổ Quốc sống lại. Ngủ lâu như vậy, cuối cùng vẫn phải vận động gân cốt. Chỉ là không biết, ngày nay đại lục bao nhiêu người còn nhớ. Chúng tôi vẫn không muốn như vậy. Nhanh lên, Đông Phương Cổ Quốc vừa mới hồi phục, tốt hơn là chờ xem. Sau gần ấy năm, cuối cùng có thể về nhà không? Cũng không biết cha tôi bây giờ có khỏe không? Người đã hoàn thành Đông Phương Cổ Quốc, phần thưởng phục hồi của Đế quốc Sơn Hải. Vì vậy, thuộc tính tăng gấp đôi, điểm thuộc tính miễn phí cộng thêm 1 triệu, uy tín của Đế quốc Sơn Hải cộng thêm 1 tỷ. Tiết vốn có hơn 16 triệu sức khỏe, một hơi thở nâng lên hơn 33 triệu. Tốc độ tấn công cũng tăng từ 78 lên 156. Tiết, ngươi có thể nguyện ý đón ta một làn sóng không? Trở thành người thừa kế của tôi, trở thành chủ nhân mới của vùng đất này. Tiền bối, tôi đồng ý. Đây là biểu tượng danh tính của chủ cửa hàng, cũng là bí dược vĩnh viễn mở ra bí cảnh phản điện. Tiết thần cấp ẩn giấu nghề nghiệp không phải là đỉnh. Trên cấp thần còn có chức nghiệp ẩn giấu cấp siêu thần. Đó mới là có thể chạm tới đỉnh thế giới. Thậm chí là chìa khóa để vượt qua giới hạn của các vị thần. Vượt qua giới hạn của thần linh, bắt đầu là trở thành thánh nhân. Cho dù là theo truyền thuyết thần thoại phương Đông, thánh nhân cũng rất ít. Thiên phú của Tuyết Tuyết đã là siêu thần cấp, nghề nghiệp cung thủ cũng từ chỗ Liễu Như Yên tiếp xúc được siêu thần cấp. Nếu chiến binh chuyên nghiệp thứ hai của anh ta cũng có thể chuyển chức trở thành siêu thần cấp ẩn giấu nghề nghiệp, ba siêu thần và thiên thần, Tuyết cũng có chút không dám tưởng tượng. Được rồi, tìm được người kế nhiệm mới rồi, tôi cũng nên tiếp tục làm việc của mình. Rượu này chuyển tinh rượu cấp thuộc tính tăng thêm, thật là biến thái. Phó chủ cửa hàng Âu Dương Văn Long gặp chủ cửa hàng. Phó chủ cửa hàng, bây giờ cửa hàng còn bao nhiêu người? Tổng cộng 139 người. Tôi và hai phó chủ cửa hàng, Thượng quan Hồng Sun, là bộ sưu tập sao 9 chuyển. Còn lại còn có 5 vị 8 chuyển cao thủ. 7 lượt có 29 người. Những người khác 7 lượt đều không đến. Thượng quan Hồng tìm phó chủ cửa hàng, còn có những người khác nữa. Chủ cửa hàng, Thượng quan Hồng Sun bị thương nặng. Xin ngài hãy nghĩ cách nhất định cứu anh ta. Âu Dương Văn Long đã gửi cho bạn nhiệm vụ cứu thượng quan. Phần thưởng nhiệm vụ không xác định, bạn sẽ có được trung tâm tuyệt đối của tất cả mọi người trong cửa hàng. Có chấp nhận hay không? Bởi vì cầu chuyển tinh muốn cùng cường giả sinh mạng đang lâm nguy, sẽ không dễ dàng để cứu anh ta. Trong tình hình hiện tại, Tuyết chỉ có cách giết thần biển Poseidon. Poseidon không phải là linh mục, nhưng hắn có đặc tính nước, thêm vào đó là thần linh. Phương pháp trị liệu tùy tiện treo cổ linh mục cấp bán thần. Tôi sẽ nhận nhiệm vụ này. Bây giờ điện đã hồi phục. Có người mạnh mẽ bí ẩn tiếp nhận vị trí chủ cửa hàng. Có ai muốn đi bộ không? Chúa tể của đền thờ kinh khủng như vậy, tự mình giết nữ thần băng tuyết. Tuy rằng phản điện chi chủ đã rời khỏi đại lục mênh mông, nhưng bây giờ dù sao cũng đã ra đời chủ cửa hàng mới, vẫn phải thiết lập liên lạc, cũng thuận tiện cho chúng tôi bên dưới. Đế quốc xây dựng thương mại với Đế quốc Sơn Hải. Công chúa, tôi muốn đi chuẩn bị chút quà tặng. Đừng tệ quá, đừng để người khác coi thường chúng ta.
Thật tuyệt vời, khách sạn cuối cùng đã hồi phục. Mặc dù lão cổ chấp đó đã rời khỏi đại lục rộng lớn, nhưng cuối cùng vẫn phải đi xem. Đứng lại, dưới cây biết anh có quan hệ tốt với chủ quán cũ. Nhưng dù sao hắn cũng đã rời khỏi đại lục Hạo Miếu rồi. Nhà hàng từng gây ra rất nhiều rắc rối, bây giờ biểu hiện quá nhiệt tình, tôi em rằng nó sẽ gây rắc rối cho chúng ta. Rắc rối, chỉ biết nói rắc rối thôi. Tôi Tiêu Tâu Hồng Quỳnh sợ rắc rối khi nào. Thôi đi, nửa tháng nữa tôi sẽ đích thân đến khách sạn. Bạn đi chuẩn bị chút quà tặng nhé, cũng cho chúng tôi sự xấu hổ của Tiêu Talasan. Dưới cây hiểu. Phản Điện đã hồi phục. Thánh chủ đại nhân có muốn triệu tập 36 đảo chủ không? Phản Điện lúc đầu bị thương nặng, nếu chúng ta giết nó ngay bây giờ, chắc chắn có thể đánh Phản Điện một cái không chuẩn bị, phục hồi cảm giác. Vậy ta dám diệt. Phản Điện liên hệ thêm với mấy thánh địa khác. Ông già béo ở núi Tutulu có lẽ lại phải cản trở, là thánh chủ. Tiết đại nhân, linh hồn của Poseidon đang ở bên trong. Cosimo Uyên, anh xong chưa? Bạn có nghĩ tôi là bàn chảy ba tư không? Mỗi khi có thời gian, tôi muốn những thứ tốt của tôi. Mà Uyên, nguyên lai ngươi là người tham lam vô độ như vậy. Haha, chính là cái gọi là có rẻ không chiếm thằng khốn. Hơn nữa tôi tin vào nữ hoàng Matsu, tiêu hao sức mạnh của hắn, trì hoãn tiến độ hồi phục của anh ấy. Cosimo bất công, hôm nay tao không giết mày. Lão tử nhiều năm như vậy thần đều không làm gì cả, sinh ra và giết chóc. Nổ cho tôi. Hả? Hà Tuyết đại nhân mau ra tay. Lợi dụng hắn bệnh cản hắn mạng, tiết một kiện hơn 4 triệu vết thương, một giây ngàn cái. Poseidon, tình trạng hiện tại của hắn không thể chịu nổi một giây. Vòng xoáy thần biển, Poseidon, thần biển cả, tập hợp một vòng xoáy trước mặt mình, không ngừng nuốt trừng thanh kiếm lông vũ của tiết vào trong. Tiết là tội của thần, bạn không thể, còn không nhanh ở lại. Tiết, dừng lại. Tiết, chẳng lẽ người muốn theo bước chân của thần bất phàm biện sao? Thần biển Poseidon bây giờ vừa lo lắng vừa tức giận. Hắn sắp bị tuyết bắn chết rồi. Ta tuyết hôm nay muốn là thần. Tuyết liếm tay, mau liếm tay. Chỉ cần ngươi liếm tay, bất kể bạn có yêu cầu gì, tôi sẽ đồng ý với bạn. Xin lỗi, tôi chỉ có một ý nghĩ. Cuối cùng thần biển Poseidon vẫn là ngã dưới lưỡi kiếm của tuyết. Người đã giết Poseidon bởi vì bạn chưa bao giờ thay đổi công việc, vì vậy không thể nhận được điểm kinh nghiệm. Sau đó tuyết lấy ra phong thần bảng. Poseidon lại xuất hiện trước mặt hắn. Tình huống gì? Tôi không phải đã chết rồi sao? Bây giờ anh là chiến binh vàng trong tiết của tôi. Thần biển Poseidon gặp chủ nhân còn không chào. Thần biển Poseidon trong tiềm thức sẽ ngã xuống đất. Phàm là trên phong thần bảng, thần linh đều sẽ phần trăm. Tuyệt vọng vì tuyết. Đây là sự ràng buộc của thiên đường, không thể kháng cự. Thần biển Poseidon. Tốt. Đem bản mệnh thần khí hải thần của ngươi giải cho ta. Sau vụ Poseidon, bước tiếp, trở về Phàm Điện. Âu Dương Văn Long, gọi chủ cửa hàng mới của bạn ra xem nhé. Chúng tôi cũng muốn gặp chủ cửa hàng mới của bạn. Có giống như chủ cửa hàng cũ của bạn không? Sở hữu là sức mạnh của Chúa, vị trí tốt, đừng lừa dối quá nhiều. Lòng biết ơn và oán giận của fan sắp với các bạn. Ban đầu trước khi ngủ đã xóa sổ từ lâu rồi. Ngươi còn đang làm gì ở đây? Lần này hắn tới chỉ là muốn tìm hiểu tình hình thực tế của chủ cửa hàng mới. Âu Dương Văn Long, ta là Chúa của đất Thành Vàng, đến thăm chủ cửa hàng mới của bạn vẫn chưa ra, có phải quá không đưa chúng ta băng lừa đảo ra xí không? Đặt vào mắt rồi. Âu Dương Văn Long hắn là cửu chuyển tinh diệu tập, có thể so sánh với vị lãnh chúa của đất Thành này, vẫn còn một khoảng cách rõ ràng. Tôi đã nói rồi, chủ cửa hàng của chúng tôi không có trong cửa hàng. Nếu có việc gì, hãy quay lại vào ngày khác. Hôm nay tôi nhất định phải gặp chủ cửa hàng mới của các bạn. Hai loại quy luật băng lửa xuất hiện khắp người. Có một lời không đồng ý thì đánh nhau lớn. Vị trí tốt. Cô muốn làm gì? Chẳng lẽ ngươi còn muốn khơi mào cuộc chiến ở đất Thánh? Khách sạn của bạn đã không còn rực rỡ nữa rồi, bây giờ chỉ còn lại mấy người. Cho dù mở ra đảo băng lửa của tôi, cũng có thể dễ dàng san bằng khách sạn của bạn. Khi bình, khách sạn chúng tôi nói vậy, ngươi cũng không sợ cái lưỡi của phần thưởng. Chủ cửa hàng mới của chúng tôi một mình, đủ để quét sạch tất cả các bạn trên đảo Gia Si. Vị trí tốt, cô vẫn còn da dày như xưa. Người ta không muốn gặp ngươi thì mau cút đi. Làm gì ở đây vậy? Tutu Hồng Gôn, bạn cũng muốn đến tham gia không được sao? Tôi dạy riêng rất tốt với chủ khách sạn cũ. Bây giờ khách sạn đã hồi phục, tôi tự nhiên đến để chúc mừng. Có vấn đề gì không? Là để chúc mừng. Đặt món quà xuống và bạn có thể đi. Một số náo nhiệt vẫn là ít tụ tập tốt hơn. Ngươi đừng nói ta người này còn là thích tham gia vui vẻ. Có vấn đề gì không? Đôi khi phải trả giá để tham gia. Sao lại là hắn? Quả bóng đỏ, cung cấp cho bạn ngọn núi thánh tu để dẫn đến thảm họa vô vọng. Đi thôi, bạn không trồng hoa trong lãnh thổ của bạn. Đến đây làm gì? Trồng hoa luôn là mang ra để người ta thưởng thức. Cánh hoa đỏ thần đánh một cái ngón tay. Trên bầu trời, vô số cánh hoa màu đỏ bắt đầu từ từ rơi xuống. Nhìn thấy cái bóng này, Tutu Lỗ Hồng Quỳnh và Âu Dương Văn Long đều sợ hãi. Hai người gần như đồng thời mở lĩnh vực.
Không hổ thẹn là tu tu lùn thẳng sơn, dây đeo tay bí pháp của sơn chủ thầy chúng nói dùng chỉ dùng, chỉ là không biết các ngươi mang theo bí pháp mà sơn chủ để lại cho các ngươi, còn bao nhiêu nữa, cái này sẽ không phiền phức làm cho nửa thần lo lắng nữa. Ít nhất là lấy cuộn giấy bí pháp đặt trên người, vấn đề vẫn không lớn. Hồng Quỳnh, chúng ta đến đây chỉ là một nghĩa trang, nếu chủ cửa hàng mới mạnh, đi thôi, nếu hắn không mạnh, cửa hàng fan muốn tiêu diệt cửa hàng fan của chúng tôi, vậy thì bước qua xác tôi đi. Âu Dương Văn Long còn ở trước mặt tôi. Chủ cửa hàng gia của bạn như vậy, người bạn Nam cũng chưa chắc sinh ra một cái. Bạn nghĩ tôi sẽ tin cửa hàng mới của bạn? Chưa có sức mạnh của chủ cửa hàng cũ của bạn. Ngoài ra, nếu chủ cửa hàng mới của bạn thực sự có sức mạnh, vậy sao còn giống như súc miệng không đắt, không bao giờ xuất hiện? Không kiềm chế chỉ vì các bạn còn nào từng tan vỡ. Ngược lại, bạn là ai? Cha tôi tên là Mạc Thiên Nhai, tôi là con gái của anh ấy. Nghe được tên Mạc Thiên Nhai là thần cánh hoa, trực tiếp bị giật mình. Đừng căng thẳng thế, chìa khóa của cha tôi đây, có còn cơ hội sống không? Nếu cha cô ở đây, tôi sẽ đi ngay. Nhưng anh, không đủ tư cách. Các người chỉ biết rằng cha tôi rất mạnh mẽ, không bao giờ nghĩ về nó. Tôi cũng thừa hưởng dòng máu của cha tôi sao? Hóa ra là hắc hỏa kỳ lân, không có bánh bao. Bạn có thể bảo vệ phản viện trong một thời gian, nhưng người có thể bảo vệ được phản viện một đời không? Điều này không cần các bạn lo lắng nữa. Các linh tinh của đền thờ chờ cho tôi sẽ quay lại. Đi thôi. Thần cánh hoa muốn mang theo sơ sĩ, người của tôi rời đi, đứng lại. Phản viện của ta là các người muốn đến thì đến, muốn đi thì đi sao? Ngươi là ai? Tôi chính là chủ cửa hàng mới của fan đan mà bạn nói. Chủ cửa hàng mới của fan chồng cũng không được tốt làm sao? Chỉ giấu đầu lộ đuôi. Cậu thật sự nghĩ bạn có sức mạnh của chúa như chủ cửa hàng cũ không? Không cho chúng tôi đi. Ngươi có năng lực đó không? Ngươi dám nghi ngờ sức mạnh của ta? Tiếp tiếp giơ tay lên hơi đầy chỉ. Một sự hùng vĩ, sức mạnh không thể ngăn cản của khủng bố đến ngay lập tức. Chết tiệt thật là thần uy. Mày là ai? Sức mạnh của thần điện và sa đan không phải là á thần như xích hoa có thể chống cự được. Chúa ơi, giếng rỗng thực sự xúc phạm vô tích. Còn xin thần linh đại nhân giơ tay cao quý, hãy tha cho con kiến nhỏ hèn mọn này đi. Chúa ơi, sự trục tội đều là sự chia rẽ của dâu si. Tôi vốn đang ngủ say, hắn đã đánh thức tôi dậy. Tôi không có thủ oán gì với phản điện. Nếu thần linh đại nhân có lệnh, thế hoa miễn giết dâu si vì thần linh đại nhân. Người đàn ông tham vọng. Thôi đi, tất cả các bạn ở đây, một là một. Mỗi người đều đã một món quà bất thần. Khi thức tỉnh ta sẽ tháo các người ra. Lô si, Inoue và những người khác đưa ra một loạt các tài năng mà thuật. Khi thức tỉnh lập tức chạy đi. Chủ cửa hàng mới của chúng ta hóa ra là thần linh. Anh ơi, anh thật sự là thần linh sao? Sao cái này không giống thần linh sao? Bản thể quốc gia là kỳ lân, khứ giác tuyệt vời, nhận thức nhạy bén. Bạn không nên vượt quá ba vòng quay phải không? Xem ra mũi của ngươi không đủ linh hoạt. Dù sao đi nữa, cũng cảm ơn bạn đã ra tay vì chúng tôi. Còn cô, Zeke, sau này chúng ta sẽ là bạn, có thể làm bạn như thần linh. Đó là vinh dự lớn của Zeke. Anh ơi, anh cảm ơn em làm gì? Cha tôi vốn là thần thú của nhà hàng, tôi quay lại đón anh ta. Vậy thì cha của bạn, cha tôi cũng giống như những vị thần khác, bị niêm phong rồi. Sau này có cơ hội tôi sẽ giải cứu. Âu Dương Văn Long, đưa tôi đi xem thượng quan Hồng Xuân. Bây giờ tôi có thể cứu anh ta. Đại nhân, trên người hắn có hỏa độc do đại thần để lại. Chiếc độc lửa đã thâm nhập vào tủy xương, khó chữa. Người lớn là thần và thần mặc dù trông giống nhau, nhưng trên lệch sức mạnh là trên lệch trời đất. Được rồi, đừng nói nhảm nữa, cứu người đi. Chủ cửa hàng, thực lực gì khiến chúng ta bất lực? Hỏa độc hắn trong lúc vẫy tay lại chữa khỏi rồi. Thuộc hạ Âu Dương Văn Long cảm ơn chủ cửa hàng. Người đã hoàn thành quá mức nhiệm vụ của Âu Dương Văn Long. Mọi người đều trung thành với anh và có niềm tin vào bạn. Được rồi, không có gì khác, tôi sẽ đi trước. Được, chủ cửa hàng đại nhân, chủ cửa hàng có việc có thể đặt hàng bất cứ lúc nào. Khi chỉ dùng tài năng thức thần để thức tỉnh, tài năng của bạn đang thức tỉnh thì tài năng của bạn quá cao. Khi thiên phú các phần thức tỉnh, chỉ có thể đánh thức một phần tài năng của bạn. Người đã thức tỉnh thiên phú, thiên phá trí não. Bỏ qua bất kỳ hình thức khắc hiên, hiệu ứng này đã rất biến thái rồi. Cho dù là phương pháp cắt của thần linh hay thậm chí là của thánh nhân, vẫn là vết thương không thể ngăn được tiếp. Chúc mừng, tài năng cấp siêu thần của bạn hoàn thành giai đoạn thức tỉnh đầu tiên. Giai đoạn hai sẽ không sử dụng được. Thức tỉnh khi thiên phú cấp thần thức tỉnh, xin vui lòng tìm tài năng cấp siêu thần khi thức tỉnh tài năng thức tỉnh. Và Sa Đan, người có biết khi thiên phú siêu thần thức tỉnh không? Khi tài năng siêu thần của người lớn thức tỉnh, đó không phải là thứ mà đại lục có. Thần vực mới có, thần vực là nơi nào? Nói các vị thần đi, thần linh ở đại lục, tăng cường sức mạnh sẽ rất chậm. Đương nhiên là cần phải đi đến những nơi cao cấp hơn, chỉ có sau khi thành thần mới có thể đi thần vực sao? Thân nửa đầu và thân đuôi đều có thể đến thần vực, chắc là không phải bây giờ, có thể sau này sẽ khôi phục lại tiếp, một thời gian dài sau đó sẽ không thể thức tỉnh. Nhưng hiện tại, ba tài năng này của anh ấy đã có thể coi là rất mạnh rồi. Đại ca vừa lên trên tìm tôi nói chuyện rồi. Với anh trai, bạn thế nào?
bạn đã sẵn sàng để kết hợp tôi chưa? Cụ thể là gì tôi không biết, nhưng lãnh đạo của chúng tôi muốn gặp bạn là lãnh đạo nào? Người đầu tiên của Thiên Thư Các là người của Long Quốc. Tiếp theo tự nhiên biết người đầu tiên ở Thiên Thư Các là ai? Đó là lãnh tụ của Long Quốc, một thế hệ vĩ nhân của Long Quốc. Được rồi, bạn sắp xếp thời gian, nhưng tôi chỉ chấp nhận gặp bạn trực tiếp. Ông chủ tịch, Long Đô Đế thành Xuân Phong trả lâu Thiên Thư Sứ một giàn nhã, chú lão ở đó chờ bạn. Được, tiếp theo được Long Quốc phủ lĩnh mà nói chuyện. Không biết tay luôn tìm tôi có chuyện gì. Ha ha, chỉ là muốn gặp vị này ở quận Long Quốc của chúng tôi. Người đầu tiên, tiếp theo không biết người đối với vị thần này. Hoàng hôn trò chơi này có ý kiến gì không? Tôi không cảm thấy như một trò chơi. Đúng vậy, trò chơi này sẽ hợp nhất với thực tế trong vài năm nữa. Ngôi sao xanh sẽ gặp một thảm họa chưa từng có. Đất nước hiện đang chuẩn bị đối phó với thảm họa này. Mặc dù cũng có một số người chơi tương đối mạnh được sinh ra, nhưng không cùng đẳng cấp với bạn. Thủ trưởng, đây là muốn chơi với tôi sao? Lúc đầu đúng là như vậy. Nhưng tôi nghĩ những người như bạn chắc là không thích bị kiềm chế. Vì vậy, tôi muốn xây dựng với bạn hợp tác lâu dài. Bạn có thứ gì tốt không dùng được không? Hoặc bạn biết chiến lược nào có thể cho chúng tôi? Sau đó, thủ lĩnh lấy ra hai phần phước lành của các vị thần của nhiệm vụ phía trước đặt trước tiếp. Biết trước, anh đang tìm thứ này. Một chút tâm ý, đó là sự khởi đầu của sự hợp tác của chúng tôi. Sau này bạn cần gì, bạn có thể mở một danh sách. Tôi cần tài năng siêu nhiên, trang bị cuộn điện hóa khi thức tỉnh, hoa tiền hóa, và manh mối về nơi phong ấn của các vị thần. Hiện tại trên bảng phong thần chỉ có hai vị thần linh, như vậy là chưa đủ. Manh mối về vùng đất phong ấn của các vị thần rất quan trọng. Tiếp, tôi có tin, nước Mỹ sẵn sàng tấn công Anh, hắn đã hợp nhất 8 quốc gia khác, bắt đầu một kế hoạch chặn đầu diệt dân, chuẩn bị tấn công tinh hoàn của Long Quốc chúng ta trong trò chơi, chuẩn bị làm suy yếu sức chiến đấu của Long Quốc chúng ta. Và xin đâu, cậu chính là mục tiêu đầu tiên của chúng. Thủ trưởng đừng lo lắng, tôi muốn họ ra tay. Tiếp kia ta biết người rất mạnh, nhưng hãy cẩn thận. Ngoài ra, nếu bạn muốn, bạn có thể ở lại Thiên Thư Các. Ở đó tôi không xảy ra chuyện gì thì anh sẽ không xảy ra chuyện gì. Bây giờ thực tế và trò chơi vẫn chưa hợp nhất. Bản thể của Tuyết không có sức mạnh cộng thêm, cứ ở trong nhà thuê nó có thể nguy hiểm. Tôi sẽ suy nghĩ kỹ. Lần này nói chuyện rất vui vẻ, hy vọng sau này chúng ta có thể hợp tác nhiều hơn. Những thứ này bạn nói, tôi cũng sẽ để người của tôi chú ý. Nói xong chuyện, thủ lão liền ngoại tuyến tại chỗ. Kế hoạch chặn đầu diệt dân phải không? Kiếp trước tôi không thể làm gì được. Lần này hãy để bạn cảm nhận sức mạnh như thế. Nỗi sợ bị chi phối. Chết tiệt, nhà hàng có thể làm cho một vị thần làm chủ cửa hàng của họ. Ngươi thật sự nghĩ thằng nhóc đó là thần linh sao? Cậu làm gì ở đây? Trước đây còn muốn đi học, tôi ra ngoài sách nồi. Tất nhiên tôi đến đây để nói chuyện với bạn về cách đối phó với nhà hàng. Đối phó khách sạn, là anh điên hay là tôi điên? Đó là một nhà hàng có các vị thần. Lần này chúng ta băng ngoài đảo Lô Si nhưng là bồi thường cám đầu. Tài năng cấp thần, khi thức tỉnh mới thoát thân. Đừng vội thế, nghĩ đi. Thằng nhóc đó thật sự có thể là thần linh sao? Nhưng mặc dù thực lực thấp hơn người như vậy, nhưng thần uy đó là hàng thật giả thật. Nếu không, ngươi nghĩ khi thiên phú thần thánh của ta thức tỉnh là ngựa từ gió lớn, thần uy trên người hắn của thần là thật. Nhưng quy định nhất định phải có thần linh mới có thể có thần uy, độ tạo tác hoặc linh hồn của các vị thần. Ý anh là, điều từ kia là bị thần linh tà linh chiếm thân. Tôi nghĩ xác suất cao hơn là cổ vật. Sau khi chúa tể của phản biện giết chết nữ thần băng tuyết, đồ tạo tác của nữ thần băng tuyết đã mất tích. Không có gì, cậu bé đó chỉ muốn một chút tài năng kỳ diệu. Thức tỉnh với lòng tham của các vị thần, hoàn toàn có thể hút sạch tất cả kho báu trên người chúng ta. Thậm chí có thể không để chúng tôi đi. Tôi bắt đầu tưởng chính mình gặp được cái gì tương đối thiện lương thần linh. Nhưng nghe bạn nói như vậy dường như có vấn đề. Đạo chủ mạnh nhất phản biện tân chủ cửa hàng thật sự là thần linh. Cho dù chỉ là sự tồn tại như thần linh chiếm thân, đó cũng không phải là điều chúng ta có thể khiêu khích. Cô thật sự muốn sống cả đời trên hòn đảo này sao? Thay thế phản biện nắm giữ đế quốc Sơn Hải, không yếu hơn trên hòn đảo này. Hơn nữa, nếu có thể lấy được đồ tạo tác của nữ thần băng tuyết, nó giúp ích như thế nào cho việc nâng cao vị tác khách của bạn? Không cần tôi nói. Sau khi ra khỏi quán trà, Tuyết Tuyết chuẩn bị đi hoàng cung tìm hoàng đế, thảo luận về việc kinh doanh khởi động lại của ngân hàng. Nhưng vừa mới đến cổng cung điện, tôi gặp một người quen cũ. Liễu Như Yên, sao cậu lại ở đây? Con nghe nói ẩn giấu cấp siêu thần mà bạn đã hứa với tôi sao? Yên tâm đi, lệnh truyền chức của cung thủ thiên sát mà bạn giữ lại của bạn về việc bạn có thể chuyển giao thành công không là việc của anh. Băng thao truyền tuyệt vời này ở đâu? Trong địa ngục Tuyết, Tuyết Tuyết hiện tại khoảng cách thành thần còn có 108,000 dặm, tự nhiên không đi được thần ngục. Vậy anh không phải là thần linh, sao anh lại chuyển chức? Tôi là người đứng chọn, nhưng những ẩn dấu này do trời chọn trực tiếp có được. Tôi hỏi anh một câu được không? Tốc độ tấn công của bạn là bao nhiêu? Chính là bởi vì cái nghề nghiệp ẩn dấu cấp siêu thần chất điện này. Bản cáo trạng của tôi chỉ có một, sau khi bạn chuyển việc thì biết. Được rồi, nói về kinh doanh, bạn là chúa của tất cả các ngôi đền, có thể để cho Sơn Hải đế quốc xuất binh không? Tấn công đế quốc Nhạc Luân. Liệu Như Yên đến cung điện chính là muốn hoàng đế tấn công Nhạc Luân đế quốc? Chỉ là đế quốc Sơn Hải vừa mới hồi phục, nên tảng không ổn định, hoàng đế không thể làm những việc như vậy. Ngươi sẽ làm gì khi tấn công đế quốc Nhạc Luân? Đế quốc Nhạc Luân bị diệt vong, đế quốc Sơn Hải có thể tiếp tục hồi phục. Lâu lắm rồi, toàn bộ đại lục mênh mông đều là địa bàn của đế quốc Sơn Hải. Các vị thần mà tiếp nhận được thần thủ lĩnh, chúc phúc cho nhiệm vụ của, cũng là yêu cầu hắn khôi phục hoàn chỉnh Sơn Hải đế quốc. Cô có người thân cũng là người của đế quốc Sơn Hải, chỉ có đánh đổ đế quốc Nhạc Luân, khôi phục đế quốc Sơn Hải, để làm cho người thân của bạn sống lại. Tiếp, anh có thông minh không? Vậy tôi có thể nhận được lợi ích gì? Có tốt không? Ngày cậu tấn công đế quốc Nhạc Luân, tôi sẽ cung cấp cho bạn những lợi ích bất ngờ. Tiếp theo, đã đến lúc nói chuyện với bạn tục mắt bạc về cuộc sống rồi. 雪地解决完了银行的事情后，紧接着来到海神殿找到了科斯莫尼。
学弟，我上次的伤势还没恢复，你又来找我做什么？小事情，就是想要问问你，明年八爪鱼在什么地方？你小子，报复心这么重吗？杀了海参波塞东还不够，还想去杀鹰眼八爪鱼？我乃正义之士，鹰眼八爪鱼这样的恶神，人人得而诛之，我是替天行道。学弟只是单纯的想从鹰眼八爪鱼上封神榜吧？他封神榜上面的神灵太少，如果不是我了解你，我真得就信你了。说真的，别告诉我，你不知道。我又不是万能的，我的确不知道。但是山海帝国有一个组织神眼角，他们应该知道。孩子甲，给我说个实在话，就科斯莫渊的尿性，这家伙肯定知道更多的东西，只是让他白白说出来，估计没那么难。学弟，我们两个的交情，你怎么能这么揣测我呢？100万，学弟，我真不是那种人。1000万，嗯，学弟，你要是再这样说，我可就要不高兴了。1亿，看人真准。说吧，你还知道什么？第一，鹰眼八爪鱼已经金蝉脱壳，如今是以神灵残魂附身的形式存在于神阳教教徒身上。至于他的目的，灭山海当饭店，建立一座新的圣地。第二，你想要进一步复苏山海帝国，需要找到皇帝的秘籍，那里面或许有线索。学弟，快快出来受死！没了，你是谁？给到这来，一个杀你的人。诛仙剑阵。你击杀了九转强者洛夫白志，即将进行全服公告，是否隐藏姓名？否。这花瓣上，你现在还有什么好说的吗？九转星耀洛夫白志，一剑就被击杀了，不用学姓名，死的就是我了。我看未必，不管是什么，还是剑阵，都有些取巧了，让人去查查吧。我也不相信他有那么厉害，他的手段必然是有某种限制的。学弟为了了解山海帝国的势力分布情况，特意来到御书房。店主大人此来可是有什么吩咐？山海帝国的皇帝一般都是从凡殿之中挑选，再加上雪帝救了上官红巡后，凡殿所有人对雪帝都是绝对忠心。起来吧，不必多礼，把山海帝国的势力分布情况跟我仔细说一下。店主大人，我们山海帝国一共有三大邪教，神阳教是信仰三只黑山羊沙布尼古拉斯的人组建起来，他们一直想要取代一座圣地，从而发展他们的势力。还有三圣会，就是冰火洛斯的吃花沙宫和西极神殿三家圣地，为了渗透我们组建出来的势力。最后的魔王，一个神秘的组织，拥有极其强大的势力和情报系统，主要经营情报买卖和杀人的任务。他们是号称前道王，凡殿之主都能杀。好，我知道了。跟皇帝聊完，雪弟立刻联系了皇战刀锋。刀锋，给你个任务，帮我寻找神阳教的人。没找到一个人，奖励50自由属性点。我操，雪弟大佬，你现在居然能发布任务？你应该已经得到消息了吧？我是凡殿店主，发任务不是小问题吗？雪弟作为凡殿之主，每个月都有100万自由属性点发放，而他本人则可以获得10%花红。知识的提成，那雪弟大佬能不能多发点任务出来？我们人多，最有趣的就是做任务的。那就再查查三圣会和魔王吧。雪弟把任务发布出去后，便直接回到饭店。文龙让四大门派和三大家族的人过来见我，如果没来的，那我就亲自去见他们。chủ cửa hàng thông tin bên trong của cửa hàng chúng tôi ngày nay, tôi sợ là không thể mời họ. Không sao, bạn cứ làm theo lời tôi nói là được rồi. Chủ cửa hàng tốt. Điện chủ, nếu muốn khôi phục lại đế quốc Sơn Hải hoàn chỉnh, vậy trước tiên hãy đem ba đại gia tộc và 4 đại thế lực sắp tới này giải quyết đi. Người của 4 môn phái lớn đều đến, đang đợi ngoài cửa. Người của 3 đại gia tộc, 3 đại gia tộc đều không đến. Dù sao cũng là họ rể của thần linh, có chút kiêu ngạo cũng bình thường. Họ được tổ tiên bán thuốc, có một số kho báu mà các vị thần để lại. Lúc đầu cũng là lão chủ cửa hàng có thể miễn cưỡng áp chế bọn họ. Không đến nơi gọi, tôi không quan tâm. Lúc ông chủ quán trông như thế nào? Bây giờ chủ nhà hàng này là tôi, quy tắc của tôi là của tôi. Gửi họ vào đi. Chàng trai, lần này gọi chúng ta tới, không phải là không chịu được phương Tây, áp lực của các thánh địa, muốn nhờ chúng tôi giúp đỡ, bạn có thể giúp gì? Hơn nữa, không phải họ đã bị tôi đuổi đi rồi sao? Các bạn đi rồi, bị ngươi giả đi bằng cổ vật của nữ thần băng tuyết. Chỉ tiếc là giúp của bạn không phải là thần linh, dùng cổ vật có thể giả chúng một lần, bạn có thể làm họ sợ 2 lần không? Ba người đâu, cũng có thái độ như anh ta. Thiên kiếm tông chúng ta lập tông ở Sơn Hải Đế Quốc, nếu như chủ cửa hàng đại nhân có lệnh, thiên kiếm tông chúng ta vẫn nguyện ý giúp đỡ, chỉ là chỉ trích không được. Chủ cửa hàng đại nhân, chúng ta Yên Vũ Lâu luôn chúng là không thích tham gia vào những tranh chấp này. Bất kể khi nào, chúng ta Yên Vũ Lâu đều không biết chiến đội. Chủ cửa hàng, bây giờ tình hình chống điện chúng tôi thực sự không thể chiến đội được. Xem ra các vị đều là cỏ đầu tường, cánh đồng ép tích thần điện lập tức mở ra thần y. Trực tiếp đè lên người chẳng kỳ môn môn chủ. Sau khi sắp sửa thành uy, hắn dù sao cũng là cường giả cấp cường chuyển tinh diêu, lại sẽ bị tiếp dùng thần uy đè quỳ trên mặt đất, không cử động được. Thần uy này chẳng lẽ là thần linh tà linh phụ thân sao? Yên Vũ Lâu nghe theo chủ cửa hàng đại nhân tháo dỡ. Lạc Hà Phong nghe theo chủ cửa hàng đại nhân tháo dỡ. Thiên kiếm tông viện nghe lời chủ cửa hàng đại nhân phá hủy.
Chiếm Kim Môn Viện nghe theo lệnh của chủ cửa hàng đại nhân. Bạn vừa gọi là vô nhất, đem các người Chiếm Kim Môn đi bảo vệ Ninh Thành trong 3 tháng. Bạn có ý kiến không? Để quốc Sơn Hải vất vả hồi phục, lập trình 3 tháng. Đối với họ, sự phát triển của Chiếm Kim Môn sẽ bị tụt hậu rất nhiều. Đặt hạt đánh chữ không cam lòng. Ba vị chủ, bây giờ các bạn đã quyết định rồi, tôi sẽ nói. Vậy thì dẫn người vây quanh ba đại gia tộc. Cái gì ba đại gia tộc thực lực cũng không yếu nha. Vừa rồi còn nói, chú ơi, tôi sẽ tháo rỡ. Lệnh đầu tiên của tôi có vấn đề. Chủ cửa hàng, thuốc hàng, đi tập hợp nhân lực đi. Chủ quán đồng thời gây chiến với ba đại gia tộc. Có thể anh đang nghi ngờ quyết định của tôi. Tôi Dương Văn Long tuyệt đối tin tưởng và biết. Lời nhắc nhở như vậy cũng là muốn nói ra vị trí trong đó. Thuộc hạ không dám. Chủ cửa hàng, tôi gọi thượng quan Hồng Xuân. Chúng ta cùng đi qua. Các người không thể đi. Ta lần này đi không phải là vì diệt ba đại gia tộc, mà là đi câu cá. Câu cá có nguy hiểm không? Sợ cái gì? Tôi là kẻ phiêu lưu, có thể hồi sinh. Ngoài ra, bạn không nên hỏi tôi điều đó. Nên hỏi những con cá lớn. Sang Hải Đế quốc 3 đại gia tộc đều ở Long Đô địa hành, họ chiếm 1/3 nội thành. Chuyện ảnh Zila Lopu bài trừ 的事情, tôi đã nhận được tin sáng nay rồi. Không thể phủ nhận được thực lực của ngươi. Khi ở với chủ cửa hàng cũ, họ sẽ không ra lệnh cho chúng tôi. Cô muốn làm gì? Lãnh thổ Sơn Hải chấp nhận quyền quản lý của phạm vi. Nếu các ngươi không muốn chấp nhận quyền quản lý của phạm vi, tự nhiên không còn tồn tại nữa. Phu, chủ nhà hàng già đã đủ điên rồi. Tôi không ngờ anh lại điên hơn anh ta. Vậy thì không có gì để nói cả. Tân quan nhận chức ba hỏa, chỉ là biết ba ngọn lửa này của bạn đốt nhầm chỗ rồi. Tôi nghĩ chỗ đốt vừa phải. Ba vị chủ, đã đến lúc các bạn thể hiện trung tâm. Yên Cung Đông Chủ và Thiên Kiếm Tông Chủ tiến lên một bước, lập trường chiến đấu. Lạc Hà Phong Phong Chủ nhìn thấy cảnh này, trên mặt lộ ra một chút màu chân. Chủ nhân của nó, các ngươi thật sự chuẩn bị vì thằng nhóc này chiến đấu với ba gia đình lớn. Ba đại gia tộc họ chỉ mạnh hơn chúng ta. Đánh vào như thế này, sức mạnh của chúng ta sẽ bị ảnh hưởng rất lớn. Sao chúng ta không giết hắn ngay bây giờ? Cướp chủ cửa hàng của anh ta, tự làm chủ cửa hàng vui vẻ. Ta Lý Trường Thành dù sao cũng là người cá nhân, những gì vừa nói coi như là xì hơi, thật sự không thể mất đi khuôn mặt đó. Tôi cũng vậy. Hai người điên, thật không biết trong đầu đang nghĩ cái gì. Thật muốn đem nội dung tông môn của các người đánh vào hết núi nhiều nước sao? Học sinh, ba đại gia tộc chúng ta sẽ không thỏa hiệp với ngươi. Hôm nay nếu ngươi muốn chiến đấu, vậy thì chúng tôi sẽ phải học cách của anh. Ngay lúc này, thủ môn Kim Môn gọi tới. Lệnh chúa Gamân, tôi để ngài canh giữ Vinh Thành. Các người đến đây làm gì? Chủ cửa hàng, vị trí chính của bạn phải làm cái này cái kia. Bạn đã xem xét cảm xúc của chúng tôi chưa? Hôm nay ngươi lại muốn ra tay với ba đại gia tộc, không đồng đều. Khi nào thì đem bốn môn phái lớn của chúng ta cùng nhau diệt đi? Cái mở miệng này của chủ cửa vàng chính là gieo rắc bất hòa. Lạc Hà Phong Phong chủ cũng là đánh sắt khi nóng. Lập tức nói Lý chủ nhà, bạn không hiểu nguyên tắc nấu cháo màu phải không? Hôm nay chúng tôi không kéo anh ta xuống nước, sau này chúng ta đều không có trái cây tốt để ăn. Tôi vừa nói rồi, tôi là một người tử tế, cun pha không tốt. Còn ngươi thì sao? Chẳng lẽ ngươi không muốn mang theo Thiên Kiếm Tông của ngươi hủy diệt ở đây sao? Chủ nhân, đừng nhìn tôi nữa. Tôi có thể thấy anh là người của Tam Thượng. Và cả quên nữa, ba hội thánh nhuộm đầu chúa, dù sao cũng là dựa vào thánh địa. Ngươi cái này cùng với thằng dê gọi lẫn vào nhau, bao nhiêu là hơi quá đáng. Chủ nhà Ly, có vẻ như hôm nay chúng ta sẽ gặp rắc rối lớn. Ba vị gia chủ có thể cùng nhau ra tay không? Giúp tôi giải quyết những kẻ phản bội này. Tiếp tiếp, chúng tôi dường như không có lý do gì để giúp bạn. Không cần thiết sao? Phản điện ở đây vẫn là địa bàn của Phương Đông. Nếu phản điện không còn nữa, cho dù là Tam Thánh hội lợi nhuận hay là thần dê gọi lợi nhuận, Phương Đông không còn nữa. Xem ra tiếp không giống như lời đồn. Ngoài tài năng thiên phú của anh, chị dâu cũng rất tốt, dùng để tấn công ba gia tộc lớn của chúng ta. Ba đại gia tộc dẫn ra những con sâu lớn của Sơn Hải Đế quốc là thật đấy. Hơn nữa, từ khi bạn đặt ra thì đã đúng rồi. Chúng ta nhất định sẽ ra tay, đúng không? Tổ tiên các người đều xuất hiện thần linh Phương Đông. Không thể nào nhìn đất nước Phương Đông rơi vào tay người ngoài. Vì vậy, trong khả năng của bạn, chắc chắn sẽ ra tay. Tiếp, bạn lại đặt cho tôi, cố tình để tôi lập trình. Trên thực tế, bạn đã đoán được tôi là thần dương. Người ở ngoài ông Tiết Tiết thật sự đánh giá thấp người. Tôi tưởng anh chỉ là một thằng nhóc. Không ngờ lại bị bạn tính toán. Tiết, anh rất thông minh, tôi rất muốn gặp anh ở nơi hỗn loạn. Chỉ tiếc là vẫn chưa có cơ hội. Bạch Tuộc, ta cũng tìm ngươi lâu rồi. Tiết sẽ chiến đấu với Bạch Tuộc mắt bạc. Tiết, bạn có biết trong tính toán tinh tế, trước sức mạnh tuyệt đối đều là lâu đài trên không? Không đáng nói. Quái xúc tu, người cũng sợ bị trời phạt sao? Chỉ dám đem sức mạnh áp chế ở mức độ không bị thiên đạo phát hiện. Hú, học đệ này điểm lực lượng đối phó người hoàn toàn đủ rồi. Quái vật xúc tu, anh biết không, không ai khác quan trọng hôm nay. Chỉ có anh mới là mục đích cốt lõi của tôi. Học sinh, bạn có muốn trở thành thần không? Chủ cửa hàng cũ có thể là thần, tại sao tôi không thể? Hơn nữa ta cũng không phải là chưa từng giết thần linh, không nhiều hơn bạn. Ta biết người đã giết thần linh, nhưng tôi không phải là thần linh. Và tôi cảm thấy cậu bị ám ảnh bởi linh hồn của các vị thần. Có hiểu lầm gì không? Ngươi có cảm thấy thần linh tàn hồn phụ thân rất yếu không? Không quan trọng nữa, hôm nay chúng ta hãy xem bạn thực sự mạnh mẽ như thế nào. Tiếp tiếp lấy ra bản thể của thần vong linh. Khoảnh khắc tất cả, một bàn tay vỗ lên trán người trung niên. Thần linh hồn, anh đúng là một kẻ điên. Ngươi không sợ trời phạt sao?
Người đã giết con bạch tuộc mắt bạc. Bởi vì bạn chưa bao giờ thay đổi công việc, bạn không thể đạt được điểm kinh nghiệm. Mày đã giết Nicholas xì mắt bạc. Thông báo dịch vụ đầy đủ sắp tới. Có nên ẩn tên không? Không, ngay trên đây là chuột hamster. Nổ mạnh vào trên người của thần vong linh. Bởi vì nguyên nhân phong thần bảng, thần vong linh không phải là cái chết trực tiếp, nhưng sẽ ngủ trong trạng thái cực kỳ yếu ớt. Cảm ơn chủ nhân. Giờ đến lượt các bạn. Tuyết quay đầu lại gian hải thần lĩnh vực trực tiếp phát động. Sau đó Yên Vũ Lâu dẫn đầu, Thiên Kiếm Tông theo sát phía sau. Tuyết, hôm nay tôi chịu thảm họa, nhưng chuyện vẫn chưa kết thúc. Ngay sau đó, Lạc Hà Phong phong chủ trong tay thừa ra một phần truyền tống cuộn giả. Thanh kiếm. Chúc mừng bạn đã giết được chiến lược cường giả nhuộm thu hồng. Kia ta quan sát công bố dịch vụ đầy đủ. Có nên ẩn tên không? Tiếc, bạn thực sự đã cho tôi một bất ngờ lớn. Tiếp sau khi bố trí, xem xét việc giết bạch tục mắt đại bàng, cho nên lập đội cho cầu xì mâu uyển trước. Cấp bậc của hắn cũng thuận lợi nâng lên cấp 500. Làm sao có thể như vậy? Mắt bạc sao có thể chết? Theo tin tức mà Tam Thánh Hội truyền lại trước đó, mắt bạc bị chiếm hữu trong trạng thái tàn hồn trên người giáo chủ của giáo phái Thần Dương. Lần này chết rồi, sợ là Thần Dương giao ra vấn đề lớn. Tình hình cụ thể phải chờ Tam Thánh Hội phản hồi tin tức. Tiếc thật thú vị. Một người chơi trực tuyến giai đoạn có thể làm điều này. Thật khó tưởng tượng. Công chúa thứ hai vừa rồi tôi nhận được rồi. Sơn Hải Đế Quốc bên kia truyền đến tin tức, nói Tiếc là chủ cửa hàng. Tiếc, hắn là người phiêu lưu. Chủ cửa hàng máy tính có bị điên không? Chọn một nhà thám hiểm làm chủ cửa hàng. Có lẽ không phải chủ nhà hàng đã đóng cửa, mà là hắn coi trọng Tuyết quá cao. Và nghe này, sau khi Tuyết rơi, điểm dừng đầu tiên là lấy Lạc Hà Phong mở đường. Điều quan trọng là anh ấy đã làm được. Cha, còn nghĩ, chúng ta nên xem xét lại mối quan hệ với cửa hàng Van. Tuyết đã giúp người xây dựng vương quốc Đại Hải. Có biết gì về anh ta? Chỉ vì lợi nhuận nhưng có nguyên tắc riêng. Thuộc tính mạnh mẽ nhưng vẫn bình tĩnh. Giỏi tư duy công nghệ hàng đầu. Vui vẻ trả thù, kiêu ngạo không thể địch. Ngươi luôn để mắt trên đỉnh. Sẽ nói ra những lời này, giúp ta xây dựng vương quốc Đại Hải, sau đó lại giết xuyên qua nơi hỗn loạn, khôi phục đế quốc Sơn Hải. Phụ thân cảm thấy hắn hiện tại cấp mấy? Nghe nói anh ta lấy hôn Gojin một thời gian ngắn nữa, đến cấp 500. Cấp bậc của hắn hẳn là không thấp hơn cấp 1000, thậm chí cấp độ 2.0. Nếu cha tôi nói với bạn rằng anh ấy chỉ có cấp 50 thì sao? Làm sao có thể? Hắn có thiên phú cấp thần là không thể nghi ngờ. Thuộc tính trồng chất vĩnh viễn của tài năng cấp thần cũng không thể làm được điều này. Đừng nói về những nhà thám hiểm này, mới đến các vị thần chưa đầy 2 tháng, cho dù là 2 năm hắn cũng rất khó có thành tựu như vậy. Và bạn nghe những thông báo dịch vụ đầy đủ này, hắn đang giết ai vậy? 6 mạnh 7 mạnh 8 mạnh, thậm chí 9 chuyển Lạc Hà Phong phong chủ, tất cả đều chết dưới tay hắn. Mặc dù điều này thực sự có chút vô lý, nhưng đó là sự thật. Nếu vậy, có vẻ tôi thực sự cần phải tự mình đến khách sạn. Xem ra lão cố chấp này bị khách sạn chọn một người truyền nhân tốt. Thời gian ngắn như vậy không chỉ là thử nghiệm thành công, cũng giải quyết được Lạc Hà Phong và 3 phòng thương mại. Sau khi Tuyết xử lý xong chuyện của mấy gia tộc lớn, trở lại khách sạn. Quái vật xúc tu, bây giờ bạn đã trở lại trạng thái đỉnh cao. Bạn có thể cân nhắc cho tôi một số kỹ năng không? Và thần biển Tassadon, người không biết người lớn muốn kỹ năng gì. Đặt tất cả các kỹ năng của bạn, lấy tất cả ra cho tôi xem. Đại nhân, kỹ năng này không có tính chất chiến đấu, nó có tính chất giám sát và điều tra, chỉ có thể dùng để hỗ trợ. Công dụng vẫn còn tốt. Tôi muốn kỹ năng này. Tàu con thoi hư không này so với gương cô luôn, khoảng cách này có chút quá lớn. Kỹ năng này đối với Tuyết mà nói rất biến thái. Hắn bây giờ đẳng cấp thấp, cũng không có biện pháp kiểm soát mạnh mẽ. Nhưng sau khi có kỹ năng này, khả năng kiểm soát mạnh mẽ của hắn đã được cải thiện rất lớn. Kỹ năng này tôi cũng muốn. Kỹ năng này tôi cũng muốn. Cánh đồng đá bạc cuối cùng của Chúa. Cá nhân tôi khuyên bạn không nên để tôi trực tiếp đưa cho bạn. Bởi vì những gì tôi đưa cho bạn, mặc dù trong ngắn hạn mạnh mẽ, nhưng sự phát triển của lĩnh vực này sẽ trở nên rất kém. Đại nhân 8 là được rồi. Tôi đã sàng lọc 2 kỹ năng cho bạn, nó sẽ rất hữu ích cho bạn. 10.000 cộng với 2% sức khỏe tối đa của anh ta, điều này không giúp được nhiều cho Tuyết. Nhưng nếu bạn hợp tác với người khác, 2% này hoàn toàn có thể khiến đồng đội đầy máu. Kỹ năng này tốt. Có kỹ năng tốt như vậy, sao không lấy ra sớm hơn? Đại nhân, trước đây ngài cũng không hỏi. Xúc tu quái thần dê kêu người đều sẽ nghe lời ngươi sao? Đại nhân, mặc dù họ tin vào nữ thần, nhưng hiện nay lục địa rộng lớn đang hồi phục, và người duy nhất bước ra khỏi nơi phong ấn là tôi. Họ làm theo lời tôi. Vậy thì xin vui lòng đặt hàng. Hãy để họ vào đế chế nhạc luân và ẩn nấp, chờ cơ hội. Ngoài ra, sức mạnh không gian của bạn đủ mạnh. Ngoài ra còn có mắt bạc do thám. Tôi muốn anh giúp tôi theo dõi hệ thống, tìm ra chủ nhân của lưới. Đại sự không tốt rồi, con khỉ bị đánh cắp, những người khác trong công đoàn của chúng tôi cũng bị đánh cắp. Nếu không phải tôi chống kinh doanh, sau vệt máu em rằng cũng khó thoát chết. Chuyện gì đang xảy ra tạm thời vẫn chưa rõ ràng. Số người ra tay không nhiều, nhưng thực lực rất mạnh. Theo suy đoán của chúng tôi, trong đó có giao chó, Uông Gu và Hao, bạn cũng giống nhau. Người có thể xếp trồng các thuộc tính vô hạn, và nhiều hơn một, nếu không sẽ không thái quá như vậy. Chẳng lẽ là kế hoạch chém đầu diệt rồng? Tiếp thường dùng gương côn luân để du hành thời gian. Những người thực hiện kế hoạch diệt rồng chặt đầu, hắn không gặp được. Hao, họ đã nói rồi, ai dám gia nhập công đoàn của chúng tôi thì giết đến khi rút lui. Mấy gã này điên quá, phải cho họ một bài
học. Được rồi, tôi biết rồi. Bảo người công đoàn cẩn thận một chút. Tôi sẽ cho họ biết. Làm phiền tôi là một quyết định sai lầm. Tiếp lấy ra bộ phận sinh tử. Thần đêm, tên của ma y đến đổi thành thiên nhẫn huyết Phật. Thiên nhẫn huyết Phật là một thiên nhẫn mạnh mẽ của nước Hoa Anh Đào. Là nhân vật đại diện thực hiện kế hoạch chặt đầu Nia Long. Tiếp đấy viết thiên nhẫn trong sổ sinh tử. Sau tên của huyết Phật, cấp bậc của hắn từ cấp 135 xuống cấp 1. Là ai? Có bản lĩnh thì ra ngoài giấu đầu lộ đuôi. Lão tử là anh hùng gì vậy? Làm thế nào mà một sát thủ của bạn lại xấu hổ khi nói điều này? Người bị người ám sát còn ít không? Là người chiếm lĩnh lưỡi dao. Ông đang tính toán tôi. Tôi không có khả năng như vậy. Chống lại bạn là mục tiêu đầu tiên của bạn. Tiếp có bản lĩnh đi ra. Chúng ta đối mặt chạm một chút. Tiếp nói hắn cho các người một cơ hội. Hãy để các bạn cùng nhau tìm một nơi. Hắn một mình đi họp. Hơi thở thật to. Cũng không sợ gió giật lưỡi. Tôi không biết. Tôi chỉ giúp Tiết đến mua hàng cho bạn thôi. Làm thế nào là việc của bạn? Tiết nói rồi, nếu ngươi không nghe lời, thì đừng làm sống lại cho hắn. Tiết dám chủ động tuyên chiến. Chúng ta có lý do gì không nhận không? Tôi sẽ liên hệ với người khác. Hắn muốn chơi chúng ta đến cùng. Ha 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 ha, điên chiến đao. Ngươi cười cái gì? Sau khi các người đánh nhau với Tiết, cậu sẽ biết tôi cười cái gì. Bạn liên hệ đi, quyết định thời gian và địa điểm đi. Tôi sẽ quay lại sau. Học đệ hôm nay sỉ nhục ta thiên nhẫn huyết Phật ghi nhớ trong lòng. Một ngày nào đó ta sẽ khiến ngươi phải trả nợ máu. Đại ca, thiên nhẫn huyết Phật nói người ta đã sắp xếp xong rồi. 7 ngày sau học sát hẻm núi ngày này người ta viết Phật. Mặc dù có vẻ liều lĩnh, nhưng trên thực tế không nên đơn giản. Nếu không sẽ không được sắp xếp sau 7 ngày. Tiếp từ khi mở cửa, luôn đấu tranh với các NPC, chưa bao giờ chiến đấu hết mình trước mặt người chơi. Huống chi trong bảng phong thần còn có 3 vị thần linh. Lúc này, số người theo dõi hẻm núi huyền thiết đã vượt quá 50 triệu người. Đã có rất nhiều live stream ở đây từ lâu rồi. Người dẫn chương trình có vị trí tốt hơn một chút. Số người trong phòng live stream không dưới 100.000 người. Tuyết đại lão muốn ta gặp mấy tên khốn này trước. Không phải các người muốn chiến sao? Hôm nay tôi thắng. Ở đây để đón nhận thách thức của bất kỳ ai ở phương Tây và Trung Quốc. Rác nhỏ của Trung Quốc. Học trò sợ thì đẩy màu sắc vui vẻ của bạn ra. Cái này, chết tiệt. Điên quá. Hắn tên là Chiến Thần Hai Đao. Tôi đã xem video anh ấy trẻ lạ rồi. Tốc độ tấn công không dưới 15 và sát thương rất cao. Thiệt hại chung phá vỡ 50.000. Cái bóng này mạnh quá. Sát thủ chiến đấu trực diện đều kinh khủng như vậy sao? Cái này cũng quá mạnh. Chúng ta đều là sát thủ. Vậy thì hãy có một trận đấu giữa các sát thủ. Này cũng quá ngưu, thiên lãnh huyết Phật mạnh như vậy. Nhưng trước mặt ông chủ, lại vẫn là bị dễ dàng như vậy cho dây giết chết. Tôi phải thừa nhận, tôi đã từng quá coi thường. Hắn hẳn là sát thủ bị đánh giá thấp nhất của Long Quốc chúng ta. Tôi nói một câu, thắng giết là thần hoàng hôn đệ nhất sát thủ. Ai ủng hộ ai phản đối. Còn ai không phục nữa? Là người đàn ông thì đứng lên cho lão tử. Tên cô là Yun Sa, phải không? Ngươi không phải đối thủ của ta, đúng không? Nhảm nhí, không trả lời một chút làm sao biết tôi không phải là đối thủ của bạn. Được rồi, không có thời gian để nói chuyện với anh. Địa phủ thần uy trực tiếp áp ở ẩn sát thần quần. Tiểu đệ, thời đại của ngươi hôm nay cuối cùng sẽ bị ta kết thúc. Ôi chao, ôi chao. Các bạn tạo ra tiếng động lớn như vậy, chắc là có rất nhiều lá bài. Hãy để tôi xem thẻ lỗ của bạn như thế nào. Yêu đến hu liên tục dịch chuyển tức thời mắng. Nếu đó là tất cả những gì tôi muốn hỏi, là ai cho các người dũng khí khiêu khích ta Tuyết? Trực tiếp mở chế độ tấn công không phân biệt. Một giây hơn 400 cái trực tiếp là cùng kiếm bao phủ đả kích. Kim Cơ giăng tay lớn một cái huyền thiết. Trong hẻm núi, vô số quy ngơ ngơ sắt lơ lửng giữa không trung, liên tục ngăn chặn sự tấn công của Tuyết. Cái này tôi nhìn thấy cái gì? Màu này Gatling cũng không nhiều hơn thế sao? Hiện tại, hầu hết những gì mọi người biết được, tốc độ bắn của Gatling là 4.000 đến 6.000 viên mỗi phút, tối đa là 7.200. Tôi vừa giảm tốc độ 30 lần. Nhìn mũi tên mưa trong Tuyết, mỗi giây không dưới 400 mũi tên mưa, một phút là 24.000 con, tương đương với 4 chiếc Gatling đang phát điên. Kinderland, anh đã khoe khoang, không chỉ muốn đánh bại tôi trước mặt mọi người. Sao chỉ có năng lực này? Nếu đã nói đến chuyện này rồi, vậy thì cho bạn xem ảnh đáy thật của tôi nhé. To, thôi nào, để tôi xem vũ khí của anh có bao nhiêu bí mật. Hồ đen. Tôi không biết thờ, cũng không thể thờ. Tôi muốn đánh chết anh bạn.
hình như tôi chưa từng đắc tội với anh. Ngươi như vậy tiêu hao thần hồn bản nguyên, đừng tự hoàn thành mình, đồ ngốc. Lúc này, đôi mắt của Kinderland đã bắt đầu chảy ra, tiêu hao nguồn gốc thần hồn, mất mạng trong thế giới thực. Bạn có thể cho tôi biết tôi và anh có thù hận gì không? Nó đáng giá. Và mọi người đều là người chơi. Người giết ta một lần hình như cũng không có tác dụng gì. Tuyết cũng không biết gã này đang làm gì. Đánh vần tiêu hao thần hồn bản nguyên cũng phải giết hắn một lần. Chết đi, Tuyết. Học sinh, làm sao có thể có một kẻ biến thái như bạn trong hoàng hôn của các vị thần? Học sinh, đặt giá đi, để ta giết người một lần được không? Lý do là gì? Xóa bạn một lần, tôi có thể hoàn thành một nhiệm vụ rất quan trọng. Nhiệm vụ của ai chơi thưởng cho tôi một người chơi làm gì? Tôi không thể nói thêm nữa. Bạn nói có được không? Dù sao, chết một lần không ảnh hưởng nhiều đến bạn. Tôi có thể cho bạn một tài năng tiến hóa. Nó vẫn sẽ rất hữu ích cho bạn. Điều kiện của thật rất hấp dẫn. Nếu ngươi là người chơi Long Quốc, có lẽ ta đã đồng ý rồi. Chỉ tiếc là bạn không phải là học sinh giỏi. Mặc dù đất nước chúng ta khác nhau, nhưng thế giới này vốn là lợi ích trước tiên. Xin lỗi, lợi ích trước tiên cũng phải xem người. Đối với những người không hiểu, điều đó phụ thuộc vào trại. Tôi không biết anh, nhưng tôi biết phe của anh. Ăn một chút tổn thất nhỏ cho người của mình trong tuyết cũng không sao. Nhưng người phương Tây thì không được. Ngươi không ra tay thì ta sẽ ra tay. Trong hoàng hôn của các vị thần, thật sự còn có người chơi có thể cạnh tranh với tuyết không? Chắc là không còn nữa. Hắn quá toàn diện. Toàn diện làm cho tôi cảm thấy hắn không giống một người bình thường. Tôi phải thừa nhận rằng tôi đã học được rất nhiều điều. Sức mạnh của anh ấy vượt quá sức tưởng tượng của tôi. Tôi chỉ cần một chút thôi. Đã là phân đoạn này rồi. Giới hạn. Trời không sinh ta, tuyết lớn xây đường muôn đời như đêm dài. Sau khi Lan bị anh trai giết, trực tiếp trong bàn thờ phục sinh thành phố Lạc Huyền. Lãnh chúa Good, cuối cùng tôi đã không giết anh ta. Thất bại của bạn là điều tôi mong đợi. Vậy ngươi còn để ta thiêu đốt thần hồn bệnh? Trận chiến này là để bạn nhận ra khoảng cách giữa bạn và anh ấy. Và nếu anh có thể giết hắn, hợp tác với thứ trong tay bạn sẽ làm cho bạn trong một thời gian ngắn đến một điểm mà người khác không thể đến được. Hắn quá mạnh, mạnh đến mức tôi không thể nhìn thấy hy vọng đánh bại hắn. Lúc đầu ta cũng lo lắng vị này là thần nhân, có sức mạnh siêu việt gì. Nhưng hóa ra không phải, hắn là thiên phú cấp thần, chỉ là tài năng cấp thần tương đối mạnh mẽ thôi. Ta cũng là thiên phú cấp thần, nhưng khoảng cách giữa tôi và anh ấy thật sự rất lớn. Khoảng cách lớn là bình thường, tài năng của anh ấy rất mạnh trong những ngày đầu, rất mạnh. Nhưng đến sau này, có lẽ không mạnh như bây giờ. Nhưng không quan trọng nữa, miễn là bạn phát triển theo con đường tôi đã sắp xếp cho bạn. Không khó để vượt qua anh ta. Có thật không? Đây là tự nhiên. Bạn đi chuẩn bị thuốc trước. Tôi sẽ giúp bạn sửa chữa nguồn gốc thần hồn. Thông báo dịch vụ đầy đủ, bảng sức mạnh chiến đấu và bảng cạnh tranh của các vị thần mở cửa, đồng thời mở đấu trường. Thông báo, mong phần lớn người chơi tiếp tục nỗ lực. Không có chút hồi hộp nào, Tuyết chiếm vị trí thứ nhất bảng chiến lược. Bây giờ bảng đấu mở ra, Tuyết sắp đến đỉnh bảng đấu. Hắn, trong tay còn có một vị thần bán phúc trước nhiệm vụ, yêu cầu là trong vòng một tháng, giành được danh sách đôi của bảng đấu và bảng sức mạnh chiến đấu. Người đầu coi như hoàn thành. Mắt nằm máng, thằng nhóc này giấu sâu như vậy sao? Xếp từ 9 trong bảng chiến lược thật hay giả? Ta đều hoài nghi cái này chiến lược bảng. Có vấn đề gì không? Bây giờ tôi phải đặt câu hỏi về đường cong đầy đủ của danh sách này. Thành thật mà nói, tôi cảm thấy như tôi là một tay có thể đè chết kính. Nằm máng Tuyết đại lão ngừ bước. Dám hỏi toàn bộ quần áo ngoại trừ Tuyết lão đại. Còn ai có thể làm thần? Bảng xếp hạng sức mạnh chiến đấu hoàng hôn. Bạn có nhận thấy ngoài việc ẩn nick, phương Tây chỉ có một Kim Đức Lan trong danh sách. Bây giờ danh sách cả trống vàng cũng mở ra rồi. Giải nhất 500 điểm thuộc tính miễn phí, Double Evolution Gene và tài năng nâng cấp. Khi thức tỉnh, 10.000 người đầu tiên đều có điểm thưởng thuộc tính tự do. Thật tuyệt. Bắt tài hơn người, đã thức tỉnh tài năng gì? Và 10.000 đầu tiên vẫn nên dễ dàng. Hát đi. Sau khi Tuyết đến đấu trường, chẳng mấy chốc, anh ấy đã kết hợp với một đối thủ. Tuyết thật là đường hẹp. Không ngờ người đầu tiên phù hợp lại là anh. Tuyết chết đi. Tôi đang vội. Người đã đánh bại Thiên Nhẫn Huyết Phật. Điểm cộng 28. Thời gian trong ngày, Tuyết gặp phải đối thủ đều là gặp mặt dây giết. Số điểm của anh ấy cũng tăng lên 7.500. Anh Hồ thực sự phù hợp với bạn rồi. Không tệ, người béo có thể chạm vào tôi. Thao, tôi thực sự muốn đấu với bạn. Xem vết thương trên người tôi có tác dụng gì với bạn không. Ban tử đã được xếp chồng lên hơn 20%. Hơn nữa máu của hắn còn nhiều hơn cả Tuyết. Vẫn sẽ gây ra một chút rắc rối cho Tuyết. Nhưng bây giờ Tuyết đã thức tỉnh, chấn thương không còn ảnh hưởng gì đến anh ta nữa. Trong trường hợp đó, vậy để tôi xem, rốt cuộc bạn có mấy cân mấy lạng. Anh Hồ, anh không bị ảnh hưởng bởi vết thương của tôi. Cái này của bạn hơi quá thái quá phải không? Kháng thể đôi mạnh nhất của người béo, giảm thương tích, ba cái này không có tác dụng gì với Tuyết. Sau khi mang 13 thanh kiếm, tên béo đã bị Tuyết giết chết. Người đã đánh bại thần mập vô địch, điểm cộng 28. Ông chủ Tuyết, tôi có một phần của các vị thần, có vẻ như người cũ không có gia đình, gửi cho bạn.
Black, các vị thần bán phước, làm thế nào mà cuộn nhiệm vụ phía trước đến được? Trước đây có người bán, tiêu ít tiền là mua được rồi. Nếu tôi nhớ không nhầm, sự thay đổi của biển lửa chính là bởi vì cái kia thế giới ông chủ tám cơ hỏa xa. Nhưng nhiệm vụ này sẽ được phát hành ngay bây giờ. Nghi ngờ, có phải là ai đó không? Đặc biệt muốn dẫn tôi đến biển lửa. Lúc trước ở vùng đất hỗn loạn, mục đích bố trí của bạn là gì? Mục đích là để cậu đến đảo Hải Thần tham gia thử nghiệm. Đến lúc đó chúng ta sẽ ở đảo Hải Thần. Bộ hạ thiên là địa nết hai tôn thần sử, một vị thần nô lệ và màu đỏ còn sót lại của thần đêm. Đi với tôi, có thể phong ấn ngươi ở đảo Hải Thần. Các bạn thật sự có thể trò chơi lớn như vậy chỉ để phong tỏa tôi thôi? Đại nhân, đây cũng là chuyện không có cách nào. Danh tính kẻ mạo hiểm của bạn chỉ đơn giản là giết người không có ý nghĩa gì. Muốn ngăn cản người khôi phục Đông Phương cổ quốc, cách tốt nhất là dịch cho bạn. Thứ hai, trên đảo Hải Thần của ta còn có một trận truyền tống, có thể ép buộc gửi bạn đến lục địa số. Đại nhân, ngài nên biết rời đi rất dễ dàng, muốn trở về nơi hai chén thì vô cùng khó khăn. Có những vị thần khác xung quanh đây. Không biết nữa. Nếu tôi biết, lần trước bố trí tham gia thần linh sẽ nhiều hơn. Tiếp sau khi ra khỏi đấu trường, danh sách thi đấu vừa được công bố. Tệ thật, vị trí thứ hai thậm chí không có một nửa điểm của tôi. Tiếp theo là khoảnh khắc được chờ đợi nhất. Chỉ cần sự bán phước của các vị thần. Các vị thần đang bán phước cho bạn. Người đã nhận được phúc lành của Thái Thượng Lão Quân. Bây giờ ba phân thân của tuyết, viên ngọc của cuộc sống có thể được tinh chế trong một ngày. Số lượng cũng chỉ khoảng 80 cái. Sau khi có được kỹ năng này, một ngày hắn có thể luyện. Số lượng sản xuất có thể tăng gấp đôi. Tin tốt đây. Em gái tôi tìm thấy anh ta ở đâu? Tôi sẽ tới ngay. Bây giờ chúng ta đang ở Đế Đô Long Thành Tụ Tiên Lâu. Tôi đến đây. Thanh Thanh, đoạn này của bạn, thời gian đi đâu rồi? Sao mãi không liên lạc được với anh trai bạn? Tôi cũng không biết, sau khi vào game, cảnh của tôi không giống với những gì anh trai béo nói. Tôi không có trang chọn nghề nghiệp, vào là nghề chiến binh. Cảnh cũng không phải là làng tân binh, đó là một đấu trường kỳ lạ. Có một tín hiệu âm thanh trong đấu trường, tôi phải thông quan tầng 9, để có thể ra khỏi đó. Thanh Thanh, vậy bây giờ bạn có khả năng đặc biệt gì không? Tôi có thể huy động mọi thuộc tính của thời gian. Hãy ban phước cho vũ khí của tôi. Này tính sao? Chỉ thấy Lâm Thanh Thanh cầm một thanh kiếm lên, sau đó thanh kiếm được bao bọc trong lửa. Trước mắt ngọn lửa tắt, lại bị băng đóng gói. Thanh Thanh, máu của ngươi bây giờ bao nhiêu? 76 triệu. Tiết dựa vào tài năng cấp siêu thần và bộ sinh tử, sức khỏe của anh ta chỉ có hơn 40 triệu. Thanh Thanh, máu của ngươi sao có thể cao như vậy? Tôi cũng không biết. Trống, chính xác, mỗi ngày tôi tăng 1 triệu máu. Tự động tăng 1 triệu máu mỗi ngày, hơn 300 triệu một năm. Sau khi thảm họa xảy ra, máu gần 2 tỷ. Anh trai béo, khi ơi, một ngày các bạn tăng bao nhiêu máu? Thanh Thanh, chúng tôi sẽ không tự động tăng sức khỏe, cần phải dựa vào nỗ lực của chính chúng ta mới có thể trở nên mạnh mẽ hơn. Tôi tưởng trò chơi này là trò chơi phúc lợi, mọi người đều có thể nắm phẳng lòng bàn tay. Sau khi ra khỏi tầng 9, Tuyết Tuyết bắt đầu nghĩ chuyện chuyển chức rồi. Bây giờ siêu thần cấp ẩn giấu, nghề nghiệp, mà thông báo chuyển nhượng của cung thủ đã có rồi. Chỉ thiếu chút nữa là tìm được bàn thờ chuyển chức cấp siêu thần. Và ngày thứ hai, nghề nghiệp ẩn giấu siêu thần của chiến binh trong bí mật tháng 5. Tháng 5 này bí cảnh cũng tương đối đau đầu. Quên đi, tiếp theo trước tiên đi cổ triều bí cảnh thử vận may đi, nhất định phải chuẩn bị chuyển chức rồi. Chúc mừng người tiến vào đạo chi cổ triều bí cảnh, bởi vì bạn là người chơi đầu tiên mở bí mật. Thưởng điểm thuộc tính tự do cộng với 500 bản bạch kim nghề nghiệp, bộ đồ vàng cộng 1. Bạn đã mở ra bí mật của vương triều cổ đại, thông báo dịch vụ đầy đủ sắp tới. Có nên ẩn tên không? Không, 3.000 phước lành của thần và ma quỷ. Cái gì đây? Không phải, 3.000 thần ma đều đã rơi xuống gần như rồi sao? Mở đầu bảng xếp hạng. Những người này nâng cấp nhanh quá, đặc biệt là những người có thể quét quái vật trên quy mô lớn, nâng cấp đơn giản như ăn uống nước. Xem ra tôi phải nhanh tay chuyển việc rồi. Sau đó, Tuyết đi thẳng vào một cửa hàng tạp hóa. Xin chào, tôi muốn mua một bản đồ. Ngoài ra còn có sách giới thiệu về thời cổ đại. Chào khách, tổng cộng 50 hộp truyền kinh. Cái hộp kia là cái gì vậy? Khách quan là nhà thám hiểm đến từ thế giới khác phải không? Quái vật hoang dã bình thường rơi xuống là một hộp chuyển kinh. Ưu tú và chuyển tiếp, sắt đen và ba vòng. Năm, cảm ơn vì đã thông báo. Không biết tôi có thể đổi được bao nhiêu hộp vàng cho năm ghi này. Khách ơi, đây là vũ khí cấp 4, nói ít hơn 3.000 tỷ. Chuyển kinh hộp 20.000 bán cho bạn thế nào? Ha 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 ha, tất nhiên không có vấn đề gì. Ông chủ tặng Tuyết 20.000 hộp vàng, đồng thời đưa bản đồ và nhấp chuột cho Tuyết. Nhà thám hiểm trẻ, tôi thấy bạn còn trẻ, có một bộ xương và cơ bắp. Quả thực trăm năm một lần nhìn thấy luyện võ kỳ tài anh. Gần đây, thành chủ thành Hồng Phong chúng ta dường như gặp chút rắc rối, đang nhờ cao thủ giúp đỡ. Có lẽ bạn có thể giúp. Nhiệm vụ bảo vệ hòa bình thế giới này giao cho bạn. Cảm ơn đã nhắc nhở. Tiếp mới đến phủ thành chủ, hắn đã thấy bên cạnh phủ thành chủ có một bảng thông báo. Trong thành Hồng Phong gần đây xuất hiện đại đạo tặc hái hoa, đặc biệt là trong đêm khuya, làm hại mọi người. Đã có mấy cô gái bị giết rồi. Phát hành phần thưởng. Thành thật mà nói, phần thưởng này là bình thường. Nếu không phải có trang bị tiến hóa cuộn, tôi thật sự lười nhận. Tuyết để bắt kẻ trộm hoa, hắn đợi từ ban ngày, đêm khuya đại nhân, tên trộm hái hoa đã tìm thấy nó. Cô gái nhỏ xinh đẹp, không ai gặp được anh trai, hôm nay anh coi như là may mắn rồi.
Ngươi là ai mà dám làm hỏng lão tử, để làm một người đưa bạn lên trời tay. Giết tên trộm hoa, thông báo dịch vụ đầy đủ sắp tới, có nên ẩn tên không? Đồ cổ tích này có độc, muốn tìm xong nữ tử thân đôi tu. Chìa khóa không phải là một, là 100 cái. Nếu biết thì không nhận nhiệm vụ của tên trộm hái hoa này nữa. Chờ tên trộm hái hoa nâng bản đồ tiên nữ lên đầy đủ chức vụ, giết hắn nữa thì tốt biết bao. Thiếu hiệp, cảm ơn rất nhiều vì đã ra điện thoại và giết tên trộm hoa này, cho thành phố giết mê bân của chúng tôi, ngoại trừ tai họa này. Đừng thấy không bằng phẳng, trừng phạt tội ác, tên trộm nào. Vừa xem thiếu hiệp kiếm thuật xuất sắc. Nhà chúng ta không lâu sau, vừa kịp chuẩn bị vào một chuyến hồng phong cổ tự. Không biết thiếu hiệp có hứng thú không? Trương phủ nhị gia đã giao nhiệm vụ cho bạn. Nhiệm vụ yêu cầu người theo Trương gia hướng đến giết mê bần nên chân, tìm kiếm người lính, tìm một bông hoa. Nhiệm vụ trừng phạt không rõ. Phần thưởng nhiệm vụ đảo ngược vàng và thêm 10.000 cung thủ. Sách kỹ năng cộng với một điểm thuộc tính miễn phí cộng với 30. Có chấp nhận nhiệm vụ này hay không? Nếu là cho các cung thủ bình thường khác, có vẻ là một phần thưởng tốt. Tiếc thật sự nhìn không ít. Xin lỗi, tôi có kế hoạch riêng. Thật đáng tiếc. Sau này chúng ta có cơ hội hợp tác lại. Xin chào, tôi đến để gửi nhiệm vụ. Cảm ơn thiếu hiệp vì thành phố Hồng Phong của chúng ta loại bỏ hàng này rồi. Đây là phần thưởng. Đây là việc giơ tay. Tiết đệ, người biết tên cướp hái hoa kia, tại sao phải chọn bạn gái của mọi người? Bởi vì chỉ có gia đình mới là kết thúc. Có vẻ như thứ đó đã đến tay bạn rồi. Không biết Tiết, cậu định làm gì với thứ đó? Tất nhiên là dùng bình thường. Tôi cũng là phụ nữ, tôi không muốn chúng ta gió đỏ. Trình bày tên trộm hoa thứ hai, đặc biệt là một người có thể thả ra phạm sò lớn như vậy. Thần thạch hái hoa đại tặc, thần tài Poseidon, phát hành đá thần lại bị phát hiện. Có gì đó không bình thường. Một hòn đá thần của các vị thần, theo lý thuyết nó sẽ không dễ dàng bị phát hiện như vậy. Đừng hoảng sợ, chỉ là tổ tiên từ giết mê bân. Trong cổ khư có một món đồ chơi nhỏ, vừa vặn có thể tìm được thần thạch thôi. Lại là cây phong đỏ. Nghe tên, dâu cổ phong đỏ này hẳn là không đơn giản. Thành chủ đại nhân có ý kiến gì có thể nói trực tiếp. Thứ đó đặt trên người đàn ông, rốt cuộc là không an toàn. Tại sao bạn không đặt giá và đưa cho tôi thứ đó? Cho bạn cũng không phải là không được, nhưng bạn có thể lấy ra con bài nào để đổi với tôi? Một cuộn nhiệm vụ phía trước của các vị thần. Chỉ một thôi sao? Tôi không nghĩ là đủ. Thiếu hiệp có chút quá tham lam không? Không phải tham lam, tôi chỉ có một vài câu hỏi. Thành chủ đại nhân không đòi hỏi gì khác. Hỏi đi, tôi không nhất định phải trả lời hết. Ngươi biết siêu thần cấp ẩn giấu nghề nghiệp truyền chức tế đàn không? Người ta nói rằng thời cổ đại của chúng ta không tồn tại ngay từ đầu, bởi vì ai đó đã xây dựng cái này. Siêu thần cấp ẩn giấu nghề nghiệp truyền chức tế đàn, có người định cư gần bàn thờ này. Từ từ có thời xưa. Cô có biết bàn thờ này ở đâu không? Không biết, ta cũng chỉ là nghe lục hoàng tử cổ đại nói. Có thật không? Hay là hai, sáu hoàng tử thời xưa? Bạn có thể cho tôi biết anh ta ở đâu không? Trong cung điện. Sau đó thành chủ của thành Hồng Phong lấy ra lời chúc phúc của chư thần. Gia chủ đã hoàn tất giao dịch với Tuyết Tuyết. Tuyết đệ, ngươi là một đối tác tốt. Nếu có cơ hội chúng ta có thể hợp tác lại. Không thành vấn đề, chỉ cần sự ban phước của các vị thần. Các vị thần đang ban phước cho bạn. Chúc mừng ngươi, ngươi đã nhận được lời chúc phúc của vương mẫu nương nương. Cây đào tốt nhất. Thứ này có chút nghịch thiên. Nếu đây là thích khách hoặc pháp sư ăn một cái, vậy có phải là viết bò không? Tiếp đến sau khi rời khỏi phủ thành chủ, đến nơi ở của lục hoàng tử. Bạn chính là học sinh trong miệng tiểu hồng phải không? Xem ra thành chủ đã nói hết thông tin của tôi cho lục hoàng tử rồi. Ha ha ha, đừng trách tiểu hồng. Hắn là người của tôi. Tôi cũng đã nói với anh ấy. Nếu có ai hỏi, sư thần cấp ẩn giấu chuyện bàn thờ chuyển chức nghiệp dẫn đến chỗ tôi. Nếu mục đích của ta, lục hoàng tử đã biết rồi. Vậy không biết tôi phải trả giá gì mới có thể dẫn ta tìm được siêu thần cấp ẩn giấu bàn thờ chuyển đổi nghề nghiệp. Quyết định thành thật mà nói, tôi không biết rõ về bạn, tôi không rõ sức mạnh của bạn. Nhà bếp bạn có thể nói, mục đích bạn muốn đạt được nhất bây giờ. Lãnh đạo các triều đại cổ đại, ta tưởng ngươi sẽ nói trở thành hoàng đế của triều đại cổ đại. Cho dù ta trở thành hoàng đế của triều đại xưa, cũng rất khó để triều đại cổ đại lên ngôi. Và khi hoàng đế đứng trên tôi, cổ triều thăng vị công trong thiên thu. Tốt một cái công ở thiên thu, tôi thực sự muốn giúp anh. Nhưng năm chuyển sinh vị sáu chuyển ta hiện tại cũng không làm được. Nếu hiệp sĩ thiết sẵn sàng dốc toàn lực, thời gian này vẫn có thể làm được. Nhưng anh ấy không muốn lãng phí quá nhiều thời gian cho việc này. Nếu có thể với giá tương đối thấp, hoàn thành chuyển chức nghiệp ẩn giấu cấp siêu thần, đó là điều tốt nhất. Ông giúp tôi giết ba người, ta đưa người đến siêu thần cấp ẩn giấu chức nghiệp chuyển chức tế đàn. Nói đi, chúng giết ai? Người đầu tiên chúng ta cổ triều hoàng hậu Tô Hữu Phi, vua thứ hai của Hắc Sơn, người thứ ba là Thư Sinh Thường. Sức mạnh của họ thế nào? Mức trần cho khu vực 5 lượt, chắc là từ 1,1 đến 1,5. Bây giờ Tuyết Tuyết ngay cả thần cũng có thể giết 8 người, không thành vấn đề. Được rồi, đơn hàng này tôi lấy rồi. Hy vọng sau khi tôi giết họ, người có thể đưa ta đến cấp siêu thần, ẩn bàn thờ chuyển đổi nghề nghiệp. Đó là tự nhiên, tôi sẽ sắp xếp ngay bây giờ, để người ta đến cửa hàng thất sát treo thưởng giết ngươi là được. Vậy không có gì khác, tôi sẽ đi trước. Hắn thật sự có thể kiên trì đến khi ra tay với thường thư sinh sao? Không quan trọng, hãy để những nhà thám hiểm bên ngoài này đấu với người của thất sát điện. Tốt nhất, có thể ép người đứng sau thất sát điện ra ngoài. Còn tiểu hồng thì sao? Thật sự là thứ tốt hiếm có. Màu đỏ, nếu tôi nhớ không lầm, bạn vẫn là người hoàn thành đi. Vâng, thưa ngài. Tiếp theo tôi sẽ ở ngoài chờ họ ra tay. Chỉ là không biết mình muốn câu cá lớn. Khi nào đến? Tiếp sắp đi câu cá rồi. Bây giờ mồi câu đã xuống rồi. Chỉ là không biết mình muốn câu cá lớn. Khi nào đến?
Mời dạng sương rút lui. Tôi để hai người đi sao? Người đã giết tên cung thủ bí ẩn. Thông báo dịch vụ đầy đủ sắp tới. Có nên ẩn tên không? Tiếp này sức chiến đấu mạnh như vậy. Đổi người tiếp tục đi. Là đại nhân lần này không thể thất bại để Yến Song Ưng đi. Sau khi giết thứ sinh trang trại cá, sau đó kết nối liền mạch để giết chúa tể của Hắc Sơn. Đừng quá hoàn hảo. Thất sát điện các người chỉ có chút thực lực này sao? Đủ rồi, tiếp theo đến lượt tôi. Không gian nhấp nháy. Làm sao có thể? Ngươi không phải là cung thủ sao? Tại sao lại chuyển sang vũ khí của chiến binh? Tiến hành chiến tranh. Nếu đã đến thì đừng đi. Thậm chí còn có kỹ thuật thay thế cơ thể. Mày đã giết tên đấu sĩ, Yến Song Ưng và nữ pháp sư bí ẩn. Thông báo dịch vụ đầy đủ sắp tới. Có nên ẩn tên không? Chim ưng đôi, họ đều chết hết rồi. Tiếp này có chút cửa. Đại nhân ngừa có muốn sắp xếp ruột cá không? Hừ, muốn đi, bạn đi, tôi không đi. Tiếp này chỉ là một kẻ phiêu lưu. Theo những gì chúng tôi quan sát được, hắn chỉ mới cấp 50 thôi. Nhưng anh ta đã giết một số người giỏi nhất của chúng ta. Sen Yu, chuyện hiển nhiên như vậy mà anh còn để tôi đi. Mục đích là gì? Ý anh là sao? Một cung thủ cấp 50 có thể giết chúng ta nhiều như vậy cao thủ. Rõ ràng là một nhân vật lớn đang nhắm vào chúng ta. Tiếc chỉ là cá, dù sao tôi cũng không đi. Đừng cái nữa, con cá đó dùng kiếm của người. Chúng ta nên làm gì? Không làm gì trong vòng 7 ngày. 7 ngày sau do người lớn tự mình dẫn đội giết tuyết. Vu Thường, ý anh là sao? Nếu đại nhân ra tay, tại sao chúng ta phải đợi thêm 7 ngày nữa? Cái đầu này, mấy năm nay đều sống trên heo sao? Vậy thì làm đi, làm lại sau 7 ngày. Sen Yu Thường nói đúng. Bộ não của người thực sự sống trên heo rồi. Bài học của người lớn là, mọi người lùi lại đi. Nhà đất, dường như có người lớn đang nhắm vào cửa hàng Seven King của chúng tôi. Người lớn bao nhiêu tuổi? Không rõ, nhưng có người chi 100 triệu. Hãy giết một nhà thám hiểm 3 lần. Câu cá à? Tôi nghe thấy thông báo rồi. Giống như câu cá. Xem ra là 7 người chúng ta quá lâu rồi không ra tay. Một số người quên mất nội dung cửa hàng thất sát của chúng tôi rồi. Lần này tôi đến đây là vì mục đích này. Cuối cùng là không thể để người ta coi thường cửa hàng thất sát của chúng tôi. Không, bạn lo lắng rằng bạn không thể kiểm soát nó, phải không? Nhưng cũng thế, đối phương dám nhắm vào cửa hàng thất sát của chúng tôi. Bao nhiêu thì vẫn còn chút chi tiết. Haha, vẫn là chị Ngô hiểu võ. Vậy thất đệ có muốn ở lại không? Hãy để chị Ngô chăm sóc tốt cho bạn. Không nên, đã 7 ngày rồi. Người của cửa hàng Seven King chẳng lẽ bị ta giết hai vòng liền sợ rồi? Hay là họ phát hiện ra tôi đang câu cá? Có vẻ như tôi nghĩ mọi thứ quá đơn giản. Tưởng cửa hàng bày giết sẽ giống như em bé trải nghiệm, liên tục gửi cao thủ đến đây. Sao máu trên tuyết dày thế? Có vẻ như tôi đã sai. Người mạo hiểm tên tuyết này vốn rất mạnh. Không quan trọng nữa, dù mạnh đến đâu, hôm nay anh ta cũng sẽ chết. Tìm chết. Nima hóa ra là thần khí tiểu tử. Người đàn ông vô tội và tránh tội lỗi của mình. Mất thì giao bán thần khí trong tay ra. Đồ tạo tác nằm trong tay tôi. Có bản lĩnh tự đến lấy. Nghịch ngợm chắc chắn. Đây là tôi từ một môn đỉnh cấp thần thông tìm được trong cổ khư Hồng Phong. Gặp được thần thông này của tôi, không ra khỏi lĩnh vực là ngôi làng vô địch. Thằng nhóc này rất mạnh, không thể ở lại Thiên Khải Lôi Pháp. Gọi xong rồi, đến lượt tôi rồi. Người đã giết Vu Thường thư sinh, thông báo toàn quốc sắp tới. Có nên ẩn tên không? Châu Âu, sở dĩ tiếp tiết không đuổi giết chủ cửa hàng thất sát là bởi vì trong tay thất sát cửa hàng còn có 7 phần thần linh bán phúc gia trùng. Ngươi xem ta giống thần hay là giống Sunny? Mà lại gặp phải da vàng. Nghe nói da vàng thứ này rất khó quấn, rất dễ là đánh nhỏ đến già. Bạn không chơi theo luật. Không phải nên hỏi có giống người không sao? Thiếu sinh, ngươi xem ta là giống người sao? Hay là như thần? Tóc vàng, tôi thấy anh giống như một tiếng nổ cực lớn. Da vàng nghe thấy lời này, trên người có khói đen bốc lên. Thằng nhóc hơi hám làm hỏng tôi, ta muốn ngươi chết. Thiên đường chuột vàng có đường, ngươi không đi, không có cách nào trong địa ngục. Người giết rồi, tranh phong da vàng sắp tiến hành thông báo toàn quốc. Có dấu tên không? Chị Quách đã chết. Lần này chúng ta đi, không ai khác làm đâu.
hắn từng cái một sai cung thủ, thật sự có bản lĩnh lớn như vậy sao? Lượng máu cao, độ dẻo dai cao, tốc độ ánh sáng cao, sở hữu một chiến binh cung thủ hai nghề, còn có thể thần thông ba đầu sáu tay, dùng cửa máy bay làm chứng. Điều này đã được biết, tôi có thể cảm thấy anh ta không sử dụng quyền lực, có vẻ như cố tình để tôi đi. Vì vậy, các cầu thủ thực sự được sử dụng để câu cá, mục đích là để giết thư sinh trang trại cá, nhưng không nhắm vào bảy người chúng tôi. Giải thích cách bố trí đằng sau điều này, điều muốn không phải là phá hủy thất sát điện của chúng ta, mà là kinh hãi, muốn dọa chúng tôi. Rất có thể đó là một trong những hoàng tử đó. Đại hoàng tử và tam hoàng tử đều đã đến thất sát điện của chúng ta, cố ý lôi kéo có thể là họ không? Đừng nghĩ người của hoàng gia đơn giản như vậy. Tôi nghĩ có người muốn chúng ta nghĩ vậy, nhưng có vẻ như những vị vua đó. Tôi hy vọng chúng tôi sẽ nhanh chóng xếp hàng. Nhất định phải dọn dẹp chủ tòa nhà Bách Hoa. Không biết Tiết công tử đêm khi ghé thăm Bách Hoa lâu của ta có gì không? Một trong những người sáng lập cửa hàng thất sát, chủ tòa nhà Bách Hoa. Hoa chủ, tôi nói đúng không? Tiết công tử nói là, nhưng nhà nô bây giờ đã không làm việc giết người đó nữa, chỉ muốn tìm một người đàn ông có thể làm cho gia đình nô lệ run rẩy. Xin lỗi chủ nhà, tôi không phải người đàn ông anh đang tìm kiếm, ta tới cũng chỉ là muốn kết bạn với Hoa lâu chủ. Hú, phần thưởng của Tiết công tử vẫn còn treo trên thất xa điện. Cách đây không lâu lại giết thư sinh Ngư Trường, bạn này làm sao kết bạn được? Hoa lâu chủ nói cười giết cũng không phải là con trai của ngươi, có gì không thể kết bạn? Thay vì kết bạn, con không bằng nói bạn là người có lợi. Nói đi, ngươi muốn gì ở thất xa điện? Ha ha, các vị thần bán phước cho cuộn nhiệm vụ phía trước. Ha ha, chúng ta thất xa điện có đầy đủ bảy cuộn nhiệm vụ phía trước được các vị thần bán phước. Nhưng nếu anh nghĩ anh có chút tài năng, không thể để chúng ta đưa ra các vị thần chúc phúc cho cuộn nhiệm vụ phía trước hợp tác với bạn. Vậy thì cậu vẫn còn quá ngây thơ. Tôi luôn tin rằng bất cứ ai cũng có nhu cầu của riêng mình. Người của cửa hàng thất xác các bạn cũng vậy. Ôi, không phải tôi đã nói rồi sao? Tôi muốn tìm một người đàn ông khiến tôi run rẩy. Chỉ cần anh có thể làm em run rẩy, hoặc bạn có thể tìm thấy người đàn ông khiến tôi run rẩy, tôi có thể bán phước cho các vị thần của tôi, cuộn nhiệm vụ phía trước cho bạn. Người phụ nữ này trông cũng không già lắm. Tại sao nhu cầu về mặt đó lại lớn như vậy? Ừ, tôi có một người bạn có thể cho anh điều anh muốn, nhưng trước tiên ngươi phải bắt các vị thần của ngươi chúc phúc cho tôi cuộn nhiệm vụ phía trước. Hoa Bạch Tâm đã gửi nhiệm vụ cho bạn. Nhiệm vụ yêu cầu tìm một người đàn ông khiến anh ta run rẩy. Phần thưởng nhiệm vụ các vị thần bán phước cho cuộn nhiệm vụ cộng một. Bạn thực sự giao nhiệm vụ như vậy không xáo phạm sao? Bây giờ bạn có thể gọi cho bạn của bạn được không? Mắt bạc, việc tiếp theo giao cho bạn rồi. À, đại nhân, nhiệm vụ đã hoàn thành. Bạn đã hoàn thành nhiệm vụ của trái tim trắng. Ngươi đã nhận được cuộn nhiệm vụ của thần linh. Mắt bạc, bạn đã bị hút khô chưa? Đại nhân, hắn quả thật không giống người khác lắm, nhưng bây giờ anh ta đã 7 vòng rồi. Dù là 7 lượt hay 9 lượt, dưới kiếm của ta không giống nhau. Sử dụng phước lành của các vị thần. Các vị thần đang bán phước cho bạn. Ngươi đã nhận được phước lành của Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không. Mắt lửa, nhìn thấu mọi thứ, cái thứ phân thân ảo tưởng này hình như vô dụng. Chẳng lẽ sau này còn có nữ yêu tinh mê hoặc ta sao? Tiết công tử, ta có một người bạn cũng muốn gặp. Người muốn gặp ta hay là muốn gặp Ẩn Nhãn? Đương nhiên là muốn gặp. Vậy mời bạn anh vào đi. Tiết Tiết nghe nói có người mời người giết làm Kim Hoàng hậu. Không biết thật giả, tất nhiên là thật. Tiết giành giết một hoàng hậu tư thế không khó. Có thể không giết. Người không thể kết hôn, cho tôi một lý do không thể từ chối. Lý do gì? Siêu thần cấp ẩn giấu nghề nghiệp chuyển chức tế đàn. Thật khó để từ chối. Nhưng tôi cũng có nhiều năm ở thời cổ đại, biết nhiều chuyện. Nhưng cái này siêu thần cấp ẩn bàn thờ chuyển đổi nghề nghiệp cũng là lần đầu tiên nghe nói. Học sinh, bạn vẫn phải cẩn thận khi bị lừa. Cô nói đúng, có lẽ tôi quá thành thật với mọi người. Trên đường đi thường bị lừa, vậy thì anh phải cẩn thận hơn. Hoàng hậu, bạn tự đến tìm tôi, chắc không phải để nói chuyện này đâu. Tiết thật phi thường. Mục đích chuyến thăm của tôi là muốn nhờ Tiết Tiết giúp tôi đến Hưng Phong cổ khư, tìm một cái gì đó. Nữ hoàng cổ đại đã gửi cho bạn một nhiệm vụ. Yêu cầu nhiệm vụ, tìm thấy ba viên ngọc mê hoặc trong vòng nửa tháng. Nhiệm vụ trừng phạt không rõ. Nhiệm vụ thường trang bị thanh lọc quận cộng 1, tài năng thanh lọc hoa cộng 1, điểm thuộc tính miễn phí cộng với 50, có chấp nhận không? Phần thưởng cho nhiệm vụ này của bạn đối với tôi hấp dẫn không lớn, tôi không muốn nhiều. Với khả năng của bạn nên dễ dàng có được. So với những thứ đó, tôi muốn giết anh ngay bây giờ. Ngươi vẫn chưa được các thần phù hộ. Nhiệm vụ phía trước cuộn giấy, ngươi sẽ sẵn sàng giết ta. Có biết rất nhiều, có thể theo sư thần cấp ẩn giấu nghề nghiệp chuyển chức tế đàn. So với một phước lành của các vị thần, cuộn nhiệm vụ phía trước không đủ để ta từ bỏ giết ngươi. Tiết đã ở thế kỷ thứ 5, ở đây bị kẹt lâu rồi, hắn cần nâng cấp. Nếu sau khi giết tôi, nếu bạn phát hiện mình bị lừa thì sao? Tôi là nữ hoàng hiện tại, tôi có thể quay lại hỏi hoàng thượng giúp bạn, xem anh ta có biết thông tin gì không. Được rồi, nhanh lên đi, tôi không muốn lâu đâu. Nếu không ngươi tìm được siêu thần cấp ẩn bàn thờ chuyển đổi nghề nghiệp, nếu không anh chết. Yên tâm, tôi sẽ nhanh chóng trả lời. Người tiếp theo phải giết là chúa tể của Hắc Sơn. Tôi không biết, hắn ở thời cổ đại. Bạn đang chơi loại danh tính nào?
hình như là đây rồi. Ngươi là ai? Xin chào, tôi ngưỡng mộ chúa tể Hắc Sơn hơn. Muốn gặp lãnh chúa của Hắc Sơn. Chúa tể của Montenegro, không phải ai muốn gặp cũng có thể gặp. Người khác không nhìn thấy tôi, tuyết còn không nhìn thấy sao? Khi nghe thấy hai chữ tuyết, chiến sĩ Tuyết Văn không khỏi tâm trạng. Mặc dù thời gian tuyết rơi vào bí cảnh của triều đại cổ đại không lâu, nhưng vẫn còn một số tên. Học sinh, bạn chờ một chút, tôi cần vào và thông báo. Trực tiếp giết Hắc Sơn chi chủ bao nhiêu có chút lãng phí. Nếu có thể từ chúa tể của Hắc Sơn nhận được lợi ích gì, đó chắc chắn là điều tốt nhất. Tuyết đệ, chúng ta sớm chúc mời ngươi vào. Sơn chủ đại nhân mang đến đây. Cậu xuống trước đi. Tuyết đệ mới đến thời cổ đã nổi danh rồi. Nói đi, đến tìm tôi có chuyện gì vậy? Có người bảo tôi giết chúa tể Hắc Sơn. Anh ta đưa ra một mức giá mà tôi không thể từ chối. Bây giờ bạn đã nói là giá không thể từ chối. Làm đi. Cậu vội gì? Chẳng phải ta vẫn chưa thấy chúa tể của Hắc Sơn sao? Wow. Tôi đã ngụy trang tốt rồi. Không ngờ vẫn bị bạn nhìn ra. Người muốn giết chúng ta sơn chủ cần phải giết trước. Tôi không muốn giết người khác. Vậy là Lục Hoàng Tử bảo ngươi đến sao? Chẳng lẽ ngươi là người của Lục Hoàng Tử? Hắn nói sẽ tìm cách giết chúa tể Hắc Sơn, giúp ta trở thành lãnh chúa mới của Hắc Sơn. Bạn chỉ nói như vậy mà không cần che giấu. Không phải ở đây không có ai khác sao? Nếu anh muốn làm, để không tiết lộ thân phận, tôi nhất định sẽ ra tay. Vì vậy, tốt hơn bạn nên suy nghĩ rõ ràng. Có muốn làm ở đây không? Hãy đưa tôi đến với chúa tể của Hắc Sơn. Chủ núi, tuyết mang tuyết đến tìm tôi có mục đích gì? Nói đi, các vị thần bàn phước cho cuộn nhiệm vụ phía trước. Con có thể nói với tôi một chút, có chuyện gì liên quan đến Hắc Sơn không? Các vị thần bàn phước cho cuộn giấy nhiệm vụ phía trước. Tôi có, nhưng tôi không muốn cho anh. Tôi biết chuyện về Hắc Sơn, nhưng tôi cũng không muốn nói với anh. Bởi vì tôi biết, ngươi là tiếp nhận nhiệm vụ của Lục Hoàng Tử đến đây. Thầy tế lệ thượng phẩm là người của anh. Trước đây anh ta đang lừa tôi. Đúng rồi, tôi biết chúng tôi ở Montenegro có những thế lực khác. Cũng tìm thấy một vài người không đúng lắm, nhưng vẫn không tìm ra là ai, luôn ở bên cạnh tôi. Bây giờ anh đã nói đến điểm này rồi. Vậy thì không còn gì để nói nữa. Tuyết, tôi chỉ đùa thôi, cậu đừng kích động như vậy sao? Triều đại chúng ta thuộc về phương Đông, chúng tôi cũng được coi là cùng một nguồn gốc. Cậu là nhà thám hiểm, tôi là NPC. Nhưng chị Triệu, chúng ta là quan hệ hợp tác. Bạn có sự công nhận của tôi sẽ giao nhiệm vụ cho anh. Tôi đã nói rồi, Hoàng tử thứ 6 đã cho tôi một lợi ích mà tôi không thể từ chối. Lục Hoàng tử có thể cho ngươi, tôi không chắc là không thể đưa cho bạn. Siêu thần cấp ẩn giấu nghề nghiệp chuyển chức tế đàn, bạn có thể cho không? Tham vọng không nhỏ, lại muốn chuyển chức siêu thần cấp ẩn giấu nghề nghiệp. Vậy thì anh càng không thể giết tôi, bởi vì thúc giục siêu thần cấp ẩn giấu nghề nghiệp chuyển chức tế đàn cần 3 thứ. Chân chúng tôi, núi đen là một trong số đó, và Hắc Sơn này chỉ có tôi mới có thể thổi được. Tại sao tôi phải tin anh? Cái này tôi không cần phải nói dối bạn, bản thân bạn cũng có thể đi kiểm tra. Tôi sẽ không chạy. Ngươi muốn giết ta có thể quay lại sau. Thực ra tôi không có xung đột lợi ích với Lục Hoàng tử, đó là anh ta. Người đó làm việc quá cẩn thận, đầy những thuyết âm mưu. Vậy bạn kể cho tôi nghe chuyện Hắc Sơn này đi. Tôi sẽ đi ngay. Tôi đã nói với bạn về Tuyết Hắc Sơn rồi. Cậu có nên đi không? Tiếp theo là đi điều tra một chút. Siêu thần cấp ẩn giấu nghề nghiệp chuyển chức tế đàn. 3 điều cần thiết. Tuyết vừa trở về thành phố Hồng Phong. Tôi được mời đến hải quan để ẩn bản sao. Ông chủ Tuyết, tôi có một bản sao ẩn của cuộn giấy của Hồng Phong Cốc Tu. Tôi không qua được một mình. Muốn tìm Tuyết lớn giúp đỡ. Tuyết Tuyết bản thân hắn cũng muốn đi một chuyến Hồng Phong Cốc. Cần phổ đà thiên long. Cái này thuộc về buồn ngủ. Phải tặng gối. Tôi sẽ đi với anh. Vậy phòng lối vào của chúng tôi. Treo máy. Tuyết mở gương côn luân ra một bước. Ngay lúc này, một người đàn ông ăn mặc bình thường nhìn sâu vào bóng lưng của Tuyết, trên mặt lộ ra vẻ mặt suy nghĩ. Sự tồn tại của Tuyết luôn là một rắc rối. Bố cục lâu như vậy không thể bị anh ta làm phiền. Xem ra cần phải đi gặp anh ta một lần rồi. Sau đó anh ta đến một ngôi đền. Nữ tu trong chùa này nghe tiếng bước chân nhưng không có động thái gì, tiếp tục gõ tắm. Yêu đã chết. Họ đang dùng bàn tay của Tuyết để tấn công chúng ta. Yêu trang quá phô trương. Chết cũng bình thường. Chỉ tiếc là để nâng anh ta lên vị trí đó. Chúng tôi đã nỗ lực rất nhiều. Lãng phí rồi. Bạn có muốn làm gì không? Sự tồn tại của Tuyết luôn là một rắc rối. Không cần. Hiện tại, những nhà thám hiểm đó vẫn còn quy tắc bảo vệ, có thể hồi sinh vô hạn. Hơn nữa Tuyết hiện tại cũng không đủ sợ hãi. Đừng quên mục đích thực sự của chúng ta ở đây. Còn có sau này không có việc gì đừng đến tìm tôi. Rồi tiểu tư quay lưng bỏ đi. Tuyết Tuyết không biết là, từ khi hắn bước vào thời khắc đó, đã bị người ta tính toán rồi. Phật Đà, ông chủ Tuyết, đi thôi. Thiên Long, cái này rốt cuộc là bản sao gì? Đánh giá từ thông tin trong tập dài, chắc là một bản sao của Dương Kho Báu. Theo thông tin tôi có được, mỗi trạm kiểm soát nhỏ đảm bảo một Dương Kho Báu bằng đồng. Hơn nữa, nếu điểm thông quan hải quan tương đối cao, bản sao ẩn cũng có thể xuất hiện. Đi thôi. Cậu bị ảnh hưởng bởi vết bỏng, sẽ tiếp tục chảy máu. Bạn bị ảnh hưởng bởi băng, tốc độ tấn công giảm 3,75%. Thưa ngài, đây là đá ven thung lũng, một ngọn lửa rất cổ xưa. Công dụng lớn nhất không phải là tấn công mà là chữa thương. Lời nguyền thanh tâm Phật môn.
sau đó tiếp tiếp nhìn về phía kẻ vừa mới tấn công hắn. Sau khi nhìn thấy thuộc tính, Hồ Đa Thiên Long khóe miệng lên, thiền trong tay từng viên đạn ánh sáng vàng bay ra khỏi cây gậy thiền của hắn. Chưa đầy một giây, đến gần lửa thì đã bị đánh chết rồi. Con lừa đầu chọc, bạn hóa ra là một nghề kép. May mắn hơn một chút đã thành công chuyển sang làm thợ máy. Nếu ông chủ tiếp có loại thần nào của thợ máy hướng dẫn chuyển đổi nghề nghiệp, nhà sư nghèo sẵn sàng giao dịch giá cao. Này, vậy là bạn có rất nhiều thứ tốt trong tay. Ha ha ha, so với anh tuyết lớn, đồ tốt này của tôi tự nhiên không đáng nói. Đi thôi, đi cấp độ tiếp theo. Chuyển sang cấp độ tiếp theo. Băng hỏa hầu từ ý chí biến thành con tim, máu tăng gấp đôi, sức công kích tăng mấy nghìn, kỹ năng không thay đổi. Tiết và Phổ Đà Thiên Long toàn bộ hỏa lực, nhanh chóng giải quyết được những con khỉ lửa băng này. Cho đến khi 20, sức khỏe bên bờ vực của lửa đã lên đến hàng tỷ. Phổ Đà Thiên Long thử tấn công, có thể phát hiện hắn một bộ kỹ năng đánh súng cũng chỉ cần loại bỏ một chút giá trị cuộc sống trên bờ vực lửa. Nhưng điều này cũng lạ đối với Tuyết, cuộc sống đáng giá bao nhiêu không còn quan trọng nữa, chỉ cần hắn tổn thương đủ cao là được. Tiếc một kiện hơn 10 triệu vết thương, một giây mấy trăm cái. Chưa đầy 2 giây bên bờ vực Hỏa Hầu Vương liền bị dây giết chết. Nhìn thấy cảnh này, Phổ Đà Thiên Long trực tiếp sững sờ tại chỗ. Tuyết đại lão, ngươi cũng quá biến thái. Tôi một bộ đầu ra, thiệt hại không cao bằng một lần tấn công của bạn. Ngươi cũng rất mạnh. Hiện tại một bộ có thể gây ra hàng chục triệu thiệt hại, đã có giá trị rồi. Tiết đại lão, ngươi giỏi như vậy, có bao giờ nghĩ đến số thống nhất dây đại lục tự lập làm vua không? Như vậy có thể khi tương lai bất ổn, có một nền tảng mạnh mẽ hơn để chống lại những điều chưa biết. Ngươi có mục đích gì không? Tôi thích nói nhanh, đừng nói dối tôi. Ha ha, anh chẳng tiếc, tôi thực sự đã tham gia một thánh địa. Một thánh địa ở phương Đông. Một quốc gia là nhiều hơn một thánh địa, chỉ là một số thánh địa là trạng thái điện ảnh và truyền hình. Nhiều người không biết, thánh địa phía sau tôi sẽ được sinh ra, cần có một cảnh đẹp. Trạng thái lý tưởng nhất là bước lên các thánh địa khác để sinh ra. Giống như đế quốc Sơn Hải, bước lên vương quốc Đại Hải. Vùng đất của bóng tối và vùng đất của sự hỗn loạn. Cô muốn tôi giúp cô sao? Vâng, nếu tôi có thể trở thành chúa tể của đất thánh. Các nhà thám hiểm phương Đông chúng ta ngồi trên hai thánh địa. Nhiều nguồn lực hơn để cạnh tranh trong tương lai. Tương tự như thánh địa Thiên Kiêu tiến hành không lâu sau đó. Cuộc thi người mới, thánh địa chúng ta không có chuyện gì xảy ra, cũng không có tư cách tham gia. Bạn muốn bước lên thánh địa nào để sinh ra? Nhạc Luân Ma Công Tuyết Đại Lão, ngươi có mâu thuẫn với đế quốc Nhạc Luân, chỉ thiếu một cơ hội, chắc chắn sẽ nổ ra chiến tranh quy mô lớn. Vì vậy, bạn nghĩ rằng đây là một vấn đề thuận lợi, nhưng bạn đã bao giờ nghĩ, nếu tôi đánh bại đế quốc Nhạc Luân, tại sao phải đưa cho bạn Phổ Đà Thiên Long ta ký? Thật sự rất muốn nói một câu, mọi người đều là người phương Đông, nhưng cuối cùng anh ấy không thể nói được, bởi vì điều đó thật vô liêm sỉ. Ông chủ Tuyết, đế quốc Nhạc Luân vẫn là của ngươi. Chúng ta chỉ thay thế Nhạc Luân Ma Công, không can thiệp vào việc bạn quản lý đế chế Nhạc Luân. Không đủ đâu, ta muốn đất thánh của các ngươi tôn thờ đền thờ của ta, chỉ cần loại công khai cho toàn bộ lục địa. Tôi không thể làm chủ việc này. Và tôi nghĩ tôi cần phải thú nhận một điều. Có phải là về bản sao này không? Tiếp theo có lẽ Rui có thể kích hoạt tiếp theo, tiếp tục nhiệm vụ khôi phục đế quốc Sơn Hải. Như vậy ngươi tấn công, chuyện đế quốc Nhạc Luân nhất định sẽ được đưa vào chương trình nghị sự. Cô biết tôi ghét điều gì nhất không? Tôi ghét nhất là người khác tính toán tôi, bất kể là ai. Tôi không có ý tính toán anh, chỉ cảm thấy chúng ta cùng có lợi. Cô đã từng giúp tôi, chuyện này tôi có thể không theo đuổi. Nhưng điều kiện tôi vừa nói, bạn có thể suy nghĩ kỹ, hoặc xem xét với thánh địa phía sau bạn. Được rồi, tôi sẽ nhanh chóng trả lời bạn. Chương 21, nơi này không còn là quái vật, mà là bên ao. Có một ông già đang câu cá. Bao nhiêu năm rồi còn có người có thể đi đến đây? Không biết vị tiền bối này gọi là gì? Chỉ một không quân. Dạ thôi, cậu là chủ mới của nhà hàng. Không biết đế quốc Sơn Hải hồi phục đến bước nào rồi? Vương quốc ngôi sao, nơi hỗn loạn, vùng đất của bóng tối. Ngoài ra còn có thị trấn đá năm thành phố của đế quốc Nhạc Luân. Thật sự là anh hùng xuất thiếu niên, thật sự rất có giá trị. Ông chủ cũ luôn muốn nhìn thấy Sơn Hải đế quốc trở lại đỉnh cao. Ta là một lão nhân của đế quốc Sơn Hải, cũng hy vọng Sơn Hải đế quốc có thể trở lại đỉnh cao. Ông già câu cá đã gửi nhiệm vụ cho bạn, yêu cầu nhiệm vụ trong 3 năm sẽ hoàn toàn khôi phục đế quốc Sơn Hải. Nhiệm vụ trừng phạt không rõ, nhiệm vụ thưởng nguyên vương danh hiệu cộng thêm 1, nguyên vương thêm 1, nguyên vương kiến gia 1. Ông già câu cá trước mắt này có liên quan đến vô người. Trước đây, Cosimo Uyên đã nói với tôi, muốn nhận nhiệm vụ này cần tìm hoàng đế. Phần thưởng này lại có liên quan đến nhân vương. Chẳng lẽ nói lão nhân câu cá này chính là khởi đầu của nhân loại, một trong những hoàng đế? Tiền bối, tôi nhận nhiệm vụ rồi, ta sẽ nhanh chóng lấy lại địa bàn của Sơn Hải đế quốc. Được rồi, tôi còn phải đi câu cá, các anh cũng nên đi. Thiên Long lần này sao chép? Dường như anh không nhận được phần thưởng nào. Tiết lần này có thể nói là thu hoạch rất nhiều, có vô số dương kho báu cấp vàng bạc đồng, đặc biệt là sự phục hồi. Nhiệm vụ tiếp theo của đế quốc Sơn Hải, lần này chủ yếu là Tuyết. Ngươi và ta lập tức trở về thánh địa thương lượng với bọn họ, trả lời bạn sớm nhất có thể. Ha ha, Tuyết đại ca, gần đây tôi đã tiếp xúc với một người lớn,
xuất thủ là 200 lần có điển thuộc tính. Thêm một thiết bị đặc biệt. Cái gì? Nói đi. Ba hoàng tử trong hoàng cung, anh ấy bảo tôi nhận một ngôi nhà mùa xuân. Tiền vọng hắn ra, sau khi hoàn thành thưởng cho kẻ trộm rất nhiều. Không phải là Bách Hoa Lâu chứ? Không, là một gia đình tên là Đỗ Nguyệt Lâu ở thành phố Hồng Phong. Đỗ Nguyệt Lâu này ở rất nhiều nơi thời cổ đều có phân lâu. Trụ sở chính tại Zmeban City. Tam hoàng tử tìm người mua lại Đỗ Nguyệt Lâu làm gì? Hắn không nói rõ, nhưng tôi đoán đây là để phục vụ những nhân vật lớn của thời cổ đại. Dù sao anh hùng buồn người đẹp. Không, Tuyết đại lão tin tức này trước đây không nói nữa. Viên Ngọc, cuộc sống của bạn bị dò gì, được không? Chúng tôi cũng trang bị cho trung đoàn ưu tú. Bạn trực tiếp đến chỗ tôi lấy. Một cái tính là thủ lao lần này, hai cái còn lại tính tiền đặt cọc. Sau đó có tin tức về những tên tuổi lớn này, bạn có thể liên hệ với tôi lần đầu tiên. Tuyết đại lão hào khí. Tôi có tin, nhất định sẽ liên lạc với ông chủ Tuyết trước. Kết thúc trò chuyện với Tu La, Tuyết chuẩn bị đi gặp Lục hoàng tử, xem có thể gửi cho Lục hoàng tử không. Tìm anh mối hữu ích nào. Nhìn mưa không dễ đâu, còn thiếu cái cuối cùng để hoàn thành. Mấy ngày rồi không gặp, trên phủ Lục hoàng tử lại có nhiều cô gái như vậy. Cuộc sống như vậy thực sự là sự ghen tị của tôi. Học đệ không phải là không lên Tam Bảo Điện. Lần này ngươi tới có mục đích gì? Gần đây may mắn lấy được mấy cái dương báo từ trong cổ khư của Hồng Phong. Muốn hỏi Lục hoàng tử, trong tay có lá nào mở dương kho báu không? Cấp độ nào? Đồng, bạc, vàng đều có. May mắn này của bạn quả thật là tốt, có chút quá đáng rồi. Đã lâu rồi không ai lấy được ở Hồng Phong hộp vàng, nhưng tôi không thể tặng bạn chiếc lá này. Giúp tôi làm một nhiệm vụ đi. Hoàng tử thứ 6 đã giao nhiệm vụ cho bạn. Yêu cầu nhiệm vụ tại hội nghị hỏi Phật ở chùa Đức Nguyên 3 ngày sau. Trở thành Phật tử của chùa Đức Nguyên. Bạn hoặc bạn của bạn, chỉ cần là người phiêu lưu cũng được. Nhiệm vụ trừng phạt nhiệm vụ không rõ thưởng cho Zích Mê Pân. Vàng lá cộng 2, có chấp nhận hay không? Các hoàng tử đều rất kỳ lạ. Tam hoàng tử muốn mua Đỗ Nguyệt Lâu. Ngươi muốn chúng ta thám hiểm giả đi làm đền thờ. Nhưng Phật tử, đây không giống như một nhiệm vụ nghiêm túc. Quyết định nếu một ngày nào đó tôi chết, hy vọng người có thể giúp ta giữ gìn cổ đại. Sợ thất bại trong cuộc đua ngôi vua. Không đơn giản như anh nghĩ. Tình hình thời xưa rất phức tạp, không phải mấy câu là có thể nói rõ ràng. Vậy được không? Không có gì khác, tôi sẽ đi trước. Ra khỏi dinh thự của Lục hoàng tử, Tuyết trở về Bách Hoa Lâu. Tuyết công tử, người tìm ta có chuyện gì vậy? Chủ Hoa, anh có biết chùa Đức Nguyên không? Tự nhiên là biết. Đền đây luôn là ngôi đền lớn nhất thời cổ đại. Khách hành hương rất nhiều, ở nhiều thành phố đều có phân miếu. Tam hoàng tử muốn mua Đỗ Nguyệt Lâu, dường như cũng là vì có rất nhiều khách hàng. Thời xưa, nhiều thành trì có chi nhánh. Xem ra Tam hoàng, con trai và hoàng tử thứ 6 phải làm những việc tương tự nhau. Đi xuống đi, lát nữa tôi có bạn đến. Thái độ của thánh địa phía sau bạn là gì? Họ tạm thời không muốn nhượng bộ. Thánh địa của chúng ta còn già hơn cả Phạm Điền. Phải lấy Phạm Điện làm tôn trọng. Họ tạm thời không chấp nhận được. Xem ra cũng giống như tôi đoán. Thánh địa phía sau bạn hẳn là một bên cửa Phật. Với sự hiểu biết của tôi về Phật giáo, họ sẽ không dễ dàng cúi đầu. Lần này tôi tìm anh, tôi muốn hỏi bạn có biết đền tàu Kuha ra không? Lực lượng Phật giáo lớn nhất thời xưa. Tôi cũng nhận được một phần thưởng. Nhiệm vụ tốt. Nếu bạn trở thành Phật tử của chùa Đức Nguyên, cô có chắc không? Tôi hiểu. Với khả năng của tôi, thật khó để trở thành một vị Phật ở chùa Đung Ghi. Bởi vì có một người, hắn đã là ứng cử viên của Phật tử rồi. Là người ngoài, tôi rất khó cạnh tranh với anh ta. Tên hắn là gì? Pháp sư Diệu Thiện là một nữ tu. Hắn có khả năng cao là vòng tiếp theo của Phật tử. Tôi sẽ giải quyết hắn. Bạn có thể trở thành Phật tử chùa Đức Nguyên không? Xác suất lớn có thể tốt. Vậy thì bạn cứ yên lặng chờ tin vui đi. Nhà thám hiểm này, bạn có việc gì không? Có người bảo tôi giết anh. Đây là chùa Đức Nguyên. Nếu ngươi làm ở chùa Đức Nguyên, ngươi sẽ chết. Tôi là nhà thám hiểm, tôi không sợ chết. Sau khi gặp lại bạn, tôi không muốn giết anh nữa. Vậy anh muốn làm gì? Tôi muốn hỏi, gia tộc cổ lê một các ngươi lần này tới bao nhiêu người? Mày là ai? Một kẻ phiêu lưu. Bạn nên có một cái gì đó để che nước mắt. Đổi thành người khác thật sự không nhìn thấu ngụy trang của bạn. Tuyết có mắt lửa. Cái gì ngụy trang trước mặt hắn cũng không tốt. Vậy anh muốn gì? Không phải tôi muốn gì, đó là những gì bạn muốn. Gia đình gỗ lê cổ đại là gia tộc thần linh của hệ thống Alet. Không, hãy ở yên trong thiên hạ Alet. Đến đây làm gì? Khi Tuyết nói về thiên hạ Alet, thấy Diệu Thiện, ông ấy mới nhận ra bản thân đã hoàn toàn bị lộ rồi. Bạn đặt giá đi, làm thế nào thông tin của tôi có thể được giữ bí mật? Nữ nhân này Tuyết là nhất định phải giết. Nhưng trước khi giết, Tuyết vẫn phải suy nghĩ một chút, xem có thể chịu được không, có gì hữu ích từ anh ta không. Điều đó phụ thuộc vào những gì bạn có. Ba lá bạc phong đỏ 3000 điểm thuộc tính miễn phí. Lá bạc phong đỏ là chìa khóa để mở những dương kho báu trong kho báu cổ của cây phong đỏ. Gia tộc Lê một cổ các ngươi dù sao cũng là gia tộc thần linh, ra tay kiêu kiệt như vậy. Tôi chạy trốn khỏi Alex. Trên người của thật không có gì tốt cả. Tất cả những gì tôi có thể cho bạn đã được cho rồi. Ngay cả khi bạn muốn khác, tôi cũng không thể đưa cho bạn nữa. Sau đó, bạn cho tôi biết những người khác trong số các bạn. Mục đích ở đây là gì? Không thể nào. Giờ anh chỉ biết tôi là ai. Bắt đầu tống tiền tôi. Nếu bạn biết nhiều hơn, tôi không dám tưởng tượng anh sẽ làm gì. Vậy hãy cho tôi những gì anh vừa hứa với tôi. Tôi có thể không làm phiền bạn trong 3 tháng. Dưới áp lực, Võ Lâm Mục Diệu Thiện hắn vẫn đưa phần thưởng cho. Sau khi nhận được đô, Tuyết lấy ra sinh tử. Trên đó viết tên Võ Lâm Mục Diệu Thiện.
Mày nói dối tao. Tiết của người cũng là người chơi hàng đầu. Cứ như vậy không quan tâm đến việc sinh con, sinh sản. Nếu tôi có thể loại bỏ tất cả các bạn, tiết của tôi cho dù Minh Ngọc quét sàn thì sao? Người đã giết pháp sư Diệu Thiện, thông báo toàn quốc sắp tới. Có nên làm tên không? Thông báo toàn quốc, chúc mừng người chơi tiết giết thành công Diệu Thiện pháp sư. Thông báo, mong phần lớn người chơi tiếp tục nỗ lực. Đây là tiết sao? Thật sự là vô đạo đức để đạt được mục đích. Vậy anh còn muốn giúp anh ta không? Trở thành Phật tử của chùa Đức Nguyên. Điều đó dường như sẽ đưa bạn vào vùng đất của lịch sử. Sao không giúp? Cuộc chiến lớn đang đến. Người như tuyết chỉ có thể kết bạn. Tôi cảm thấy người đó bước vào thế giới bí mật của triều đại cổ đại. Chắc cũng cảm nhận được rồi. Không phải anh nói anh ta sẽ không phá vỡ quy tắc sao? Không biết. Lúc trước vì đánh hắn xuống thần đàn mới ra quyết sách này. Đã đến lúc anh ấy trở nên giàu có. Binh đến sẽ chặn nước đến đất. Không còn cách nào khác. Bạn ơi, bạn đến đây có chút chăm chỉ, có chuyện gì nói đi. Tôi đã giúp anh giết hai người rồi. Bạn có nên? Hãy cho tôi biết một số tin tức hữu ích. Xem ra anh đã phát hiện ra rồi. Triều đại cổ đại của chúng ta bây giờ là vấn đề bên trong và bên ngoài. Ta chỉ biết bọn họ cổ linh mục, gia đình đến từ một nơi rất xa. Họ thâm nhập vào mọi tầng lớp xã hội của thời cổ đại, dường như là muốn bỏ chống triều đại cổ đại của chúng ta. Về mục đích tạm thời không rõ ràng, có vẻ như muốn kiểm soát triều đại cổ đại của chúng ta. Nếu hệ thống Alex muốn đánh bại triều đại cổ đại, nên rất dễ dàng, không cần phải phức tạp như vậy. Họ sắp xếp trước cho người đến thời cổ đại. Bố cục chắc chắn có một kế hoạch lớn hơn. Cậu có đoán được gì không? Không chắc chắn, chỉ là đoán thôi. Nhưng tôi nghi ngờ, họ có thể là nhằm vào các siêu thần, giấu bàn thờ chuyển việc. Thiên hạ Alex và ngôi sao xanh là hai phe đối lập nhau. Chỉ cần phá hủy siêu thần cấp chuyển chức tế đàn. Vì vậy, ngôi sao xanh sẽ không bao giờ có bất kỳ người chơi siêu thần nào nữa. Chúng tấn công Blue Sita sẽ dễ dàng hơn. Nếu vậy, bạn thực sự nên tăng tốc độ. Sau đó tiếp bước ra đầu tiên, trước mặt chúa của Hắc Sơn. Tiết, ngươi tìm ta làm gì? Lần này gia tộc cổ Lê Mộc các ngươi có bao nhiêu người? Gia đình gỗ Lê cổ đại nào? Chưa bao giờ nghe nói về nó và giả vờ với tôi. Ta giết thư sinh ruột cá, lại giết pháp sư Diệu Thiện. Cô nghĩ tôi sẽ không biết cô là ai? Thật kỳ lạ, tôi không biết anh đang nói gì. Tiết không dám chắc chúa tế Hắc Sơn có phải đang diễn kịch hay không. Nếu rõ ràng không thể kiểm tra được, Tiết cũng chỉ có thể nghĩ cách từ kiểm tra từ các góc độ khác. Bên trong Hắc Sơn hẳn là có gián điệp. Chúng tôi có hàng trăm ngàn người ở Montenegro. Trong thời cổ đại, các thế lực đều muốn kéo theo. Bây giờ trên núi đen, ngoại trừ thầy tế lễ thượng phẩm và chiến binh máu mà anh đã thấy, tôi không tin ai khác. Bạn càng tin họ, tôi càng nghi ngờ. Chị ơi, chị đang đặt câu hỏi về cách nhìn của tôi về mọi người. Tôi có cách để chứng minh danh tính của các người. Cho tôi biết tên của anh, bao gồm cả tên của thầy tế lễ thượng phẩm. Tôi không đủ tin tưởng anh. Thông tin quan trọng như tên, tôi không có lý do gì để nói với bạn. Nếu anh nói thế, vậy ta đành phải hoàn thành nhiệm vụ mà Lục Hoàng Tử giao cho ta. Tiết muốn dọn dẹp chúa tể Hắc Sơn sao? Cho tôi biết tên của bạn. Nếu không hôm nay ta muốn toàn bộ Hắc Sơn đều chôn cùng người. Tôi không đủ tin tưởng anh. Thông tin quan trọng như tên, tôi không có lý do gì để nói với bạn. Nếu anh nói thế, vậy ta đành phải hoàn thành nhiệm vụ mà Lục Hoàng Tử giao cho ta. Tiết, ngươi đừng có tàn nhẫn. Tôi giúp bạn là tình cảm, không giúp bạn là bổn phận. Tôi đã cho bạn rất nhiều khuôn mặt rồi. Ta là chúa tể của Hắc Sơn, không phải trẻ con. Hôm nay tôi nhất định phải có câu trả lời. Nếu không để tôi tìm ra câu trả lời, nếu không tôi sẽ hủy diệt Hắc Sơn này. Phát âm rơi, Tiết trong tay cùng kiếm tuôn ra. Tiết ở trong núi đen của tôi. Cậu phải suy nghĩ về hậu quả. Thân vàng bất khả chiến bại. Nimer, ngươi đây là cái gì kỹ năng biến thái như vậy? Cánh đồng đêm. Poseidon mở ra ngay lập tức. Hai thần lĩnh vực trực tiếp một lần nữa đem Hắc Sơn chi chủ áp chế. Cô vẫn là người à? Có gì đó không ổn. Tôi không đánh nữa. Tôi đầu hàng. Bây giờ bạn có thể cho tôi biết tên của bạn không? Tên tôi là Lợn Các Cầu Đản. Thay tế lệ thượng phẩm tên là Ghe Nhị Đản. Bây giờ bạn có hài lòng không? Sau này, bạn có thể lấy cái tên đó và cười tôi. Chẳng trách chúa của Hắc Sơn, chống lại việc nói tên của bạn. Nếu đổi thành tôi cũng không muốn nói ra cái tên đó. Sau đó tiết lấy ra bộ phận sinh tử viết lên đó. Tên của chúng chó, chỉ thấy Hắc Sơn chi chủ đỉnh đầu bắt đầu chảy máu. Bây giờ thấy chưa, tôi đã nói với anh rồi, tôi không phải anh muốn tôi nói tên. Trên thế giới này sao có người phiền phức như bạn vậy? Bạn không có vấn đề gì không có nghĩa là người khác cũng không có vấn đề gì. Ngươi gọi các thầy tế lễ thượng phẩm đến đây, tôi muốn kiểm tra từng cái một. Lãnh chúa núi gọi chúng ta đến đây. Có chuyện gì không? Không có gì. Các cậu đợi ở đây một lát. Sau đó tiếp viết tên của Ghe Nhị Đản. Chuyện gì vậy? Tại sao tôi đột nhiên mất máu? Nhìn thấy thầy tế lễ thượng phẩm không có gì bất thường. Tiết lại nằm trong sổ sinh tử. Trên đó viết tên của chiến binh máu Vân Chu Đại Hán. Tiết, đừng lãng phí thời gian. Đại tư tế và đại hán tuyệt đối không thể là chúa tể của Hắc Sơn. Lời chưa nói xong, nhìn những người lính máu một cách khó tin. Bởi vì anh ta không bị mất máu. Tôi đã tin tưởng anh. Nhưng không ngờ, ngươi cũng là thế lực khác phái đến đây. Con đường cổ linh đó. Hắc Sơn giật mình. Ngay sau đó, trên mặt hắn lại lập tức lộ ra nụ cười thật thà. Chúa tể nối, bạn biết tôi. Làm sao tôi có thể là kẻ gian? Cổ Lâm Mộc Hắc Sơn, ngươi còn muốn ngụy trang đến khi nào? Gulin Muber Lắc Môn Tân bây giờ là bạn tự nói, hay là để tôi dùng quy tắc của Hắc Sơn để bạn nói? Bạn có thể cho tôi biết làm thế nào bạn tìm thấy tôi không?
yêu cầu bạn trả lời câu hỏi không phải yêu cầu bạn hỏi câu hỏi. Như vậy ngươi dám đánh lão tử, ngươi biết ta là ai không? Đánh cậu sao thế, không phục lão tử tiếp tục đánh. Tiết trong người của hệ thống Alex đã hận đến cực điểm. Khi thiên hạ Alex xâm chiếm ngôi sao xanh ở kiếp trước, đi theo chính sách ba ánh sáng giống như quỷ nhỏ, không để lại cỏ trên đất. Tiết tát vào mặt cũng không có tác dụng gì. Thực hiện giọng nói, một thái giám xuất hiện bên cạnh chúa tể Hắc Sơn. Em yêu của anh, tôi đã nhìn thấy nó từ lâu rồi. Bạn chịu một chút, nhìn thì nhanh thôi. Tôi nói hết. Các người muốn biết gì? Ai cử anh tới? Cha tôi, cha anh là ai? Tôi thực sự không thể nói điều này. Nếu tôi nói, tôi sẽ chết ngay lập tức. Cho dù là chết, cô cũng phải nói đây là mạng của cô. Nếu bạn không nói, muốn chết cũng khó. Cha tôi là cổ lê mộc, huyết văn chiến sĩ nói đến một nửa, lập tức toàn thân run lên, ngay sau đó thân thể của hắn lập tức nổ tung. Chết tiệt, manh mối bị hỏng rồi, tiếc mời bạn đi kiểm tra, tìm ra ai là người cha đứng sau gã này. Chỉ cần tìm ra, tôi sẽ giúp bạn cùng nhau giết chết Absolute. Không thành vấn đề, vậy tôi đi trước, có cơ hội gặp lại. Tiết sau khi rời khỏi Hắc Sơn lại đến Bách Hoa Lâu. Tiết, mời cậu chờ đã đến. Hoàng hậu nương nương đến đây có thu hoạch rồi. Có tin tức rồi, lục hoàng tử mưu phản, đoàn kết một thế gian mạo hiểm giả muốn giết bản cung. Bản cung thâm nhập vào máu mũi lấy được chứng cứ. Hiện tại lục hoàng tử đã bị bắt, tiếp theo là đồng phạm của anh. Chủ nhân tầng 8, bạn cũng tham gia vào chuyện này sao? Tiết công tử, chuyện giữa hai người tôi không tham gia. Chuyện này hôm nay không liên quan gì đến tôi. Và bạn làm việc quá vội vàng, đây là thời cổ đại, không phải chỗ của anh. Hoàng hậu, trông anh thông minh thật là ngu ngốc. Nào, hãy để tôi là một cung thủ, hãy đến và dạy sức mạnh của bạn. Tiết, anh sẽ giết tôi, ta tự nhiên không thể để ngươi về nhà. Tiết và kiếm đồ, những người lính này bắt đầu từng người một. Tô Thiếu Phi nhìn thấy tốc độ tàn sát của Tuyết, hơi chết lặng. Tuyết, anh trai người giết người tàn bạo, pháp sư Diệu Thiện hôm nay phải trả mạng. Người phụ nữ, bạn đang chơi với lừa. Ngay lúc này, một tia sáng từ trên trời rơi xuống, Tuyết được đưa vào một không gian bí ẩn. À, tình huống gì? Đây là nơi nào? Tự giới thiệu đi, ta là hoàng đế cổ đại. Chính là người đem ta gửi đến đây. Vâng, nhưng tôi không có ý xấu. Tôi biết anh đang điều tra vài thứ. Gần đây cũng đã giết mấy người trong gia tộc Lê Mộc Cổ. Nhưng điều đó không giải quyết được vấn đề cơ bản. Những người tôi đã giải quyết, họ dường như đều nghe lời cha mình. Những gì bạn nói không sai, cha chúng đang ở trong cung điện. Nhưng có một điều bạn nghĩ quá đơn giản. Nếu họ chỉ có chút thông tin đó, không cần bạn ra tay, tôi có thể tự xử lý tốt. Vì vậy, bạn nghĩ rằng tôi đã làm gián đoạn kế hoạch của bạn. Có một chút, nhưng hiện tại không tệ lắm. Tìm anh, chỉ nghe lão lục nhà tôi nói, bạn đang tìm kiếm bản thờ chuyển giao nghề nghiệp ẩn dấu cấp siêu thần. Tôi cũng phải đối phó với những người đó. Chúng tôi cũng là đối tác, đưa ta đến siêu thần cấp ẩn dấu chức nghiệp chuyển chức tế đàn. Hãy để tôi chuyển việc, tôi trở nên mạnh mẽ hơn. Tôi cũng có thể giúp bạn đối phó với chúng tốt hơn. Một số quy tắc không thể phá vỡ. Lão lục đã giao cho người nhiệm vụ. Vậy thì khi anh hoàn thành nhiệm vụ, anh ta sẽ đưa anh đi. Tôi sắp hoàn thành nhiệm vụ rồi. Nhưng bị anh làm gián đoạn, người sắp giết chết thành cổ thiên thành của chúng ta. Rất nhiều người, lúc đó tôi cảm thấy một động cơ giết người rất lớn. Nếu tôi không ra tay, chúng ta thành cổ sẽ có rất nhiều người chết. Chỉ bằng một tay tôi có thể bóp chết anh ta. Hắn còn chưa có thực lực như vậy, là bởi vì cầm thần khí mà đến tồn tại cường đại. Thiên chống của ta thủ vệ đại trấn vô dụng đối với hắn, cũng không thể khóa được vị trí của hắn. Chỉ biết là hắn thường xuyên ở trong cung điện của ta. Vậy kế hoạch của anh là gì? Không có một kế hoạch hoàn chỉnh, bởi vì sự tồn tại của hiện vật cầm tay đó súng bắn đến mức tôi không thể kiểm soát được. Tôi chỉ có thể làm cho các con trai của tôi đi liên quan một chút, phá hoại âm mưu của họ càng nhiều càng tốt. Trước sức mạnh tuyệt đối, tất cả âm mưu đều lố bịch. Vậy thì bạn không lo lắng về việc bị mục đích giết hắn không phải là khống chế cổ triều? Họ dường như đang tìm kiếm thứ gì đó, có thể là siêu thần cấp ẩn giấu chức nghiệp truyền thế bàn thờ, cũng có thể là khác. Chủ yếu là triều đại cổ đại của chúng ta không giống như những người khác. Trong thời cổ đại của chúng ta có rất nhiều thứ không nên thuộc về cấp độ của chúng ta. Vậy bạn định sắp xếp tôi như thế nào? Cứ để tôi bị mắc kẹt ở đây sao? Ta không muốn trở thành kẻ thù của ngươi, và tôi không thể giải quyết rắc rối của triều đại cổ đại. Chỉ dựa vào các bạn những nhà thám hiểm, tôi sẽ đưa anh ra ngoài thành phố. Tôi hy vọng bạn có thể đưa người của hệ thống Alex xóa sạch, nhưng không thể để cho chúng ta cổ triều chết quá nhiều người. Hoàng đế cổ đại đã giao nhiệm vụ cho bạn, nhiệm vụ yêu cầu giết Alex. Vui mừng tất cả mọi người trong triều đại cổ đại. Phần thưởng nhiệm vụ điểm thuộc tính miễn phí cộng thêm 1000. Các vị thần bán phước, nhiệm vụ phía trước cuộn thêm 1. Thiết bị thanh lọc cuộn cộng 1. Tài năng thanh lọc hoa cộng 1. Có chấp nhận hay không? Chấp nhận đi. Vậy thì trước tiên như vậy, có duyên rồi mới gặp lại nhau. Seti, cách nhanh nhất để chuyển việc ngay bây giờ là xử lý tình hình cứu hộ của gia tộc Sasuke cổ đại. Sau đó anh ta gửi một tin nhắn cho Suzer, bảo anh ta đến đây uống vài ly với mình. Thực ra nhiều hơn là muốn lấy từ miệng anh ta tìm hiểu tình hình ở Đỗ Nguyệt lâu. Ngay lúc này, một người mặc áo dài, người phụ nữ xinh đẹp bước vào. Hắn ném gánh nặng trên tay xuống Tuyết, chỉ thấy bên trong chứa đầu của lục hoàng tử.
Cảm ơn, tôi đã không đi lại quá lâu rồi, nhưng không có nghĩa là tôi không thể cầm dao. Xem ra tin đồn là thật. Tô Hữu Phi không phải là con gái của Trấn Bắc Vương, cha anh ấy là người khác. Bạn có thể đạt đến cấp độ kim cương là vì cha của Tô Hữu Phi. Không quan trọng, điều quan trọng là anh đã âm mưu với Lục Hoàng Tử. Y Tô đã giết con gái tôi, ta đã nhận được câu trả lời từ Lục Hoàng Tử. Hắn chết rồi. Bạn là một nhà thám hiểm, nhiệm vụ anh ta giao cho bạn đương nhiên sẽ không thành lập nữa. Tường Yêu có thể tìm thấy tôi chính xác. Đương nhiên có một số thủ đoạn. Hoàng Tử thứ 6 đã chết, nói thêm những thứ khác đã vô dụng rồi. Cô muốn nói gì? Nói rõ đi. Gần đây anh đã giết nhiều người trong gia tộc Cổ Lăng Mộ, có nghĩ đến hậu quả không? Hậu quả không quan trọng, miễn là có thể đạt được mục đích. Tôi có thể làm bất cứ điều gì. Tôi biết anh muốn dùng con gái tôi làm mồi nhử. Hãy để vị cường giả của gia tộc Lê Mộc Cổ rời khỏi hoàng cung. Tôi không biết anh lấy đâu ra sức mạnh để giết hắn, nhưng tôi sẽ không để con gái tôi rời khỏi thiên thành, ít nhất là chưa. Đây là việc tôi phải làm. Ai dám ngăn ta, ta sẽ giết người đó. Cảm ơn. Những gì bạn muốn chỉ là nghề nghiệp ẩn giấu cấp siêu thần thôi, chuyển chức bàn thờ thôi. Tôi nói với bạn là được. Trên thực tế, toàn bộ triều đại cổ đại là một bàn thờ chuyển chức, miễn là bạn có thể tìm thấy ba thứ thúc đẩy bàn thờ, bạn có thể chuyển việc. Tuyết Đế nghĩ đến lời mà lãnh chúa Hắc Sơn nói với hắn, núi đen dưới chân anh ấy chính là mở ra siêu thần cấp ẩn giấu nghề nghiệp, một trong những thứ của bàn thờ chuyển giao. Ba thứ đều là gì? Tôi không biết. Trận pháp này là một vị vĩ đại tồn tại lưu lại, một cái gì đó liên quan đến sự tồn tại vĩ đại đó, có thể là vật phẩm thúc đẩy trận chiến lớn này. Ông còn biết gì về người vĩ đại đó? Không bình luận, cậu đã đến tận đây chẳng lẽ chỉ là để nói với tôi cái này được tạo ra bởi một sự tồn tại rất mạnh mẽ? Đến với thời cổ đại, hắn đang kiểm soát một số người, là thành viên của gia đình Gulimu. Gần đây tôi đã đối đầu với họ. Người cha già của họ có thể rất mạnh mẽ, nhưng những người khác thường. Cậu thật ngây thơ. Gia tộc Gulimu chỉ là phần nổi của tảng băng chìm. Vào thời cổ đại có những nỗi kinh hoàng thực sự. Nghiêm cấm ở đây. Tuyết còn có người đừng đánh con gái ta, chú ý. Tuyết Tuyết cũng lời đi sâu vào những thứ đó, bởi vì ở giai đoạn này không có gì hơn là anh ta chuyển chức. Sau đó anh ta bước một bước đến Hắc Sơn. Mà cô dần đi tìm anh, tin tức của bạn rất thông minh. Không phải thông minh mà là nghe nói hắn đi Thiên Cổ Thành. Ta biết hắn nhất định là vì giết Lục Hoàng Tử. Sau đó tìm bạn, phải, anh ấy nói với tôi về nghề nghiệp bí mật của siêu thần, thông tin bàn thờ chuyển chức và nói những điều kỳ lạ. Nhưng điều đó không quan trọng, điều quan trọng là anh ấy nói với tôi, thúc giục siêu thần cất giấu chức nghiệp chuyển chức tế đàn. Cần ba thứ. Ông cũng đã nói với tôi điều đó. Bạn muốn hỏi tôi, cho rằng siêu thần cấp ẩn chức nghiệp chuyển chức tế đàn, hai thứ khác bạn cần. Một trong số đó nằm trong tay hoàng đế thời xưa, một phần khác nằm trong tay hoàng đế. Hai phần còn lại nằm trong tay hoàng đế. Tại sao có một phần trong tay bạn? Sao anh không tin tôi? Lĩnh vực của tôi là lĩnh vực ban đêm, ta còn có một thân phận, Dạ Thiên Tử. Tiếc, không chắc những gì chúa tể Hắc Sơn nói có đúng không, nhưng hắn cảm thấy Hắc Sơn chi chủ hẳn là không cần thiết ở. Nói dối anh ta về chuyện này. Được, khi tôi giải quyết xong hai người bọn họ, tôi sẽ đến tìm anh. Cố lên, tôi để mắt đến cậu. Ông chủ Tuyết, lần này gọi tôi đến đây có việc gì không? Ngươi có thể dẫn ta đi gặp Tam Hoàng Tử không? Không thành vấn đề. Ta và Tam Hoàng Tử quan hệ vẫn là rất tốt. Hắn ở trên lầu Đỗ Nguyệt. Tôi sẽ đưa cô lên. Tù La Nhất mang theo Tuyết lên lầu. Trong phòng riêng sang trọng trên lầu, Tuyết nhìn thấy ba hoàng tử. Tam Hoàng Tử, bạn ta Tuyết Tuyết, hắn muốn gặp ngươi. Hoàng tử thứ ba vệ tay và ngồi xuống. Tù La một cái để Tuyết ngồi trước. Nhưng ngay lúc này, ba hoàng tử lại diễn, làm gián đoạn động lực của Tù La Nhất Trạch. Một là tôi để bạn ngồi, không cho hắn ngồi. Tuyết Tuyết dường như không nghe thấy lời của Tam Hoàng Tử, một cái mông liền ngồi xuống. Hoàng tử, chúng ta cho ngươi ngồi sao? Tôi sẽ ngồi đây, có khả năng thì để tôi đứng dậy. Dương Đại Minh thứ 9, những gì bạn làm, người điên còn điên cuồng hơn. Nhưng bạn nhớ một câu, cây lớn đón gió, người điên gây rắc rối. Chúng ta sẽ xem. Tuyết đại ca, ta cũng không ngờ lại như vậy. Không cản trở một hoàng tử. Đi thôi. Bạn yêu, tiết tối nay độc quyền 888, không thấy không tan. Lén chuyển cho tôi thứ này. Chẳng lẽ chỉ là vì lặng lẽ gặp ta một mặt sao? Thông báo toàn quốc chúc mừng người chơi ẩn nick giết thành công ba hoàng tử cổ đại. Thông báo, mong phần lớn người chơi tiếp tục nỗ lực. Tam hoàng tử hẹn người của mình không xuất hiện thì chết, bị người chơi giết chết. Thú vị thật. Tam hoàng tử tìm ta rốt cuộc có chuyện gì? Sao có thể chết được một như vậy? Black, người của anh có thấy ai giết không? Tam hoàng tử, người của ta nhìn thấy ở thiên thành cổ. Tam hoàng tử nắm sấp dưới đất có cảnh vạn mũi tên bay cùng nhau. Cùng lúc đó, Kinderson ở thành cổ thiên thành. Được rồi, tôi biết rồi. Sau đó Tuyết Tuyết lấy ra bộ phận sinh tử, trên đó viết tên của Kinderland. Thừa nhận rồi. Đỉnh đầu của Kinderland ngay lập tức xuất hiện một con số thiệt hại. Hình như có người không muốn anh thắng tôi. Học sinh lại là học sinh. Ngươi lại dùng loại thủ đoạn không biết kê này để tính toán ta. Bạn đợi tôi. Sino, nếu anh ta thật xấu tính, có thể mỗi nửa giờ viết tên của một chuyên gia phương Tây trên bộ phận sinh tử. Hãy cho họ biết tắm nước suối là gì. Lý do chính anh ấy không làm điều đó là thời gian chờ đợi sự sống lại. Bộ phận sinh tử của hắn không thể xếp trong giá trị máu. Một số không hợp lý. Tôi chưa xong với anh về Tuyết phải không?
học sinh của Nhiên là bạn. Người giết Tam Hoàng Tử. Tôi giết một NPC không có vấn đề gì chứ. Người giết rất nhiều NPC. Nếu tôi giết một người, anh sẽ phạm tội. Tại sao lại giết hắn? Hoặc ai bảo anh giết hắn? Kinderland im lặng. Tuyết Tuyết lập tức lấy ra sinh tử bộ học đệ. Mỗi người đều có cơ hội của riêng mình. Bạn nói như vậy không hợp lý. Cuốn sổ nhỏ của Tuyết Tuyết quá lố bịch. Sunderland thực sự sợ anh. Ở những người khác là cơ duyên. Ở chỗ tôi thì khác. Khi giết Ba Hoàng Tử, là người của Hoàng hậu Nương Nương ra tay. Tôi chỉ phụ trách chặt đầu. Tại sao hắn lại muốn giết Tam Hoàng Tử? Ai biết được, hắn không nói, để tôi phụ trách dính tay, thưởng 100 điểm thuộc tính miễn phí và một loại thuốc tăng cường sức mạnh linh hồn. Tôi không có lý do gì để từ chối. Tuyết nhìn chằm chằm vào Kinderland. Ông ấy muốn biết Kinderland có nói dối không? Đừng nhìn tôi như vậy, tôi không cần phải nói dối bạn. Hoàng hậu Nương Nương tham vọng rất lớn, hắn muốn trở thành nữ hoàng. Tôi đã nhận nhiệm vụ trong tay anh ấy trước đây, tất cả đều liên quan đến một số người trong triều đại cổ đại. Tô Thiếu Phi giết Tam Hoàng Tử, mấy trận lần giết 6 hoàng tử. Hai mẹ con này rốt cuộc muốn làm gì? Chắc chắn có vấn đề. Được rồi, vậy thì làm trước đi, vậy tôi sẽ về trước. Tuyết đỏ gió thung lũng lối vào. Đến gặp tôi. Hoàng hậu Nương Nương theo ta tới đây không sợ sao? Sắp chết hoàng dã. Trận chiến Tuyết Bách Hoa Lâu không phải là ý của tôi, mà là tôi phải làm cho người ngoài xem. Làm cho người ngoài xem, nghĩa là sao? Tô Hữu Phi giơ tay, khói lan rộng, bao phủ Tuyết và Tô Hữu Phi trong đó. Tổ bị loài vật bí ẩn xâm chiếm. Chúng tôi định nghĩa chúng là côn trùng kiểm soát, có thể điều khiển linh hồn con người, ký ức của chủ nhân, nhưng lại nghe lời mẹ chúng. Tôi dừng ở Bách Hoa Lâu chỉ để nói với mẹ rằng chúng ta là kẻ thù, để anh ta không nghi ngờ chúng ta sẽ hợp tác. Hợp tác? Mẹ cô cũng nói thế với tôi. Nhưng tôi chỉ muốn biết, tại sao ngươi lại giết Tam Hoàng Tử? Bởi vì hắn cũng bị khống chế, và hắn muốn gặp cô với ý chí của con sâu mẹ. Mục đích là muốn mượn tay của ngươi đối phó ta sao? Trận Bách Hoa Lâu, chúng ta vốn là kẻ thù rồi. Và ngay cả khi theo lời giải thích của bạn, hình như tôi cũng không cần phải giúp anh. Siêu cấp thần mà bạn cần, tài liệu để giấu bàn thờ chuyển đổi nghề nghiệp, tôi có. Cho nên tôi tin chắc bạn nhất định sẽ giúp tôi. Có người nói với tôi, thứ đó nằm trong tay hoàng đế cổ đại. Ta là hoàng hậu thời xưa. Không quá đáng. Nhưng anh đến đây, chắc là còn có một nghĩa trang lớn hơn. Tôi cũng ghét những người mà Alex yêu thương như anh. Tôi biết anh sẽ không dễ dàng tin tôi, cũng sẽ không dễ dàng giúp tôi. Cho nên hôm nay tôi đích thân đến đây, mục đích là để khơi dậy trái tim Alex. Ông bố già đó, rồi giết hắn. Nhận được sự tin tưởng của bạn, cô nói chuyện trực tiếp quá. Những người như bạn không thích đánh đập xung quanh bụi rậm, không thích âm mưu tính toán. Vì vậy, tôi đã chọn sâu đông. Chúng ta đều là người. Đối phó với kiểm soát linh hồn là việc chúng ta đều nên làm. Ta dùng để thúc đẩy siêu thần cấp ẩn giấu sự nghiệp chuyển chức tế. Vật liệu của bàn thờ là phần thưởng để giết hậu trường của thiên hạ Alex. Bàn tay đen là sự chân thành. Mời bạn vào để đối phó với mẹ sủng của côn trùng kiểm soát linh hồn. Kẻ đứng sau vụ tấn công hệ thống Alex hôm nay, tôi có thể chết, nhưng tôi muốn anh kế thừa sự nghiệp của tôi, tiếp tục kiểm soát côn trùng hỗn hợp. Đây là ngọc bích của triều đại cổ đại, ba loại thúc dục siêu thần cấp ẩn giấu nghề nghiệp, vật liệu của bàn thờ chuyển giao. Ngoài ra hai bên cũng ở Hắc Sơn, cũng trong tay hoàng đế của triều đại che giấu. Liên hoàn bay bên phải. Tôi đã chờ lâu như vậy, cuối cùng đợi đến khi ngươi rời khỏi Thiên Cốc Thành. Không có trợ giúp của Thiên Cốc bảo vệ đại trấn, bạn là cá trên thớt. Người đó đã đến rồi. Cứ để chuyện tiếp theo cho tôi sẽ chết. Nhưng anh ấy cũng sẽ nói ở đây. Người phụ nữ này muốn đi đường Tuyết rồi. Tuyết, lát nữa tôi sẽ chết. Nhưng anh ấy cũng sẽ nói, ở đây sau khi tôi chết, mọi chuyện tiếp theo sẽ giao cho bạn. Không tự đánh giá. Tô Hữu Phi, máu của ngươi, ta đã khát khao từ lâu rồi. Tuyết không định ra tay, bây giờ anh ấy cảm thấy mọi thứ diễn ra quá tốt đẹp, lúc nào cũng cảm thấy lạ. Tuyết nhớ lời hứa của chúng ta. Vạn Nhất dẫn Tô Hữu Phi, đồ điên, mau dừng lại đi. Cùng nhau chết. Mắt bạc, bạn nói bên trong có vấn đề gì không? Đại nhân, lại cảm thấy có gì không đúng sao? Tôi luôn cảm thấy mọi thứ diễn ra tốt đẹp. Tôi muốn xin giấy tờ chuyển việc. Họ chủ động gửi cho tôi. Tôi muốn giết người cha già này của gia tộc chống Lê Mộc. Tô Thiếu Phi chủ động nhảy ra ngoài liều mạng với hắn. Thưa ngài, bây giờ ngài cũng có tài liệu chuyển việc rồi. Tiếp tục ở lại thời cổ đại hình như cũng không có ý nghĩa gì. Ông nói những gì họ làm là không phải chỉ để tôi rời khỏi triều đại cổ đại. Miễn là tôi đi, không ai có thể làm phiền. Thưa ngài, chắc chắn họ có kế hoạch lớn hơn. Vừa rồi họ tự bạo, tôi không cảm thấy linh hồn họ tan biến. Họ không chết thật. Muốn để tôi rời khỏi thời cổ đại, lại muốn ta đối phó với hư hồn trùng. Nếu họ muốn diễn, vậy tôi sẽ hợp tác với họ. Đại nhân, vậy chúng ta còn phải đi giấu đồ hoàng triều sao? Họ muốn chúng ta đi. Vậy tại sao chúng ta không đi? Không, trước khi đi, ta muốn đi gặp hoàng đế trước. Tiếc, sao anh lại ở đây? Cái quái gì thế này? Tại sao bản xem trước của tôi lại ở chỗ bạn? Tô Hữu Phi đưa cho tôi không có nhiều thời gian. Đi thẳng vào chủ đề đi. Tô Hữu Phi rốt cuộc là thân phận gì không biết.
不知道。ta chỉ biết hắn không phải con gái ruột của Trấn Bắc Vương. Còn con bọ thì sao? Côn trùng điều khiển linh hồn là sản phẩm của triều đại che giấu. Họ có một nhóm phù thủy đang nuôi dưỡng những con bọ kiểm soát linh hồn. Quả nhiên nếu như đi theo kịch bản bình thường, bản thân sẽ ở vương triều Ấn Độ và kiểm soát linh hồn, đầu chỉ đầu dũng. Vậy thì họ có thể ở thời cổ đại, không ngần ngại thực hiện kế hoạch của họ. Nếu như thời xưa vì người của gia tộc Lê một cổ đại dẫn đến hơn 1 triệu người chết, sẽ có hậu quả gì? Người của gia tộc Lê một cổ đại đã sắp xếp ở thời cổ đại vết máu. Nếu như chúng ta thời xưa chết nhiều người như vậy, máu sẽ được kích thích, vì vậy có thể phá hủy. Siêu thần cấp ẩn giấu nghề nghiệp chuyển chức, một mặt của bàn thờ. Mục tiêu của họ là siêu thần cấp ẩn giấu nghề nghiệp chuyển chức tế đàn. Tiếc sẽ không bao giờ cho phép. Trả trách kiếp trước ở phương diện sức chiến đấu cao cấp, họ luôn yếu đuối. Hóa ra những linh tinh này của thiên hà Alex đã đặt trước rồi. Ngươi làm hoàng đế có chút hèn nhát. Tôi không thể rời khỏi cung điện. Rất nhiều thông tin đơn giản là không thể truyền đi được, nhưng tôi đã để lại hậu vệ. Chỉ là không biết anh ta có thể hoàn thành lời khai của tôi không. Hậu vệ của ngươi là lục hoàng tử đúng không? Tuyệt đẹp đấy. Cô đoán được rồi. Lục hoàng tử này của thật là hậu thú của ta. Từ khi lục hoàng tử gửi nhiệm vụ cho bạn, tôi biết hắn sẽ chết. Hắn cũng biết hắn sẽ chết. Vì vậy, anh ta chỉ là một người thay thế. Lục hoàng tử bây giờ đi đâu? Hắn đã đến Hắc Sơn. Mọi người đều nghĩ lãnh chúa Hắc Sơn là người của vua phương Bắc. Thực ra chúa tể của Hắc Sơn là người của tôi. Bây giờ tất cả đều là bài. Trận đấu đỉnh cao này chắc sắp bắt đầu rồi. Lần này nếu tôi thua, chúng tôi cổ hướng lên 100 họ có thể đều phải theo ta diệt vong. Đừng lo, bây giờ đã rách mặt rồi. Vậy thì để người nhà cổ Lê một nhìn kỹ xem. Con cháu viêm hoàng chúng ta không dễ bắt nạt. Đột nhiên trong tay hoàng đế cổ đại xuất hiện một con rào khác, đâm vào khoảng trống phía trước. Giây tiếp theo trong hư không xuất hiện sóng nước liên y, toàn bộ thân đao trực tiếp xuyên qua. Tiểu hoàng đế nếu đã rách mặt, vậy thì ra khỏi thành đi. Sao, ngươi là sợ ta cái trống này bảo vệ đại trận sao? Ngươi đại trận không giữ được ta nữa, chúng ta còn có thể chiến đấu. Ra khỏi thành phố, tôi phải làm việc của mình. Văn ngôn cổ triều hoàng đế sắc mặt có chút u ám. Giết hắn giao cho ta là được rồi, nhưng sau khi giết hắn, ngươi, nhưng hãy ban phước cho các vị thần của bạn, cho tôi. Tuyết vốn đã sẵn sàng rồi. Kẻ đứng sau gia tộc lăng cổ, nếu có thể thuận tiện kiếm được một phần phúc lành của chư thần, cuộn nhiệm vụ phía trước, đó tự nhiên là điều tốt nhất. Không vấn đề gì. Tiết để giết cây lê cổ thụ, người cha già của gia đình. Hắn chiếm lĩnh hội, công hội Tu La, kinh hồng công hội và tinh hoàn của các công hội lớn khác đều kêu lên. Tiểu hoàng đế không dám đi ra, hãy để bạn là một cái đầu lông như vậy. Thằng nhóc ra ngoài chết sao? Tiết lời nói nhảm, hắn giơ tay chính là cùng kiếm nghiêng, tắm máu giận dữ. Nếu ngươi muốn chết, vậy tôi sẽ giúp bạn trước. Chỉ thấy người trung niên áo đen lần đầu tiên xuất hiện. Một cái nên, chỉ cần một phát súng đã làm mất 1/4 khối lượng sống của Tuyết. Một đám 1-200 cấp sắc rửa lại vọng tưởng giết búp bê. Thật không tự đánh giá được. Thần thông này của ta đã được rất lâu rồi, nhưng vẫn không thể đáp ứng điều kiện phát hành. Hôm nay lần đầu tiên môn thần thông này sẽ cho bạn đi. Eva ta chọn sao? Chọn tinh thủ chụp trên cánh đồng máu nộ, cũng chỉ là để cho nộ huyết lĩnh vực xuất hiện có chút run rẩy. Thần thông hướng trời xuống đất. Mọi người lùi lại, tôi sắp bắt đầu giả vờ rồi. Các gì lưu đánh đủ chưa? Nếu đó là tất cả những gì các bạn có, vậy thì tôi chỉ có thể nói rằng cuộc chiến đã kết thúc. Thật là một đám kiến không tự đánh giá mình. Được rồi, đừng giả vờ nữa. Bây giờ đối thủ của ngươi là ta. Vũ triều hoàng đế muốn cùng người áo đen quyết chiến. Tiểu hoàng đế, cuối cùng ngươi cũng chịu được rồi. Hôm nay năm sau là ngày kỷ niệm ngày mất của bạn. Cái gì? Đó là tất cả những gì anh có. Xem con đường của tôi. Đây là đồ tạo tác trong tay ngươi sao? Tiết đừng giấu bản nữa. Dùng hết sức để giết hắn. Tôi đã cố hết sức rồi. Ngươi xem chúng ta nhiều người như vậy ra tay, ngay cả lĩnh vực của hắn cũng không thể phá vỡ. Tiết đối với cổ triều hoàng đế độ tín nhiệm không cao. Vì vậy, anh ấy vẫn ở lại để xem hoàng đế cổ đại còn có tay sau không. Học sinh, mặc dù tôi không phải là người tốt, nhưng ngươi cho rằng hoàng đế cổ đại là người tốt sao? Ông đã giúp hắn giết tôi, cô sẽ bị cướp. Muốn chuyển việc, anh ta sẽ không đồng ý. Chuyện linh tinh của gia tộc Lê một cổ đại đến bây giờ vẫn muốn gây chia rẽ. Tôi có gây chia rẽ không? Chẳng lẽ trong lòng bạn không có chút ép buộc sao? Lão tặc đừng muốn thành lời nói. Xem tôi làm vỡ vỏ rùa của bạn. Phá cho tôi.
Tiếp lúc này không ra tay thì chờ khi nào? Gặp tôi. Đi đi. Người giết, người áo đen sắp tiến hành thông báo toàn quốc. Có nên ẩn tên không? Không ha ha. Bạn là đèn cũ, tôi sẽ bồi thường cho bạn. Giải quyết được tai họa lớn này, ngươi còn muốn cướp thứ ta giết quái vật nữa sao? Tuyết đưa thần kinh cho ta. Cái này bạn không nắm được, để tôi làm. Lực kiêu ngạo chơi với tôi thần cảnh sát hình sự. Nếu không một ngày nào đó quân đội Alex của ta sẽ đến. Bản tôn người đầu tiên giết ngươi lại là thần linh chiếu rọi. Vậy thì đợi khi đại quân Alex đến. Chúng tôi đang cạnh tranh. Kiêu ngạo gồ ghề người phàm ảo tưởng thế thần. Giống như da, mồ hôi không tự đo lường được. Thần linh này đều là đồ ngốc sao? Dưới sự ràng buộc của thiên đạo còn dám tùy ý ra tay. Tiết Tiết đều nói thần hành kinh, ngươi nắm không được. Bây giờ mang đến cơ hội của một vị thần. Bạn có hài lòng không? Thần linh thôi, nếu hắn dám tới, ta là thần, hoàng đế. Bây giờ tôi đã giết gia tộc cổ Lê Mộc rồi. Kẻ đứng sau chuyện này. Còn phần thưởng anh đã hứa với tôi thì sao? Tiếp nhiệm vụ ta cho ngươi. Nhưng giết chết ngôi sao Alex ghi lại. Tất cả mọi người thời xưa, người cha già của họ đã chết. Nhưng có những người khác còn sống. Cô đã không hoàn thành nhiệm vụ của tôi. Nói đi. Bạn có thể đưa cho tôi con dao khắc trong tay bạn. Tiếp không nói nhảm được không? Sức mạnh của con dao khắc này người cũng thấy rồi. Cho dù ngươi lấy thần hành vào đây giao dịch, ta cũng không đồng ý. Hoàng đế, tôi luôn tin bất cứ điều gì cũng có thể nói chuyện. Chỉ cần xem đòn bẩy là gì. Tôi đồng ý với những gì bạn nói. Rắc rối lớn nhất của gia tộc Lê một cổ đại, tất cả đã được giải quyết rồi. Ngay cả khi cậu không tiếp tục giết sát, nhiệm vụ này của người thiên hà, nó cũng vô hại với tôi. Đừng nói sớm như vậy. Tôi vẫn tin rằng bạn sẽ có nhu cầu này. Ông là ai mà dám đột nhập vào nhà tôi? Tôi là Tiết Tìm bạn có chút việc. Chẳng lẽ là bệ hạ bảo người tới giết ta? Không phải tôi đến gặp anh, hắn cũng không biết tôi đến. Muốn hỏi anh, lần này ngươi phát binh tạo phản rốt cuộc là nghĩ thế nào? Tôi bác sở nghe lời thiền nói dương cổ là bệnh. Ta nghi ngờ khi hắn lên ngôi, dựa vào côn trùng điều khiển linh hồn. Vậy là con sâu cái của hồn trùng đang ở trong tay hắn phải không? Cụ thể là trong tay ai, tôi không biết. Nhưng nhất định là trong tay người sở ý cán Tô Bắc. Hoàng tử thứ ba đã phát hiện ra, chịu đựng nhiều năm, nhưng cuối cùng vẫn là bị hoàng đế hại. Hắn không phải bị Tô Hữu Phi giết sao? Mượn đào giết người thôi. Tam hoàng tử luôn tìm hoa hỏi liễu không hỏi triều chính. Ngày thường dùng tám hộ, chưa bao giờ là ứng cử viên tốt nhất cho ngai vàng. Nhưng Tô Bắc sở, nhưng lại cho hắn một cái chống lại cổ Lê Mộc. Nhiệm vụ gia đình, đây không phải là chim sơn ca muốn hắn chết sao? Vậy chuyện gì xảy ra với Marco Lân và Tô Du Phi? Ta nghe nói Tô Du Phi không phải con gái ngươi. Đánh giám, Tô Du Phi chính là loại của ta, chỉ là hắn được sinh ra với số phận, tương lai sẽ là một thế hệ nữ hoàng. Tô Bắc sở kỵ nhưng lại không có cớ trực tiếp giết chết. Bộ công chúa, tôi và Tô Bắc là anh em họ. Hắn làm như vậy của thực có chuẩn bị lâu dài. Theo anh nói vậy, Tô Hữu Phi hợp tác với gia tộc cổ Lê Mộc là để đối phó với hoàng đế Tô Bắc sở. Đúng vậy, Tô Bắc sở lang tử tham vọng, mượn tay người tiêu diệt người của gia tộc cổ Lê Mộc. Tiếp theo là tôi. Vậy tại sao bạn không chạy? Tôi có thể đi đâu? Vương triều Man Tu, tôi có thể chết, nhưng sẽ không bao giờ nương tựa vào vương triều Man Đồ. Vậy siêu thần cấp ẩn giấu nghề nghiệp chuyển chức, bàn thờ mở ở đâu? Cần điều kiện gì? Cả triều đại của chúng ta chính là siêu thần cấp ẩn giấu nghề nghiệp chuyển chức tế đàn. Cái cứng trong tay ba đại thiên tử của thế giới nhỏ bé này là thúc giục cái này, siêu thần cấp ẩn giấu nghề nghiệp chuyển chức tế đàn vật liệu. Tương ứng là Diệp Thiên Tử, đó là dấu ấn của chúa tể Hắc Sơn. Cổ triều Thiên Tử Tô Bắc Sở khắc đao, trốn khỏi vua đồ đánh của Gia Cát Long Đình, hoàng đế. Thần thạch Hắc Sơn chi chủ tên là Gia Cát Chó Trứng, hoàng đế cổ đại Tô Bắc Sở, nói chúa tể Hắc Sơn là người của hắn. Nhưng vua Trấn Bắc lại nói vương triều Mãn Thổ tên là Gia Cát Long Đình. Thú vị thật. Tiếc, tôi sợ là khó thoát chết. Nhưng Sơ Gầu Phi và Man Cơ Lân không phải từ gia đình Gilzim. Họ bị Tô Bắc Sở ép tài chính lạc lối. Nếu có thể, bạn có thể giơ tay khi gặp họ không? Tôi chỉ có thể nói là xem họ biểu hiện. Tiết, anh đi đi. Tiết cũng không có ý định ở lại, trực tiếp rời đi. Đến bây giờ anh vẫn không bỏ cuộc sao? Tại sao tôi phải bỏ cuộc? Cậu tự cho mình là thông minh để đưa mọi chuyện đến đây, còn muốn tiếp tục? Đây không phải là tự cho mình là thông minh. Tôi chỉ muốn dựa vào nỗ lực của mình lấy lại những gì thuộc về tôi. Nếu điều gì đó xảy ra, tôi có thể có được mọi thứ tôi muốn. Bạn không nhận được tin tức từ Thiên Thành Cổ sao? Tuyết là một kẻ điên. Hắn nổi điên lên, ngay cả thần linh cũng không để vào mắt. Ngươi lợi dụng hắn như vậy. Thỏ, tôi lợi dụng anh ta khi nào? Hắn muốn không phải là chuyển chức sao? Hắn kiếm được công việc của hắn. Mục đích của chúng tôi không xung đột. Được rồi, hy vọng cậu đúng. Sau khi Tuyết từ Trấn Bắc Vương Phủ đi ra, trực tiếp đến cung điện của Vương Triều Ẩn Đồ. Tuyết Tuyết, ngươi đến đây, ta giấu cái gọi là chuyện gì với nhà thổ? Siêu thần cấp ẩn giấu nghề nghiệp chuyển chức tế đàn. Tôi thực sự đã nghe nói về bàn thờ chuyển việc này. Thậm chí tôi còn có một bàn thờ trong tay, cùng một vật liệu cần thiết.
Một điều kiện, tôi muốn thứ trong tay anh. Rất đơn giản, tiêu diệt côn trùng mẹ hỗn hợp không khí. Tôi sẽ đưa đồ cho bạn. Kế hoạch chi tiết, hoàng đế đã gửi cho bạn một nhiệm vụ. Nhiệm vụ yêu cầu trong vòng 3 tháng tiêu diệt côn trùng mẹ kiểm soát linh hồn. Nhiệm vụ trừng phạt không rõ. Nhiệm vụ thưởng điểm thuộc tính tự do cộng thêm 200. Đá thần cộng 1. Có nên tiếp nhận côn trùng mẹ kiểm soát linh hồn không? Có liên quan đến hoàng đế thời xưa. Giải quyết côn trùng mẹ kiểm soát linh hồn đang giải quyết hoàng đế triều đại cổ đại. Khắc đao và đánh thần thạch đều có thể đến tay. Ông có biết chúa tể của Hắc Sơn không? Nó là con trai bất tài của tôi. Lúc đầu vì một số ý kiến không đồng ý với tôi, rồi chạy đến giữa trăm ngàn núi lớn tự lập làm vua. Con tự xưng là Dạ Thiên Tử làm người ta cười nhạo. Con bọ mẹ đó ở đâu? Anh biết không? Chắc là trong tay hoàng đế thời xưa. Bây giờ con bọ điều khiển linh hồn đã xâm nhập rồi. Chúng ta đã giấu đổ vương triều rồi. Hy vọng bạn có thể tăng tốc độ giải quyết. Trò chơi đã hơn 4 tháng kể từ khi bắt đầu. Tiếc không muốn kéo nữa. Sự thay đổi này quá quan trọng đối với anh ấy. Nếu như vậy thì xé mặt đi. Tiếc, anh về nhanh hơn tôi nghĩ. Đừng nói nhảm nữa, tôi đã mất kiên nhẫn rồi. Đây là cơ hội cuối cùng của anh. Đưa tôi con dao, nếu không tôi sẽ rửa máu cả triều đại cổ đại. Tiếc, anh là cái gì vậy? Đe dọa tôi. Không nói người có thể giết ta hay không, cho dù người có thể, dao khắc của tôi cũng sẽ không rơi ra ngoài. Theo quy tắc của các vị thần, sẽ không cho phép tôi đưa dao khắc cho bạn như vậy. Bây giờ bạn vẫn còn cơ hội mở điều kiện. Phải xé mặt không tốt cho mọi người. Xin lỗi, tôi không thể khắc dao cho bạn. Lục hoàng tử Tô Hữu Phi, các người cũng đi ra đi, còn chuẩn bị dầu đến khi nào? Tiếc tôi tò mò. Làm sao anh biết tôi ở đây? Nó không còn quan trọng nữa. Bây giờ tôi nên gọi bạn là thú cưng kiểm soát linh hồn phải không? Tiếc, anh rất thông minh. Bệ hạ không nói gì với ngài. Tôi mới là lá bài lớn nhất của hắn. Tôi đã đột nhập vào gia tộc cổ Lê Mộc. Chỉ cần cho tôi thêm chút thời gian, không có ngươi, gia tộc Lê Mộc cổ đại cũng sẽ biến mất. Điều đó giải thích khi tôi cố giết anh. Lý do thực sự hoàng đế ra tay, lúc đầu nói là kẻ đứng sau gia tộc Dây Kỳ cổ đại. Tiếp xúc rồi, nhưng sau đó tôi phát hiện ra hoàng đế dựa vào khắc đao và thiên cước bảo vệ đại trận. Quả lê cổ, kẻ đứng sau gia tộc một còn kém hắn vài phần. Rất tốt. Tiếc người như ngươi, ta thật sự không muốn trở thành kẻ thù của ngươi. Điều này không phải rất đơn giản sao? Đưa tôi con dao, tất cả đều tốt để nói. Tôi biết anh muốn dùng dao khắc để chuyển việc, nhưng tôi thực sự không thể khắc dao cho bạn cho tôi. Nếu không hôm nay ta sẽ tắm máu hoàng cung. Các điều kiện khác của Tuyết đều dễ nói, nhưng khắc dao thật sự không được. Tôi cần con dao của anh, hoàn thành chuyển việc ẩn giấu cấp siêu thần. Bạn không đưa cho tôi không thể trả lại. Nếu Tuyết lớn giết chết chúng, toàn bộ triều đại cổ đại sẽ kết thúc. Tiếc, em dừng lại ở đây. Vì sự thay đổi của riêng bạn, thật sự định đổ máu triều cổ không được. Cậu nói đúng đấy. Hôm nay tôi có thể giết 100.000, giết 1 triệu, bởi vì tôi biết tôi phải mạnh mẽ lên. Hơn nữa, tôi đã cho bạn cơ hội rồi. Dòng sông máu, bạn cũng có trách nhiệm không thể trốn tránh. Chuyện của phụ hoàng đến bây giờ, bỏ nỗi ám ảnh xuống thì đưa dao khắc cho Tuyết đi. Ngươi thật sự muốn trở thành tội nhân sao? Cô biết tôi giữ con dao để làm gì không? Tôi không thể cho anh ta, không bao giờ. Học sinh, cha ta muốn hồi sinh mẹ ta. Dao khắc là một phần cực kỳ quan trọng. Tôi ước có nghĩa là đầy đủ các biểu đồ cổ tích và các vị thần ban phước. Cuộn nhiệm vụ phía trước đều cho bạn. Mong học sinh đại nhân có thể thương xót. Đừng để đời xưa tàn nát. Phụ hoàng nhà người không muốn dao khắc. Không phải vì muốn hồi sinh mẹ ngươi, mà là bởi vì hắn đã bị không hồn trùng khống chế. Tiếc, anh thật đáng sợ. Bạn sẽ trở thành thiên hạ Alet là trở ngại cho sự thống trị của thế giới này. Ẩn nhãn ra tay giết con sâu mẹ kiểm soát hồn sủng. Ẩn mắt giam cầm. Mẹ yêu, lần này ngoại trừ siêu thần cấp ẩn giấu chức nghiệp chuyển chức tế đàn, bạn hẳn là thu hoạch lớn nhất của tôi lần này rồi. Tiếp tuyết hôm nay cho dù chết ta cũng phải kéo người đệm lưng. Người đã giết chết con sâu mẹ. Thông báo toàn quốc sắp tới. Có nên giấu tên không? Sức mạnh linh hồn không được thể hiện trong thuộc tính, nhưng nó có thật. Linh hồn càng mạnh, tốc độ tu luyện sẽ càng nhanh. Cái đuôi này thần khí mặc dù rất mạnh, nhưng tuyết không mang được, chỉ có thể xem. Thông báo dịch vụ đầy đủ, phát hiện sự xâm nhập của dạng sống trong thiên hà Alet. Chư thần ban hành nhiệm vụ toàn dân trước. Săn bắn cuộc sống thiên hà Alet. Săn thành công vật thể sống của thiên hà Alet. Nhận phần thưởng lớn. Mong đông đảo người chơi nhiệt tình tham gia. Hoàng đế 6 hoàng tử, bây giờ có phải là lúc bạn rút tiền không? Thời điểm thưởng. Ngay sau đó, hoàng đế và lục hoàng tử lập tức đưa ra phần thưởng. Thưởng theo nhiệm vụ, City có 2 bản. Các vị thần ban phước cho cuộn nhiệm vụ phía trước. Thiết bị thanh lọc cuộn 1 bản sao. Tài năng thanh lọc hoa 1 bông. Điền vào các nàng tiên sơn 1 bản sao. Ngoài ra còn có 2 lá vàng phong đỏ. Ngoài ra còn có con dao khác mà Tuyết đang nghĩ đến. Và 1.000 thuộc tính tự do. Còn có đánh giết do hoàng đế giấu đồ phát hành. Nhiệm vụ của mẹ. Thu hoạch của Tuyết lần này có thể nói là rất lớn. Sau khi đến cung điện, Tuyết không thấy hoàng đế lừa đảo, mà là nhìn thấy một cô gái xinh đẹp. Bạn là Tiết phải không? Ngươi là ai khi nhà nô là đại thần? Gia Cát Long Đình đồng ý tặng tôi cho bạn như một phần thưởng. Sau này công tử muốn làm gì với nhà nô? Nô gia đương nhiên không thể phản kháng.
Cô tránh xa tôi ra được không? Không ai nói với bạn rằng bạn có mùi hôi sao? Công tử thật biết nói cười. Nhà tôi, một viên đá sao có thể có mùi hăng? Yêu nghiệt táo bạo còn giả vờ với tôi nữa. Ta nhìn liền thấy ngươi không phải là người. Có chút bản lĩnh lại bị bạn nhìn ra rồi. Đến đi, có phải vì một con chuột lớn mà tôi đã giết trước đó không? Nếu anh muốn trả thù, vậy thì anh nghĩ sai rồi. Hoàng gia chúng ta luôn bị ổ răng. Bạn mạnh mẽ, không có đại thần, ngươi cũng không thể hoàn thành chuyển chức. Nếu bạn có thái độ như vậy, vậy tôi chỉ có thể nói, tổ chuột hôm nay tôi đều phục vụ cho bạn rồi. Phát âm rơi, mắt bạc và Poseidon xuất hiện ngay lập tức, cho tôi gần 100.000 ngọn núi để sinh sản ra vàng. Giết đi, công tử, chờ đã, nhà nô nhận thua. Tử Tuyền, bây giờ bạn tin rồi phải không? Tuyết không dễ nhắm mục tiêu như vậy. Hoàng đế giấu đồ nói xong với Hoàng Tử Tuyền, trực tiếp lấy phần thưởng ra. Hiệu quả đánh thần thạch này tương tự như đánh thần roi, không giống nhau là thêm một hiệu ứng gen. Hiện tại Tuyết tay trái đánh thần thạch, tay phải đánh thần roi. Thần linh nhìn thấy đều phải run ba run. Đánh thần thạch đến tay, tiếp theo là điều cuối cùng. Con dấu Hắc Sơn trong tay chúa Hắc Sơn. Tiết, ta biết mục đích chuyến đi của ngươi, nhưng Hắc Sơn in loại đồ này, quy tắc của các vị thần sẽ không cho phép tôi đưa cho bạn mà không có gì. Nói đi, anh muốn tôi giúp gì? Tôi muốn cô đi cùng tôi. Sự tồn tại vĩ đại đó, tòa nhà cổ liên từng sống. Chúa tể Hắc Sơn đã giao nhiệm vụ cho anh, hộ tống anh ta đến tòa nhà cổ liên. Nhiệm vụ thưởng điểm thuộc tính tự do cộng thêm 200. Montenegro Inca có thiếu không? Bản thân Tuyết đang truy tìm hành động của Chi Nguyên Thần. Nhiệm vụ này có thể nói là một cử hai, hắn không có lý do gì để từ chối. Cô biết cổ liên lâu ở đâu không? Tôi chỉ biết một hướng chung, nhưng vị trí cụ thể không rõ ràng. Được rồi, bạn chuẩn bị trước đi. Ta cũng cần chuẩn bị để dùng phúc lành của các vị thần. Các vị thần đang ban phúc cho bạn. Ngươi được thiên sư trùng phúc. Ngươi có được thanh kiếm. Tuyết đã có roi ma thuật rồi. Thanh kiếm chém yêu này đối với hắn mà nói rất dư thừa. Nhưng mới không thể có một cái gì đó tốt. Sử dụng phúc lành của các vị thần. Các vị thần đang ban phúc cho bạn. Ngươi đã nhận được lời chúc phúc của vua Totaji. Bạn đã nhận được tháp thất bảo linh long. Thứ này hình như cũng bình thường thôi. Ông chủ Tuyết, thung lũng gió đỏ có phải là bên ngoài không? Tôi muốn gặp mục tiêu Han. Bạn đợi tôi một chút, tôi sẽ đến ngay. Nếu Tuyết không phiền, có thể mang cho tôi một cái được không? Tôi thực sự muốn biết các nhà thám hiểm thường làm gì. Em nghiêm túc chứ? Bạn yên tâm, sẽ không cản trở bạn làm việc. Cứ coi tôi như một người qua đường là được rồi. Đi với tôi. Sau khi Tuyết thu nhập các đệ tử Soldier Z vào Liên minh Bảy Kho Báu, trực tiếp mở chế độ đánh nhóm. Có thể đánh nhau, sao phải đánh đơn? Lão Thiết, các bạn nói đúng không? Là Hoa tiền bối, nếu lát nữa cha tôi bị giết chết, tôi cầu xin anh đi cùng tôi. Sử dụng kỹ thuật hồi sinh để hồi sinh cha tôi. Gia Simon, cha cô dù sao cũng là một kẻ mạnh cấp bậc ả thần. Ông chắc vậy chứ? Tuyết hắn có thể giết cha ngươi sao? Tôi nhìn thấy vô số khả năng trên Tuyết. Đặc biệt là bên cạnh hắn tuyệt đối không chỉ có một vị thần linh. Đã tiêu diệt bản đồ sửa chữa, thông báo dịch vụ đầy đủ sắp tới. Có nên ẩn tên không? Thông báo dịch vụ đầy đủ. Chúc mừng người chơi Tuyết đã giết thành công biểu đồ sửa chữa. Thông báo, mong phần lớn người chơi tiếp tục nỗ lực. Lần đầu tiên nhìn thấy thi thể của Hodorji, Sadorji, Mali chạy lên, thế Hoa tiền bối giúp tôi. Các á thần Hoa và Sadorji mơ, Ly hồi sinh, ánh sáng của nghệ thuật rơi vào tay những người Sadorji, nhưng không có chứng, không có dấu hiệu nào cho thấy hắn sẽ sống lại. Loại này cấp bậc á thần cường giả, không dễ dàng như vậy để hồi sinh. Thế rồi, giải thưởng sách trong tay Sadorji Gassiman, cả người tác ra một khí chất đặc biệt. Đại nhân, hắn muốn hiến tế bản nguyên lực lượng của mình, dùng từ để cắt tủy rồi, rơi xuống với giọng nói của Poseidon. Seiji, Gassiman bay lên không trung, hãy sống lại, cha tôi, một câu rất đơn giản, như thể là hút, trồng rỗng toàn bộ tinh thần của Sadorji Gassiman. Quyển sách trong tay hắn trực tiếp vỡ vụn, các thuộc tính của anh ta cũng đã trải qua những thay đổi to lớn. Tiếp nhìn bản đồ tàu hưu đây vừa mới hồi sinh. Số mở miệng hình hai công chúa. Tôi đã đi hết con đường. Có rất nhiều người cố gắng ngăn tôi hoàn thành công việc của mình, nhưng kết cục cuối cùng của họ đều không tốt lắm. Tuyết có thể nhìn thấy, ngươi đang làm việc với ý chí của thần linh phương Đông. Đôi khi chúng ta không có sự lựa chọn. Không ngăn cản bạn là hủy diệt. Có một cơ hội để ngăn chặn bạn. Nếu là như vậy, vậy thì không còn gì để nói nữa. Con gái ông có thể hồi sinh ông một lần. Không biết con gái anh có thể hồi sinh ngươi lần thứ hai không? Nếu như mênh mông vô cực công không cho Tuyết một lời giải thích, vậy thì hôm nay anh ta nhất định phải chết trong Tuyết. Chỉ cần làm theo những gì bạn đã nói trước đó, nhập luân đế quốc bồi thường gạo 10 dấu nhân 20 trận. Về phần chuyện phía sau chúng ta sẽ nói sau. Trong trường hợp đó, vậy thì tha thứ không xa. Cuối cùng, các tín đồ Hildegard không nói gì nữa, mang theo vài người quay lưng rời đi. Sau khi vài người rời đi, Tuyết phục hồi thành phố đá của đế quốc Nhạc Luân. Nhiệm vụ của thị trấn 20 cũng đã hoàn thành. Sử dụng phúc lành của các vị thần. Người đã nhận được phúc lành của nữ A Nương Nương, một người lớn. Kỹ năng này tăng lên cấp độ đầy đủ, tạo ra cấp độ thần linh, các nhân vật khác đều không thành vấn đề. Tiếp theo sẽ đến đảo U Minh trước, đưa hai vị thần đó lên bảng phong thần. Như vậy ta sẽ có võ tôn thần linh làm đánh thú.
Tiếp tiếp, ngươi đến tìm ta có chuyện gì vậy? Thần đêm không ra gặp mặt sao? Cách đây không lâu tôi mới bị lạc vất, bây giờ có thể mở miệng nói chuyện đã không dễ dàng. Qua con dấu, nếu thần đêm không xuất hiện trong tuyết, hắn sẽ không có cơ hội giết được dạ thần. Tuyết tạm thời không có cách nào bắt đầu, chỉ có thể hỏi thông tin khác. Cô có biết Ania Phát Lăng không? Tôi không có nghĩa vụ phải nói với anh điều này. Đừng quên, ngay từ đầu chúng ta đã là kẻ thù. Và anh cũng không cần cố gắng để có được bất kỳ lợi ích từ tôi. Con áo ma thuật đến rồi, bạn cũ đến rồi, không thể ra ngoài gặp mặt sao? Wow, và Sadan, ngươi đã phá vỡ con dấu. Và bây giờ bạn vẫn đang trong tình trạng chiến thắng. Sao anh làm được vậy? Tôi đã ra ngoài một thời gian rồi. Suốt thời gian qua tôi luôn ở bên cạnh Tuyết Đại Nhân. Chẳng lẽ là Tuyết thả ngươi ra? Vì vậy, bạn đã chọn để phục tùng anh ta. Nếu vậy, tôi thà bị nhốt ở đây. Chúng ta sẽ bàn chuyện này sau. Tiếp theo còn có chuyện quan trọng hơn. Bồ Sơ Đăng, đồ khốn kiếp. Cô đang làm gì vậy? Thả tôi ra. Quần áo ma thuật đến. Bạn yên tâm, tôi không hại cô. Một ngày nào đó anh sẽ cảm ơn tôi. Mẹ mày, Bồ Sơ Đăng, tôi cảm ơn tổ tiên của bạn. Sau này nếu mẹ tôi lại tin lời nói nhảm của bạn, mẹ tôi là chó. Tuyết Đại Nhân làm đi. Chúc mừng người, người đã giết thành công hắc dạ linh thần. Quần áo ma thuật sắp được thông báo đầy đủ. Có nên ẩn tên không? Sau khi giết thần đêm tối, vị thần của tuyết trên dấu ấn cũng có thêm một hiệu ứng. Trong đêm tối, toàn bộ thuộc tính của tuyết tăng gấp đôi. Bây giờ anh ta có hơn 80 triệu mạng sống. Trạng thái ban đêm, đó là hơn 160 triệu máu. Thuộc hạ ma y đến bái kiến đại nhân. Tuyết tuyết bây giờ bên cạnh hắn đều có ma y, hơn nữa là có được cây gậy biến thái tăng gấp đôi thuộc tính ban đêm. Được rồi, tối nay sẽ giải quyết Ania Phát Lan. Thông báo dịch vụ đầy đủ. Chúc mừng người chơi tuyết thành công giết chết hắc dạ linh thần ma y. Thông báo, mong phần lớn người chơi tiếp tục nỗ lực. Sức mạnh của tuyết này thật sự là kinh khủng như vậy. Đại nhân, chúng ta thánh địa Ulu mạnh mẽ vô song. Tuyết tuyết không dám dễ dàng ra tay với chúng ta. Hy vọng vậy. Nhưng tối nay tôi có một cảm giác khủng hoảng rất mạnh. Tôi phải nói rằng, cảm giác của bạn rất chính xác. Tuyết lớn đêm không ngủ. Đến chỗ tôi làm gì? Tôi sẽ giúp bạn khôi phục lại sức mạnh. Lời nói rơi xuống, Tuyết lập tức gửi tháp tranh bày kho báu. Trực tiếp đưa người hầu cũ đằng sau Olafalan hút vào. Tuyết này ngươi lại nhìn thấu ta. Đồ điên, thả tôi ra. Cái giá của chúa, không phải bạn có thể mua được. Tiếp theo, chỉ là nhiều người khốn khổ đánh nhau trong phòng ngủ thôi. Tại đệ mau thả đại nhân nhà ta ra. Chu tiên gặp ta đi đi. Ông chủ tuyết, sông vàng bạn muốn, người của chúng tôi đã thu được 5 tỷ. 5 tỷ còn lại sẽ làm việc chăm chỉ cho bạn. Nhận được sông vàng 5 tỷ từ đỉnh núi. Tuyết tuyết quyết định thử xem, nhìn con sông vàng 5 tỷ này xem, cây đào có thể tăng bao nhiêu. Sau khi đập vỡ sông vàng 4,9 tỷ, đào chín rồi, 5 tỷ vàng sông có thể làm chín một lần. Một lần có thể nhận được 10 của đào. Mà cùng chiến lưỡi kiếm bên này sau khi nhận được của đào, cả người đều kích động. Khi thằng béo và con khỉ lấy được của đào, đó gọi là một sự phấn khích. Haoka, tôi lang thang nửa đời người, chỉ ghét chưa gặp dân chủ. Nếu bạn không ghét, ta nguyện bái ngươi làm nghĩa phụ. Anh ơi, anh có đạt được kỹ năng gì không? Có thể tăng gấp đôi tài sản vào ban đêm. Người béo là người bị ràng buộc với tuyết, tự nhiên là phát hiện đêm tuyết, đều tăng gấp đôi thuộc tính. Đúng vậy, cha nuôi. Bạn xem kỹ năng này có thể làm cho ông tôi một cái không? Vấn đề không lớn, đó là phần thưởng khi giết áo của thần bóng đêm. Theo ta được biết, thần bóng đêm không chỉ có một vị. Người cũng đi giết một vị thần đêm tối. Có lẽ có thể tiết lộ sách kỹ năng mạnh hơn thế này. Bố ơi, bố đùa à? Làm sao chúng ta có thể chiến đấu được? Đừng nhìn các vị thần quá cao. Với các thuộc tính hiện tại của hai bạn, giết một vị thần bình thường vẫn có cơ hội.